Đấu la đại lục phần 4, trung cực đấu la tập 101 đến tập 104, ngàn năm đại nạn thuyết minh tại kênh YouTube Di các phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Đường Trấn Hoa đột nhiên cười, nhìn xem hắn như vậy ấm áp mỉm cười không biết vì cái gì. làm Hiên Vũ đột nhiên dùng mình một cái, lão sư, ngài như thế cười ta có chút hoảng. Đường Trấn Hoa khóe môi vỉnh lên, đừng hoảng hốt, có muốn hay không thoải mái một thoáng. a à, làm Lam Hiên Vũ ngẩn ngơ. Đường Trấn Hoa nói, những người khác tiếp tục luyện tập người trục vừa tiến vào bọn hắn khoang thuyền mô phỏng ghi tên chiến võng người đang điều khiển bọn hắn tay lái phụ dẫn bọn hắn chiến võng cảm thụ một chút tinh tế chiến cơ chân chính tác chiến niềm vui thú Làm hiền vũ khóe miệng co giật một thoáng bởi vì hắn đột nhiên hồi tưởng lại lúc trước chính mình lần thứ nhất tiến vào tinh tế chiến cơ khoang thuyền mô phỏng thời điểm ngân thiên phàm lão suy liền là làm như vậy thật không hổ là ngài nhất mạch tương truyền cha truyền con nối đệ tử a à. bất quá tựa hồ giống như đúng là có chút thoải mái đây. chẳng qua là theo người nào bắt đầu đâu. đây là một cái đáng giá suy nghĩ vấn đề. nhà mình huynh đệ có chút không bỏ được suất bắt đầu trước, cho nên làm hiền vũ cái thứ nhất tìm tới chính là đinh chắc hàm. chắc hàm, ngươi mở một thoáng khoang thuyền mô phỏng, ta đối với ngươi tiến hành một thoáng đơn độc chỉ đạo. làm hiền vũ thanh âm tại đinh chắc hàm khoang thuyền mô phỏng bên trong thăm thẳm vang lên. đinh chắc hàm không nghi ngờ gì, hảo đát, lớp trưởng đây là muốn cho mình thiên vị a, à? chuyện tốt a. À? khoang thuyền mô phỏng mở ra lam hiên vũ khiến cho hắn ngồi vào tay lái phụ đi sau đó chính mình ngồi lên chỗ ngồi lái xe khoang thuyền mô phỏng khép kín đinh chắc hàm cười ha ha một tiếng lớp trưởng này tinh tế chiến cơ khoang thuyền mô phỏng coi như không tệ à ta cảm thấy thích hợp chờ chúng ta lớn lên yêu đương ngươi nói cô nam quả nữ này tại cùng một chỗ điều khiển tinh tế chiến cơ nhiều lãng mạn à ồ phải không Lam hiên vũ cười híp mắt nói ta mang ngươi trải nghiệm một thoáng tinh tế chiến cơ chân chính điều khiển thời điểm cảm giác đi Chúng ta đấu là thế giới có chuyên môn tinh tế chiến cơ mô phỏng đối chiến khu, chúng ta tên gọi tắt tinh tế chiến võng, trong đó bao quát chiến hạm đối chiến cùng chiến cơ đối chiến. Chiến hạm đối chiến đó là cần đoàn đội tiến hành, chúng ta tạm thời còn tiếp xúc không được, chiến cơ đối chiến là có thể. Vừa nói, Lam Hiên Vũ thuần thục tiến hành thân thể quét hình, đổ bộ tài khoản của chính mình. Hay lắm, có phải hay không rất đã, hết sức kích thích, đình chắc hàm cao hứng bừng bừng nói. Ừm, xem như thế đi, người tốt nhất cảm thụ thật tốt trải nghiệm làm hiền vũ chứa có thâm ý nói dĩ nhiên hắn cảm thấy đinh chắc hàm hiện tại là không quá nghe hiểu làm hiền vũ đang lục chiến lưới nắm đinh chắc hàm thiết chí làm tay lái phụ đinh chắc hàm lập tức thấy trước mắt hiện ra rất nhiều số liệu tới bao quát khó khăn thiết lập chiến cơ thiết lập còn có thật nhiều hắn xem không hiểu nhiều số liệu lớp trường này độ khó thiết lập phía sau một chuỗi chữ số là có ý gì à đinh chắc hàm nhìn xem độ khó thiết lập phía sau mười vạn mấy cái chữ kia lam hiên vũ nói chính là chúng ta sau đó phải tiến vào chiến trường sẽ chọn lấy toàn liên bang bài danh 10 vị trí đầu vạn phi công chiến đấu cơ tiến hành chiến đấu cơ sở nhất chính là trăm vạn mười vạn là cấp độ thứ hai đinh chắc hàm nói lớp trưởng người học được mấy năm hiện tại là cái gì trình độ lam hiền vũ nói học được có ba bốn năm đi hiện tại miễn cưỡng có thể đi vào vào trước một vạn tên chiến võng đinh chắc hàm có chút thất vọng nói học ba bốn năm mới tiến vào trước một vạn tên chiến võng a khó khăn như thế sao Lam Hiên Vũ khóe miệng co giật một thoáng, người ý tứ này làm sao, giống như là có chút tại khinh bỉ ta. Đinh chắc Hàm cười hắc hắc, không có, không có, sao có thể chứ? Bất quá, này tinh tế chiến cơ điều khiển đoán chừng cũng là có thiên phú nói chuyện, ta vừa mới thử một chút, cảm giác rất tốt mở à, rất có điều khiển như cánh tay cảm giác, đừng nói, không nghĩ tới ta còn rất thích hợp cái này, tốc độ so cơ giáp nhanh, thật thoải mái, nhất là đường thẳng gia tốc, cái kia đẩy lưng cảm giác thật đã hiền. Lam Hiên Vũ trong lòng thầm than một tiếng, trước 10 vạn tên cùng, trước một vạn tên chiến trường độ chấn động khác biệt thật lớn. Người nghĩ chọn cái nào? Hắn ban đầu chỉ là muốn mang mọi người trải nghiệm một thoáng trước 10 vạn tên độ chấn động coi như xong. Đây cũng không phải là đấu la tinh trước 10 vạn tên, mà là toàn liên bang. Còn mình bây giờ có thể tiến vào trước một vạn tên, thành tích này rất kém cỏi sao. Đường lão sư đã coi như là hết sức nghiêm khắc, đều nói chính mình ở phương diện này thiên phú tuyệt hảo toàn liên bang có nhiều ít phi công chiến đấu cơ đoán trưởng đinh chắc hàm là không biết thất đại hạm đội tại ngũ hồn đạo chiến cơ vượt qua 500 vạn khung có thể tiến vào trước 10 vạn tên tinh tế chiến cơ người điều khiển đẳng cấp bình chắc bên trong có thể tại chiến võng bên trong tiến vào trước 100 vạn làm giáp cấp phi công 100 vạn bên ngoài đều là ất cấp phi công này chỉ là tại ngũ quân sự bị còn không ở chỗ này liệt kê mà có thể đi vào vào trước 10 vạn tên cũng đã là đặc cấp phi công bình thường tới nói đều là từng cái chiến hạm tinh tế chiến cơ trung đội đội trưởng trở lên cấp bậc mà một vạn tên đó là vương bài phi công có thể đảm nhiệm đại đội trưởng thống soái một cái đại đội trên trăm khung chiến cơ tồn tại làm hiền vũ vẫn chưa tới 13 tuổi có thể đi đến tài nghệ này đã là cực kỳ kinh người đến mức tầng thứ cao hơn trước một nghìn tên tinh tế phi công chiến đấu cơ vậy cũng là đại năng là có đặc thù vinh dự tiến vào trước một nghìn đem căn cứ bài danh thu hoạch được liên bang chuyên môn ban phát đặc thù huy chương theo một trăm linh một tên đến thứ một ngàn tên đều sẽ đạt được thần cấp thêm số hiệu dạng này huy chương thí dụ như nếu như là thứ một ngàn tên cái kia huy chương liền là thần một nghìn thứ chín trăm mươi chín tên liền là thần chín trăm mươi chín lúc trước ngân thiên phàm liền là thần một nghìn trong vòng hồn đạo chiến cơ điều khiển đại năng mà tiến vào trước một trăm huy chương còn sẽ khác nhau thần biến thành siêu thần làm hiên vũ một mực cũng không biết đường chấn hoa tại hồn đạo chiến cơ điều khiển phương diện là cấp bậc gì đường trần hoa cũng không nói nhưng theo chính mình cùng vị lão sư này trình độ khoảng cách đến xem hắn đều hoài nghi mình vị lão sư này là siêu thần cấp cái khác phi công siêu thần cấp cái khác phi công cơ hồ đều là quan chỉ huy chiến hạm cấp độ điểm này hắn là rõ ràng làm hiền vũ tại chiến cơ điều khiển trên kỹ xảo còn có rảnh rỗi ở giữa có khả năng tăng lên đồng thời trọng yếu nhất vẫn là tinh tế chiến đấu kinh nghiệm tăng lên cả hai tích lũy mới có thể để cho hắn thứ tự kéo dài tăng lên Đường chấn hoa cho hắn chế định mục tiêu là, tại ngoại viện tốt nghiệp trước đó, tranh thủ có thể tiến vào trước 3.000 tên, 22 tuổi trước đó tiến vào trước 1.000 tên, có thể trở thành tinh tế chiến cơ thần cấp người điều khiển, cái kia tại tinh tế làm trong chiến đấu liền có coi như không tệ năng lực tự vệ. Cho nên nói, làm người nào đó, khinh bỉ chính mình cái này, đã là vương bài phi công cấp độ người điều khiển lúc, làm hiên vũ liền cảm thấy, không thể đau lòng hắn. Trước mắt làm hiên vũ tại chiến võng thứ hạng là 9867. Cái bài danh này là thường xuyên sẽ gợn sóng, dựa theo chiến tích tích phân tới bài danh. Hắn cũng muốn thường xuyên bên trên chiến võng tiến hành một chút đối chiến, bằng không mà nói thậm chí sẽ rơi ra một vạn tên. Khi đó, hắn đem không có tư cách tiến vào một vạn tên trước kia chiến trường. Đương nhiên là tuyển đã ghiền đó à, đinh chắc hàm hứng thú giặt rào nói. Dĩ nhiên, ở trong mắt Lam Hiên Vũ, hắn cảm thấy cái tên này là không biết sống chết. Dĩ nhiên, cũng không bài trừ người ta đúng là thiên phú dị bẩm ân, liền coi hắn là thiên phú dị bẩm tốt. Được, Lam Hiên Vũ cười hiếp mắt đáp ứng một tiếng, nắm mười vị trí đầu vạn tuyển thành một vạn. Điều chỉnh thử hoàn tất, tiến vào chiến trường. Ngồi vững vàng ha, Lam Hiên Vũ nói với Đinh Trác Hàm. Tới đi, đã vội vã không kịp. Hắn chưa đính hôn còn không có nói ra, chỉ cảm thấy tinh tế chiến cơ đột nhiên chấn động mạnh một cái. Trong chốc lát, một cỗ lực lượng khổng lồ bỗng nhiên chuyển đến, đưa hắn gắt gào theo trên ghế ngồi kinh khủng đầy lưng cảm giác trong chốc lát làm hắn đều sinh ra một loại phảng phất linh hồn xuất khiếu cảm giác trước mắt cảnh vật bỗng nhiên nhất biến tinh tế chiến cơ đã bắn ra mà ra mà bên ngoài liền là vô ngần vũ trụ oa 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 sảng khoái sảng khoái đình chắc hàm phấn khởi kêu gào hắn tự thân võ hồn nhưng thật ra là vô cùng hiếm thấy cùng tinh tướng có quan hệ cho nên cho tới nay hắn đều đối tinh không có vô hạn nhiệt tình thích nhất liền là ngồi phi thuyền vũ trụ ở trong không gian du lịch Tựa như trước đó đi tới tinh linh tinh này dài, đằng đẵng đường đi bên trong, hắn là một cái duy nhất, không cảm thấy tịch mịch, lúc không có chuyện gì làm liền sẽ nhìn xem mạn thuyền ngoài cửa sổ vũ trụ, nhìn phía xa ánh sao, quan sát đến vũ trụ vẻ đẹp, tựa hồ đối với hắn tu luyện võ hồn đều có chỗ tốt. Nhưng đây là hắn lần thứ nhất ngồi tinh tế chiến cơ xuất hiện ở trong không gian, cứ việc chẳng qua là khoang thuyền mô phỏng, nhưng đấu la thế giới, mô phỏng thật sự là quá chân thực, tất cả cảm giác đều cùng chân thực bên trong không có cái gì khác nhau mãnh liệt đẩy lưng cảm giác càng mang đến cực lớn kích thích đó là không nói ra được dễ chịu đúng lúc này thông qua phía trước màn hình đinh chắc hàm thấy nơi xa thỉnh thoảng sáng lên từng đoàn từng đoàn ánh lửa mơ hồ có thể thấy một chút tinh tế chiến cơ tại tung hoành bay lượn loại kia tại vũ trụ bay lượn cảm giác một thoáng liền để hắn mê muội lão đại ngươi xem những cái kia chiến cơ bay thật nhanh a à, chúng nó vậy đến hồi trở lại lắc lư tư thái rất đẹp Wow, thế mà còn có thể loại kia gãy hướng chiến cơ cũng có thể chịu được sao? Đinh Trác Hàm càng ngày càng cảm thấy, chính mình lúc trước không có tuyển hệ tinh tế chỉ huy tuyệt đối là cái sai lầm, chính mình là như thế yêu quý tinh không? Thế nhưng, hắn suy nghĩ cũng liền đến nơi này, tiếp theo một cái chớp mắt liền kết một tiếng dừng lại. Trước mắt đột nhiên hoa một cái, ngay sau đó Đinh Trác Hàm cũng cảm giác được một cỗ cường đại sườn lực đầy biến hóa, chính mình càng người nghiêng lệch, bị theo trên ghế ngồi, cảnh vật trước mắt một thoáng liền thấy không rõ lắm, hết thảy tất cả đều trong nháy mắt trở nên mơ hồ trời đất quay cuồng tại lam hiên vũ không chế dưới tinh tế chiến cơ nằm ngang phiêu giật linh hoạt vô cùng một cái 90 độ lộn hướng quả thực là tránh đi trong bóng tối một chiếc chiến cơ đánh lén đây là mang theo ẩn hình công năng u linh chiến cơ tại tinh trong chiến đấu vô cùng phổ biến thường thường muốn tại rất gần khoảng cách mới có thể thông qua năng lượng ba động mà phát hiện đối phương lam hiên vũ luyện tập nhiều năm như vậy đối với phương diện này cảm giác tự nhiên là cực kỳ bén nhạy lập tức làm ra lần tránh u linh chiến cơ hiện hình đồng dạng là một cái gãy hướng mà lại nó lựa chọn xuất hiện vị trí ban đầu ngay tại lam hiên vũ chiến cơ phía sau tinh tế chiến cơ tác chiến kiêng kỵ nhất liền là bị đối phương từ phía sau khóa chặt nói như vậy mong muốn lật bàn liền cực kỳ khó khăn lam hiên vũ không có nửa phần lưỡng lự có thể tiến vào trước một vạn tên mỗi một vị đều là vương bài phi công đều vô cùng cường đại tại đây bên trong hắn bay lượn kỹ xảo chỉ có thể là danh liệt hạ du nhất định phải toàn lực ứng phó mới có thể tranh thủ sinh cơ. Cho nên, tại đột nhiên bị U Linh Chiến cơ tập kích trong nháy mắt đó, hắn liền đã quên đi bên cạnh mình còn có một vị tay lái phụ thành viên, làm ra 90 độ gãy hướng lần tránh tiếp theo một cái chớp mắt, chiến cơ cấp tốc hướng lên kéo lên, một cái rán hổ mang cơ động, trong nháy mắt nắm chiến cơ hướng lên kéo, đồng thời không chút do so dự liền là một cái lộn ngược ra sau. Hắn cái lựa chọn này vô cùng quả quyết, cho dù là đường chấn hoa, nếu như thấy cảnh này, cũng muốn hướng hắn sơ ngón tay cái lên. Một khi bị cùng cấp bậc đối thủ từ phía sau khóa chặt, mong muốn lật bàn thật sự là quá khó khăn, cùng lúc nào đi đọ sức lấy cái kia xác suất nhỏ, đến không bằng vừa lên tới liền mạo hiểm. Mặc dù dạng này sẽ để cho hắn trong nháy mắt liền ở vào trong nguy hiểm, nhưng cũng là nhất chủ động ứng đúng rồi. Loại chiến trường này, không có quân đội bạn phối hợp tác chiến, hết thảy tất cả đều muốn dựa vào chính mình, hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. U linh chiến cơ thế Lam Hiên vũ chiến cơ lộn ngược ra sao cũng không tiếp tục vọt tới trước tại một chuỗi hồn đạo xạ tuyến bắn về phía lam hiên vũ đồng thời tự thân chiến cơ nằm ngang quay cuồng ra đồng thời động cơ trong nháy mắt tắt máy chậm lại thế sông từng đạo hồn đạo xạ tuyến theo chiến cơ bên cạnh sát qua cũng có bắn chúng lệnh lam hiên vũ chiến cơ kịch liệt chấn động phòng bảo hộ năng lượng cuồng ngã nhưng cũng nương tựa theo hắn siêu cường năng lực phản ứng chiến cơ đã đảo ngược trở về một cái nằm ngang quay cuồng Cuối cùng là cùng cái kiêu linh chiến cơ biến thành mặt đối mặt đối chọi, không thể nghi ngờ đối phương trăm phương ngàn kế đánh lén vẫn là chiếm cứ trên một điểm gió, nhưng Lam Hiên Vũ cũng đem thấy yếu lật về hơn phân nửa. Từng đạo hồn đạo xạ tuyến phun ra bao trùm hướng u linh chiến cơ, đồng thời Lam Hiên Vũ khống chế chính mình chiến cơ bỗng nhiên gia tốc, trong nháy mắt liền đem động lực tăng lên tới trình độ lớn nhất. Dạng gì tinh tế chiến cơ là khó khăn nhất điều khiển, tự nhiên là tại siêu phụ tài vận chuyển tình huống dưới chỉ có quen thuộc chiến cơ hết thải tính năng mới có thể điều khiển như cánh tay điều khiển nhưng tương tự siêu phụ tải vận chuyển dưới tinh tế chiến cơ cũng là uy lực lớn nhất u linh chiến cơ đánh lén dĩ nhiên là chiếm tiện nghi thế nhưng bởi vì tự thân muốn phụ thêm màn hình hệ thống cho nên u linh chiến cơ năng lượng tiêu hao muốn so với bình thường tinh tế chiến cơ lớn hơn một chút bởi vậy mặt ngoài nhìn qua lam hiên vũ là bị thua thiệt nhưng tổn thất cũng chỉ là năng lượng đối phương không thể từ phía sau khóa chặt hắn song phương tình thế kỷ thật đã là san bằng. Châu Linh chiến cơ cảm giác, trước mặt này bị chính mình đánh lén đối thủ quả quyết vô cùng, thậm chí còn mang theo vài phần hung hãn, không có nửa phần dừng lại liền trong nháy mắt bạo phát ra cao nhất tốc độ hướng mình vọt tới, đây là muốn trong nháy mắt phân sinh tử trạng thái. Đều là vương bài phi công, U Linh chiến cơ phi công đương nhiên sẽ không ở thời điểm này nhát gan, tinh tế chiến cơ một đối một chiến đấu. Một khi có một phương trên khí thế yếu đi, như vậy, kỹ thuật cũng tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng tâm tính biến hóa trực tiếp liền sẽ dẫn đến sụp đổ. cho nên tại phát hiện lam hiên vũ tốc độ cao nhất phát động đồng thời, vị này u linh phi công chiến đấu cơ cũng không chút do dự đem chính mình chiến cơ động lực tăng lên tới cực hạn. hai bên trong nháy mắt lấy tối cao nhanh hướng đối phương phóng đi. lam hiên vũ giờ này khắc này trở nên bình tĩnh vô cùng, tinh thần lực của hắn bị thú thần đế thiên tăng lên gấp đôi về sau, khiến cho hắn đối tinh thần lực nhận biết cũng theo đó phát sinh biến hóa long trời lở đất cho tới nay hắn đều biết tinh thần lực đối với hồn sư tầm quan trọng cùng chỗ tốt nhưng thật chính là lần này bỗng nhiên tăng lên dữ dội về sau hắn mới khắc sâu hiểu rõ tinh thần lực là trọng yếu đến cỡ nào vô luận là tại tu luyện hồn lực huyết mạch chi lực trưởng khống tự thân hồn kỹ vẫn là giống trước mắt dạng này điều khiển tinh tế chiến cơ tinh thần lực đều sẽ cung cấp cho hắn trợ giúp cực lớn mạnh mẽ tinh thần lực khiến cho hắn có thể bén nhạy cảm nhận được chính mình chiến cơ mỗi một chỗ nhất biến hóa rất nhỏ cũng đồng dạng có thể cảm nhận được kẻ địch biến hóa khiến cho hắn có thể tại cực kỳ nguy cấp lúc làm ra chính xác nhất phản ứng. Hai bên chiến cơ tại lẫn nhau tốc độ cao nhất phóng tới đối phương thời điểm đã khắc sâu cảm nhận được đối phương mang tới uy hiếp. Hai chiếc chiến cơ không ngừng biên độ nhỏ đong đưa lấy, tận khả năng lần tránh lấy đối phương phóng tới hồn đạo xạ tuyến, đồng thời cũng tại bán hồn đạo xạ tuyến, tận khả năng sớm dự phán đối phương né tránh hướng đi. Tất cả mọi người là cùng một cấp bậc người điều khiển, cho nên phương diện này phán đoán đều là tương đương am hiểu. Ở thời điểm này, đại não tính toán, trực giác phán đoán liền trở nên vô cùng trọng yếu. Rất nhanh, U Linh phi công chiến đấu cơ liền phát hiện mình bị áp chế. Hắn U Linh chiến cơ bị hồn đạo xạ tuyến bắn trúng số lần rõ ràng so với đối phương bị chính mình bắn trúng số lần muốn nhiều. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa thực lực của đối phương so với chính mình đoạt. Chẳng lẽ nói, đối diện người điều khiển là bài danh 5.000 trước kia, thậm chí là 3.000 trước kia. Vậy làm sao lại trực tiếp xuất hiện tại khu vực bên ngoài đâu? Vị này U Linh phi công chiến đấu cơ bài danh tại 8.000 có hơn, lại thêm hắn không tiếc hàng loạt đấu la tệ mua sắm bộ này u linh chiến cơ gần nhất chiến tích vẫn là tương đối không sai lại không nghĩ rằng vừa mới đánh lén lại một lần liền đụng phải tấm sắt làm hiền vũ chính mình kỳ thật cũng là có chút ngạc nhiên sau khi trở về hắn còn chưa kịp chân chính điều khiển tinh tế chiến cơ cùng lã sư học tập thời điểm đều là luyện tập cơ giáp điều khiển hắn tại tinh tế chiến cơ điều khiển trình độ dựa theo đường chấn hoa nói đã đến một cái bình cảnh đến bình cảnh này về sau còn muốn có tăng lên một cái là tại phương diện kinh nghiệm tích lũy, một cái khác thì là muốn theo hắn thực lực bản thân tăng cường, dần dần có thể đem tự thân võ hồn đặc tính cùng với tinh thần lực dung nhập vào chiến cơ điều khiển bên trong. Đường Trấn Hoa liền đã nói với Lam Hiên Vũ, bài danh trước một nghìn tinh tế phi công chiến đấu cơ, cơ hồ không có một cái nào tự thân tu vi thấp hơn Lục Hoàn, thậm chí còn muốn càng mạnh, thậm chí có chút người điều khiển, vì để cho chính mình điều khiển cực hạn tăng lên, là người mặc đấu khải tiến hành điều khiển, tại chiến cơ đủ thừa nhận được điều kiện tiên quyết mới có thể làm ra rất nhiều phi nhân loại cơ động cho nên lam hiên vũ hiện tại mỗi tuần được an bài tinh tế chiến cơ điều khiển chương trình học đã giảm bớt rất nhiều nhiều thời gian hơn cho cơ giáp điều khiển khiến cho hắn quen thuộc cơ giáp hắn cũng không nghĩ tới tại tinh thần lực tăng lên về sau thế mà đối với mình điều khiển tăng lên cũng nhiều như thế lúc này điều khiển tinh tế chiến cơ đã có loại tự thân hoàn toàn cùng hắn dung hợp làm một thể cảm giác liền liền công kích của đối thủ tự hồ cũng trở nên chậm giống như mắt thấy hai bên chiến cơ sắp giao hội đối diện u linh chiến cơ làm ra lựa chọn hắn đột nhiên hoành kéo chính mình chiến cơ trong nháy mắt chạy hướng nguyên bản quỹ tích bay tốc độ mở ra đến siêu phụ tải trong nháy mắt hướng phía mặt bên liền sông ra ngoài đồng thời cũng mở ra ẩn thân hình thức đúng vậy hắn sợ hắn không muốn cùng lam hiên vũ toàn lực liều mạng bởi vì hắn cảm giác được rõ ràng chính mình rất có thể muốn thua a à, thua một trận dạng này quyết đấu liền mang ý nghĩa tích phân sau đó hàng đây cũng không phải là hắn nguyện ý thấy hai bên đều tại tốc độ cao nhất công kích dưới loại tình huống này mong muốn quay đầu cải biến hướng đi là rất khó cho nên hắn lựa chọn chạy trốn lời cơ hội vẫn còn rất cao hai bên chiến cơ cơ hồ là một sai mà qua u linh chiến cơ trong nháy mắt sông xa ở phương xa sắp ẩn thân thế nhưng tại hai bên sắp đan sen trước cái kia một cái chớp mắt lam hiên vũ liền đã cảm thấy ý nghĩ của đối phương tự thân chiến cơ hết thảy hồn đạo pháo trong nháy mắt bổ sung năng lượng bổ sung năng lượng đến tối cường trình độ hồn đạo chiến cơ vẫn như cũ tốc độ cao nhất vọt tới trước nhưng lại đồng dạng là trệch hướng nguyên bản bay lượn quỹ tích vẽ ra trên không trung một đường to lớn vòng tròn nếu như ở trong không gian đi quan sát liền sẽ phát hiện làm hiên vũ hồn đạo chiến cơ chủ pháo cùng với bốn ổ phó pháo tất cả đều trở nên sáng lên đây là toàn lực bổ sung năng lượng biểu hiện đối phương u linh chiến cơ tự nhiên cũng một mực đang quan sát hắn bên này có thể cảm nhận được hắn bên này năng lượng ngưng tụ nhưng u linh chiến cơ người điều khiển đã là nhẹ nhàng thở ra bởi vì chiến đấu cơ của hắn tại thời gian này bên trong đã hoàn thành ẩn hình, mà Lam Hiên Vũ Chiến Cơ mặc dù thông qua đường vòng cung bay lượn tận khả năng nhanh gấp trở về, có thể hai bên đã kéo dài khoảng cách, tại Vô Phương phát hiện tình huống dưới liền Vô Phương chân chính tiếp cận, Vô Phương tiếp cận tự nhiên là không có cách nào dòm ra chiến đấu cơ của hắn ẩn hình. U linh chiến cơ không chỉ là am hiểu tại đánh lén, còn am hiểu tại thoát chiến, bất quá, đối với vị này người điều khiển tới nói, hắn vẫn là hết sức đau lòng, ẩn thân một lần cần tiêu hao năng lượng liền tương đương không nhỏ, về sau nhưng là muốn thông qua đấu la tệ tới bổ sung năng lượng đó a. À. Nhưng ngay lúc này, trời sinh trực giác nguy hiểm đột nhiên nhường toàn thân hắn lông tơ dựng đứng, theo bản năng hướng mặt bên nhỉ lại, hắn thấy là một đạo cường quang trong nháy mắt hướng mình bay vụt tới, hướng đi đúng là mình tiến lên quỹ tích. Hắn điên cuồng mong muốn lần tránh, thế nhưng, lúc trước cái kia một cái chớp mắt buông lỏng cuối cùng vẫn là nhường sự thao khống của hắn trở nên chậm một nhịp. Tinh tế chiến cơ đã nỗ lực đang quay cuồng, nhưng này cường quang lại ngay tại hắn chiến cơ bên cạnh nổ tung tinh tế chiến cơ chủ pháo bình thường sẽ không tùy tiện phóng ra bởi vì tiêu hao năng lượng quá lớn nhưng không hề nghi ngờ hắn uy năng cũng là cường đại nhất tại kịch liệt trong tiếng nổ vang u linh chiến cơ tựa như là bị lăng không anh tạc ra tới phòng bảo hộ nát vụn mà tiếp theo một cái chớp mắt nghênh đón nó liền là hồn đạo xạ tuyến tẩy lễ 30 giây sau tại thi triển tất cả vốn liếng tiến hành lần tránh về sau u linh chiến cơ cuối cùng hóa thành một ánh lửa ầm ầm nổ tung mãi đến chính mình hồn đạo chiến cơ nổ tung hắn đều có chút không rõ vì cái gì đối phương phán đoán sẽ như này tinh chuẩn tại hoàn toàn không cách nào thấy cùng khóa chặt tình huống của mình dưới cái kia một cái chủ pháo lại có thể bắn súng ngắm không cần nhắm chính mình cái này thật sự là thật bất khả tư nghị ba ngàn đây tuyệt đối là bài danh ba ngàn tên trước kia thực lực a à. làm hiền vũ thật sự có ba ngàn trước kia thực lực sao đáp án khẳng định là phủ định thế nhưng này lại cũng không ảnh hưởng hắn vừa mới một kích kia cái kia chính là trong nháy mắt cảm giác hắn hoàn toàn là dựa theo cảm giác của mình phát động công kích đại khái khu vực phán đoán tăng thêm cảm giác chỉ dẫn phảng phất từ nơi sâu xa hắn có một đôi tâm nhãn vô cùng rõ ràng thấy được đối thủ của mình mà khi một kích kia sau khi thành công đối phương liền hoàn toàn ở thế yếu lại thế nào lần tránh cũng không cách nào tránh ra hắn truy sát dù sao phiến tinh không này bên trong chỉ có hai người bọn họ không chiến cơ phá hủy đối phương tự thân chiến cơ tiêu hao cũng là tương đương không nhỏ làm hiền vũ nhẹ nhàng thở ra cấp tốc lựa chọn chuyến về trở về căn cứ lập tức trên màn hình có đủ loại số liệu biểu hiện cơ bản cũng là lúc trước trận chiến kia tình huống phá hủy máy bay địch bài danh tám nghìn chín trăm sáu mươi mốt tự thân bài danh tăng lên chín nghìn bốn trăm linh ba mong muốn tại phiến tinh không này trên chiến trường đề cao bài danh biện pháp tốt nhất liền là đánh tan mạnh hơn mình chiến cơ dạng này tích phân cho là nhiều nhất hệ thống sẽ căn cứ hắn trong trận chiến đấu này biểu hiện cho hắn tính toán điểm số tích lũy tự nhiên bài danh sẽ xuất hiện biến hóa chính mình thế mà đánh tan một chiếc bài danh chín ngàn trước kia chiến cơ a à? đây là hết sức tiến bộ rõ ràng mà lại thông qua lúc trước điều khiển làm hiền vũ cũng có thể cảm giác được mình tại tinh tế chiến cơ điều khiển phương diện hẳn là tiến vào một cái cảnh giới mới đây chính là tinh thần lực tăng lên mang tới chỗ tốt đi nghĩ tới đây hắn không khỏi có chút hưng phấn nắm nắm quyền gần nhất còn muốn nhiều tới mấy lần thật tốt trải nghiệm một thoáng phương diện này biến hóa nắm này phần tăng lên vững chắc xuống chắc hàm chắc hàm còn có thể thích ứng sao lam hiên vũ lúc này mới nhớ lên mình còn có một vị tay lái phụ vội vàng hỏi nói không có âm thanh không có bất kỳ cái gì trả lời thanh âm nhưng lam hiên vũ lại mơ hồ có thể cảm giác được bên cạnh mình tựa hồ tại nhẹ nhàng rung động hắn theo bản năng rời khỏi hệ thống sau đó chậm rãi mở ra khoang điều khiển cánh cửa khoang sau đó hắn liền thấy có chút quen thuộc một màn tinh tế chiến cơ điều khiển tự nhiên cũng là muốn dẫn đầu nón trụ đây là khoang thuyền mô phỏng bên trong trọng yếu tạo thành bộ phận vì càng thêm trực quan cảm thụ cùng tốt hơn đi quan sát số liệu hết thảy tất cả đều cùng điều khiển chân chính tinh tế chiến cơ không có gì khác biệt vì cái gì lam hiên vũ sẽ cảm giác được một màn trước mắt quen thuộc đâu bởi vì liền tại lần trước thi cuối kỳ thời điểm hắn đã từng thấy qua lần kia tiền lỗi bị gió lốc cuốn lên ngất thiên hôn địa ám thời điểm từng có qua một trận đại thổ nôn trong mũ giáp lúc này đinh chắc hàm trong nón an toàn liền là một mảnh hỗn độn lam hiên vũ phản ứng đầu tiên chính là lúc trước chính mình làm sao cũng là hái được mũ giáp mới nôn đó a à? hắn này sẽ không bị nín chết a à? thật nhanh nhảy ra khoang thuyền mô phòng nắm đinh chắc hàm kéo ra ngoài cấp tốc kéo đến phòng vệ sinh đi thanh lý chờ lam hiên vũ dùng vòi phun đem hắn sông sạch sẽ thời điểm đinh chắc hàm đều có chút mắt trận trắng không chỉ là kìm nén đến càng là ác tâm ngất khuôn mặt nhỏ tái nhợt lệch ra ở nơi đó nói không ra lời Lam Hiên Vũ có chút khiểm nhiên nói: Chắc Hàm, ngươi không sao chứ? Đinh Chắc Hàm miễn cưỡng giơ tay lên, hướng phía Lam Hiên Vũ khoát tay áo, tựa hồ là mong muốn đuổi hắn đi giống như. Lam Hiên Vũ nhìn xem cái kia vẫn còn mê ly ánh mắt, ngươi thật không có việc gì. Đinh Chắc Hàm lại khoát tay áo, tựa hồ là nhường Lam Hiên Vũ đi nhanh một chút. Lam Hiên Vũ tẳng háo một cái, quay người đi. Hắn đại khái hiểu Đinh Chắc Hàm tâm thái, đi tai họa người khác đi lớp trường, bọn hắn còn chờ ngươi đấy. đương nhiên. Đối với những người khác, làm hiên vũ vẫn là hết sức ôn nhu, những người khác cũng không có đinh chắc hàm như vậy nhảy, cho nên độ chấn động liền khống chế tại trước 10 vạn tên tả hữu. Mặc dù như thế, rất nhanh, phòng vệ sinh liền kín người hết chỗ, nhưng cũng còn tốt, không ai giống như đinh chắc hàm như thế, nồn tại trong mũ giáp. Học viện sử lại khác các học viên vẫn là hết sức ưu tú, choáng váng loại chuyện này mà cùng tinh thần lực là cùng một nhịp thở, tinh thần lực mạnh, năng lực chống cự tự nhiên cũng là mạnh một chút giống lam mộng cầm tại trải nghiệm về sau liền không có nôn chẳng qua là sắc mặt tái nhợt ngồi dưới đất thở thiên thu a à, không tú tú chúng ta tới đi lam hiên vũ cùng bạch tú tú tiến vào khoang điều khiển cửa khoang đóng lại lam hiên vũ một vừa điều khiển lấy hệ thống vừa nói một mực cũng không kịp hỏi ngươi vì cái gì đột nhiên muốn cải danh tự a à? có phải hay không tại thú thần đế thiên độ kiếp thời điểm người cảm giác được cái gì bạch tú tú có chút yên lặng không có lên tiếng lam hiền vũ cũng không có hỏi lại nếu như đây là bí mật của người ta vẫn là không nên hỏi tốt mỗi người đều có chính mình việc riêng tư hệ thống mở ra màn ảnh trước mắt phát sáng lên bạch tú tú thanh âm mới nhớ tới ta đã từng mất trí nhớ qua quên đi hết sức tiếng đồng hồ hơn về sau sự tình thậm chí quên đi ba ba mụ mụ cho nên tại gặp được sư phụ trước đó ta đều là cô nhi là lão sư để cho ta một lần nữa cảm thấy ấm áp nhưng trí nhớ của ta dần dần thức tỉnh lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm liền để ta thấy rất quen thuộc cũng cho ta nhớ tới một chút sự tình trước kia cho nên ta mới đúng ngươi cùng đối với người khác có chút không giống làm hiền vũ không khỏi hơi kinh ngạc liền liền điều khiển tay đều trở nên chậm lại ngày ấy thú thần độ kiếp thời điểm trí nhớ của ta lại bị đâm kích nhớ tới khi còn bé sự tình đống thiên thu cái tên này là trong nội tâm của ta chấp niệm thế nhưng ta chân chính tên hẳn là bạch tú tú mới đúng đây là ba ba mụ mụ cho ta đặt tên bọn hắn đã không còn nữa ta không thể lại tùy hứng không thể lại nghịch phản ta liền muốn dùng hồi trở lại cái tên này bạch tú tú thanh âm có chút âm u lam hiên vũ nói thật xin lỗi nhắc lên chuyện thương tâm của người người ba ba mụ mụ bạch tú tú thanh âm bên trong nhiều hơn mấy phần nghẹn ngào bọn hắn chết rồi bọn hắn bị địch nhân giết chết ta tốt nghĩ bọn hắn hiên vũ ngươi nói nếu có một ngày ta có thể tu luyện đạo thần cấp có hay không phục sinh bọn hắn khả năng làm hiên vũ thở sâu khả năng sao ít nhất dùng trước mắt hắn sở học chẳng qua là đến xem tựa hồ là không thể nào cơ hồ là không thể nào có thể là hắn có thể dạng này nói cho bạch tú tú sao hắn không thể hắn không đành lòng a à? nhất định có thể chỉ cần chúng ta nỗ lực tìm tới cha mẹ người đóng dấu thông qua bọn hắn đóng dấu liền có khả năng đi uống chi trên người ngươi chảy xuôi theo huyết mạch của bọn hắn thông qua huyết mạch chi lực có lẽ cũng có biện pháp nào nhưng này chỉ sợ đều phải chờ tới chúng ta tu luyện đạo thần cấp cấp độ mới được chúng ta cùng một chỗ nỗ lực ta giúp ngươi lam hiên vũ lấy tay đi qua cầm nàng có chút tay nhỏ bé lạnh như băng đống thiên thu dùng hai tay nắm ở tay của hắn không nói gì nữa chẳng qua là đem mu bàn tay của hắn kể sát ở khuôn mặt của mình lên lam hiên vũ có thể rõ ràng cảm nhận được nóng bỏng nước mắt theo tay của mình chảy xuôi mà xuống tim của hắn tại đây một cái chớp mắt không khỏi níu chặt tại đây một cái chớp mắt hắn cảm nhận được đống thiên thu trước nay chưa có yếu ớt giờ khác này nàng là như thế cần ấm áp cùng thương tiếc cởi ra trên người dây an toàn lam hiên vũ thò người ra đi qua giờ này khác này khoang thuyền mô phỏng bên trong đã là đen kịt một màu chỉ có phía trước màn hình lóe lên bọn hắn còn không có hoàn toàn tiến vào thế giới mô phỏng bên trong thế nhưng tại thời khắc này lam hiên vũ cũng đã ôm chặt lấy bạch tú tú vô luận nàng là đống thiên thu vẫn là bạch tú tú hắn đều quyết định nhất định phải thật tốt bảo hộ nàng không cho nàng rơi lệ điều khiển tiếp tục có lẽ là trên tinh thần cảm nhiễm đống thiên thu trạng thái vượt qua tất cả những người khác ít nhất nàng đi ra khoang thuyền mô phỏng thời điểm vẻ mặt là đối lập bình tĩnh đương nhiên cái này cũng cùng lam hiên vũ tâm tình chịu ảnh hưởng bay lượn độ chấn động giảm xuống có quan hệ tất cả mọi người là lắc lư rời đi tinh tế trung tâm dĩ nhiên lam hiên vũ ngoại trừ một vị nào đó nôn tại trong nón an toàn còn bị phạt khoản đường lão sư biểu thị đây là gà yếu biểu hiện hơn nữa còn như thế ác tâm nhất định phải trừng phạt một viên hoàng cấp huy chương cứ như vậy không có đinh chắc hàm thật chính là khóc không ra nước mắt à hắn hiện tại mới hiểu được cái gì gọi là không làm sẽ không phải chết người nào để cho mình đắc ý đâu bất quá này lớp cũng làm cho rất nhiều người lần thứ nhất cảm nhận được tinh không ảo diệu tại choáng váng cảm giác dần dần tan biến về sau đại đa số người đối tinh tế chiến cơ đều nổi lên hứng thú nồng hậu dù sao tại trước 10 vạn tên độ chấn động bên trong, làm hiên vũ ở bên trong đã tính cường giả, điều khiển thời điểm không gặp mặt đối quá nhiều cường địch, cũng đối lập nhẹ nhàng như thường. Nhưng phần lớn đồng học đều đầy đủ cảm nhận được tinh tế chiến cơ tung hoành chiến trường cái kia phần mỹ diệu. Những người khác sẽ đi nghỉ ngơi, làm hiên vũ lại là đi học viện phòng đoán tạo, hắn cũng không dám lười biếng, nhất tự đấu khải còn cần hắn càng thêm nỗ lực. Bạn đang xem trung cực đấu la được thuyết minh tại kênh youtube Di Các Phim. Truy cập kênh youtube Di Các Phim. Để cập nhật những video mới nhất youtube com phim viết liền không giấu nhé. Lớp thực nghiệm tinh chiến cái này khái niệm với hắn mà nói cũng là mở ra một cái hoàn toàn mới cửa lớn. Hắn khi còn bé nguyện vọng liệt là lớn lên về sau có thể trở thành một tên quan chỉ huy chiến hạm, chỉ huy mạnh mẽ vũ trụ chiến hạm bay lượn ở trong không gian, trưởng thành theo tuổi tác, nguyện vọng của hắn cũng bắt đầu tùy theo biến nhiều. Thế nhưng nguyện vọng này nhưng xưa nay đều không có thay đổi. Ngày đó lão sư nói nhất đả động hắn kỳ thật liền là để bọn hắn một lớp đồng học lái một chiếc chiến hạm cỡ, nhỏ, xuất hiện tại rất nhiều người vô phương hoàn thành gian nan nhiệm vụ trước mặt. Đây đối với Lam Hiên Vũ xúc động thật sự là quá lớn. Hắn mặc dù muốn trở thành tinh tế quan chỉ huy, nhưng hắn cũng không biết mình nếu như trở thành quan chỉ huy về sau. Chính mình dẫn đầu thuộc hạ sẽ là như thế nào, cái kia không thể nghi ngờ cần phải không ngừng rèn luyện. Thế nhưng, nếu như trên chiến hạm của mình đều là người một nhà đâu đều là bạn học của mình đâu trước không nói những bạn học này cá nhân năng lực vượt xa người bình thường riêng là đại gia phần quan hệ này liền rất không bình thường à hiện tại bọn hắn năm nhất tựa như một cái chỉnh thể dạ này đoàn đội học viện sử lai khắc lớp thí nghiệm dù cho tương lai bọn hắn muốn điều khiển bất quá là một chiếc chiến hạm cỡ nhỏ cũng đồng dạng sẽ có chuẩn bị tương đương mạnh sức chiến đấu cái này cũng nhất định là học viện hy vọng thấy chiến hạm cỡ nhỏ làm sao mạnh đây không phải hắn cần muốn cân nhắc vấn đề nếu như mình cùng các bạn học đủ mạnh những vấn đề này học viện cùng đường môn nhất định sẽ vì bọn họ giải quyết cho nên làm hiền vũ đã có một cái mới ý nghĩ nhất tự đấu khải dùng bình thường kim loại hiếm trực tiếp chế tạo khắc họa pháp trận đều có thể chế tác lên độ khó không tính quá lớn thế nhưng nhị tự đấu khải liền không đồng dạng nhị tự đấu khải là muốn dung nhập tự thân cho nên nếu như nhất tự đấu khải chẳng qua là bình thường như vậy đến nhị tự đấu khải thời điểm hết thảy liền muốn một lần nữa lại đến cũng muốn một lần nữa thích ứng cho nên Đối với học viện sử lai khắc học viên tới nói, nhất định phải dùng thiên rèn kim loại tới chế tác chính mình nhất tự đấu khải, mới có thể bảo chứng nhất tự đấu khải tương lai, chỉ cần phải tiến hóa đến nhị tự đấu khải mà không phải một lần nữa chế tác, từ đó tiết kiệm tài nguyên cùng thời gian. Thiên rèn kim loại không chỉ là quý vấn đề, then chốt còn rất thưa thớt, tại trong học viện giá tiền là phía ngoài mấy phần một trong, tự nhiên là tại học viện mua sắm tốt nhất, chẳng qua là thiên rèn kim loại cho tới bây giờ đều là khan hiếm vật phẩm A, chờ nói, chỉ là thiên rèn nhất phẩm rèn đúc xã luôn luôn là nhân số ít nhất câu lạc bộ có thể luyện ra được học sinh tự nhiên cũng là ít càng thêm ít mà lại tất cả mọi người còn muốn tu luyện nỗ lực tăng lên chính mình có ai sẽ có nhiều thời gian hơn đi rèn đúc đâu bởi vậy mong muốn dùng thiên rèn nhất phẩm kim loại tới chế tác đấu khải đã định trước tại ngoại viện chẳng qua là số ít người có thể làm được lam hiên vũ thậm chí nghe nói qua có học trưởng tại tiến nhập nội viện về sau đem tất cả của mình bộ đấu khải đều một lần nữa chế tác một lần dùng thỏa mãn chính mình đối đấu khải cường độ truy cầu. Thiên rèn nhất phẩm, đây đối với nhất tự đấu khải tới nói liền là tốt nhất. Như thế nào tiến một bước tăng cường lực ngưng tụ, như thế nào tiến một bước tăng cường đồng học nhóm đối với mình tán thành, làm hiên vũ suy nghĩ cái biện pháp tốt, cái kia chính là Nợ tiền Không sai, nợ tiền Bọn hắn lần trước tại thi cuối kỳ bên trong thu hoạch kim loại hiếm, đầy đủ cho toàn bộ năm nhất điều chế tác nhất tự đấu khải hơn nữa, còn là cân nhắc thiên rèn nhất phẩm xác xuất thành công điều kiện tiên quyết. Nhưng Lam Hiên Vũ cũng không phải mở thiện đường, hắn không có khả năng đem những này đưa cho các bạn học, không làm mà hưởng không chỉ sẽ không bị cảm kích, ngược lại sẽ hình thành tính chơ, cho nên hắn suy nghĩ một cái biện pháp, thiên rèn nhất phẩm kim loại chính mình đến cung cấp cho đại gia, nhưng muốn dùng học viện giá thị trường tới mua, dĩ nhiên không phải dùng tiền, mà là dùng huy chương, không có huy chương làm sao bây giờ? Thiếu nợ, từ từ trả làm tất cả mọi người thiếu hắn huy chương về sau khụ khụ năm nhất còn sẽ có cái thứ hai thanh âm sao đây là từ đầu đến đuôi dương mưu là nhường các bạn học không thể nào cự tuyệt dương mưu dĩ nhiên ban đầu cũng không có người sẽ cự tuyệt loại chuyện tốt này thế nhưng cái này cũng có cái tiền đề tiền đề chính là hắn thiên rèn nhất phẩm xác suất thành công nhất định phải càng tài cao hơn đi bằng không thế nào để có thể rèn đúc ra nhiều như vậy thiên rèn nhất phẩm kim loại cho đại gia làm đấu khải a à? cho nên gần nhất hắn vẫn luôn đang cố gắng luyện tập tinh thần lực chỗ tốt một phương diện khác cũng thể hiện tại rèn đúc phía trên mạnh mẽ tinh thần lực khiến cho hắn có thể càng thêm rõ ràng cảm nhận được kim loại tại rèn đúc bên trong biến hóa mà lại làm hiên vũ thông qua thí nghiệm phát hiện tại rèn đúc quá trình bên trong làm chính mình đem tự thân huyết mạch chi lực trình độ nhất định dung nhập vào rèn đúc như vậy thiên rèn nhất phẩm xác suất thành công không chỉ sẽ càng cao mà lại bị rèn đúc ra kim loại phía trên còn kèm theo có một chút điểm chính mình huyết mạch khí tức cứ như vậy liền đề này thiên rèn nhất phẩm kim loại phẩm chất trở nên cao hơn lam hiên vũ thí nghiệm đầu tiên liền dùng tại lưu phong trên thân hắn chế tạo ra một khối thiên rèn nhất phẩm kim loại dùng huyết mạch chi lực chế tạo sau đó nhường lưu phong chế tác thành một khối đấu khải thử qua về sau lưu phong nói cho hắn biết này đấu khải bởi vì có hắn huyết mạch khí tức đối lưu phong tự thân trực tiếp liền có tăng phúc không tính tại đấu khải bản thân tăng phúc bên trong thậm chí hắn đều có thể cảm nhận được đấu khải linh tính nhất là lưu phong bản thân là bạch long vương huyết mạch tại lam hiên vũ huyết mạch khí tức tăng phúc phía dưới hiệu quả vô cùng tốt phát hiện này nhưng lam hiên vũ kiên định hơn tín niệm nhất là hắn long thần huyết mạch đi qua lần này đi tới tinh linh tinh lại có tăng lên tình huống dưới đương nhiên mong muốn rèn đúc nhiều như vậy thiên rèn nhất phẩm kim loại vẫn là cần thời gian rất lâu hắn kế hoạch dùng tương lai một năm thậm chí là đến năm thứ hai tốt nghiệp trước đó để hoàn thành hết thảy rèn đúc là khô khan nhưng đối với cảm ngộ đến rèn đúc vẻ đẹp thợ rèn tới nói kỳ thật cũng không phải là như vậy buồn tẻ tựa như lam hiên vũ hắn hiện tại đã đến tại rèn đúc quá trình bên trong có thể rõ ràng cảm nhận được kim loại cảm xúc biến hóa trình độ cái kia tự hồ là một loại tự thân cùng kim loại ở giữa trao đổi loại cảm giác này liền để hắn cảm thấy đặc biệt dễ chịu cùng hưởng thụ nhiều khi khi hắn đi ra rèn đúc xã thời điểm phía ngoài thiên đều đã đen đều đã là ban đêm quán cơm đều đóng cửa không có cách chỉ có thể là uống chút hải thần hồ nước chứa chứa sinh sinh bất tức quả thích hợp bổ sung một thoáng tự thân cần thiết năng lượng sau đó liền trở về trực tiếp minh tưởng trước mắt lam hiên vũ thiên rèn nhất phẩm xác xuất thành công đã có tiếp cận 20%. hắn quyết định mau sớm hướng các bạn học tuyên bố chuyện này nhưng đại gia có khả năng tận khả năng tiết kiệm đi suy nghĩ đấu khải cái vấn đề này thời gian nắm tinh thần đều đặt ở tăng lên tự thân tu vi phương diện mau sớm đột phá đến cấp độ tiếp theo chờ toàn bộ năm nhất toàn bộ cùng bọn hắn theo tinh linh tinh lấy được hồn linh đem kết hợp làm hiền vũ tin tưởng năm nhất tất nhiên sẽ xuất hiện một lần thuế biến đến lúc đó bọn hắn có lẽ liền thật có khiêu chiến ngoại viện mặt khác niên cấp thực lực đi qua này chút thiên chỉnh đốn Lam hiền vũ cảm thấy thiên tử quả dùng cũng muốn đưa vào danh sách quan trọng trừ hắn tự thân còn có khả năng lại ăn hai cái bên ngoài thiên tử quả còn thừa lại chín quả chín quả thiên tử quả phân phối hắn cũng cẩn thận suy nghĩ qua bạch tú tú lam mộng cầm lưu phong tiền lỗi đường vũ cách nguyên ân huy huy sáu người không thể nghi ngờ là một người một khỏa ăn viên thứ nhất hiệu quả tốt nhất đằng sau hai khỏa hiệu quả lam hiên vũ còn có đợi nếm thử còn thừa lại ba khỏa này ba khỏa muốn hay không cho những bạn học khác đâu vấn đề này hắn cẩn thận nghĩ qua không cho thậm chí cũng không cho đồng bạn nguyên nhân rất đơn giản không mắc quả mà mắc không đồng đều mà lại dùng thiên tử quả còn cần tại hải thần hồ tu luyện một đoạn thời gian không ngắn thời gian này còn không biết cần phải bao lâu cần tiêu hào huy chương khẳng định không ít bình thường đồng học cũng chống đỡ không nổi cái kia còn lại ba cái thiên tử quả làm sao bây giờ rất đơn giản bán bán cho học viện loại thiên tài địa bảo này lam hiền vũ tin tưởng học viện là nhất định sẽ không cự tuyệt đồng thời sẽ cho giá cao học viện tài nguyên phong phú ngoại viện hối đoái trung tâm đều có thể đổi được nhiều như vậy đồ tốt cái kia nội viện đồ tốt nhất định càng nhiều à đây chính là mấy vạn năm tích lũy cho nên nhiều tích lũy điểm huy chương khẳng định là không có chỗ xấu chẳng qua là không biết này thiên tử quà tại học viện có thể bán bao nhiêu tiền quay đầu trước đi dò thám ẩn ý Làm hiên vũ đã có chú ý chuyện này muốn theo trình tự đến trình tự không thể loạn muốn trước bán lại cho đại gia xung hợp vật hiếm thì quý nếu như bị học viện phát hiện hắn có nhiều như vậy thiên tử quà nói không chừng liền không đáng giá ba khỏa muốn hay không cầm một khỏa đi phòng đấu giá đấu giá đổi điểm kim tệ đâu khẳng định là con số thiên văn kim tệ đi. Lần này đi tinh linh tinh thu hoạch, thật sự là quá lớn. Trong đầu phân loạn suy nghĩ dần dần làm nhạt, Lam Hiên Vũ cuối cùng tiến vào minh tưởng trạng thái. Sáng sớm hôm sau, làm Lam Hiên Vũ thần thái sáng láng đi vào trong lớp thời điểm, lại phát hiện phần lớn đồng học tinh thần đều đã khôi phục lại, chỉ có đinh chắc hàm còn là một bộ mặt mà ủ mày trao dáng vẻ. Ngày hôm qua trải qua, với hắn mà nói đúng là có chút tàn nhẫn. Lão Đinh, buổi sáng hôm nay ăn cái gì nha? bằng thiên lương cười hiếp mắt đi vào đinh Trác hàm bên người vỗ vỗ bở vai của hắn đinh Trác hàm lập tức sắc mặt tái đi vừa nghĩ tới ăn hắn liền sẽ nghĩ tới chính mình ngày hôm qua nôn trên thực tế theo đêm qua đến bây giờ hắn căn bản là không có cái gì ăn a à. người đi ra bằng thiên lương cười ha ha một tiếng không có việc gì không có việc gì kỳ thật ngươi hẳn là thấy tự hào nghe lớp trưởng nói ngươi có thể là thử trước một vạn tên bay lượn a à. cái loại cảm giác này nhất định là tương đương mỹ diệu ngược lại ta bây giờ còn chưa cái này dũng khí người thật sự là bồng bồng đát bằng thiên lương người liền đắc ý đi người chờ đừng để ta tìm tới cơ hội hừ hừ đình chắc hàm tức giận bằng thiên lương nhếch miệng ta xem một ít người chỉ sợ liền tiếp tục điều khiển tinh tế chiến cơ lá gan cũng không có đi đình chắc hàm khinh thường nói đó là người a ca xế chiều hôm nay liền để ngươi biết cái gì gọi là càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh lão đại xế chiều hôm nay còn tới vẫn là một vạn tên Ta cũng không tin ta còn nôn Bất quá Có thể hay không cùng lão sư nói nói Nếu là ta còn phun Đừng phạt khoản Nói chuyện đến tiền phạt Đình chắc hàm trong lòng liền co quắp một trận Thật sự là quá đau lòng à Lam Hiên Vũ có chút kinh ngạc nhìn hắn Không nghĩ tới Cái tên này thật là có mấy phần bền gan vững trí à Hôm qua nôn thành như thế Hôm nay còn tới Hắn đây chính là chủ động yêu cầu Trước một vạn tên Tốt Ta nói với lão sư Lam Hiên Vũ đối với này loại tràn ngập kiên định ý niệm đồng học là tuyệt đối ủng hộ. Đinh Chắc Hàm chuyển hướng băng thiên lương, gương mặt khiêu khích, người dám không? Trước một vạn tên, ta là Phun, nôn còn ác tâm như vậy, có thể là ca dám nha? Ngươi liền nếm thử lá gan đều không có, đừng ở ta nơi này mà trướng mắt, không cùng quỷ nhát gan nói chuyện. Nói xong, hắn liền nghiêng đầu sang chỗ khác, nằm sấp trên bàn. Ngươi nói ta không dám, ta làm sao lại không dám? Ta nói cho ngươi, hôm qua ta chẳng qua là nhổ một ngụm mà thôi. lớp trưởng, ta hôm nay cũng tới một vạn tên, ta còn cũng không tin, ta khẳng định không có người nào đó như vậy món ăn. Lam Hiên Vũ nhìn một chút Đinh Chắc Hàm, nhìn lại một chút băng Thiên Lương, nhất là khi hắn thấy Đinh Chắc Hàm một mặt được như ý bộ dáng lúc, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. cái gì ý chí kiên định, cái tên này là muốn kéo người xuống nước à? tội nghiệp lão băng cái tên này, bị người ta phép khích tướng đạt được, không có phát hiện. Đinh Chắc Hàm vẫn rất xấu bụng nha. Lam Hiên Vũ đi đến giảng đường phía trước nhất lúc này còn chưa tới thời gian lên lớp nhưng người đã tới đông đủ hắn phủi tay phát ra ba 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 thanh âm đem tất cả mọi người tầm mắt đều hấp dẫn đến trên người mình thừa dịp tiếu lão sư không có tới ta có vấn đề tuyên bố một thoáng đại gia nếu có hứng thú có khả năng tham gia không hứng thú cũng không quan hệ hắn lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người lam hiên vũ là ai hắn địa phương đáng sợ nhất liền là từ khi tới học viện sử lai khắc về sau một mực tại sáng tạo kỳ tích biến không thể thành có thể dùng thấp nhất tu vi lại thành vì năm nhất hoàn toàn xứng đáng lớp trưởng làm đồng bạn không tiếc hy sinh chính mình tinh thần vì mọi người giành phúc lợi nhưng mỗi người đều có thuộc về mình chân chính hồn linh này chút khiến cho hắn tại năm nhất uy vọng đã vô suất kỳ hữu hắn nói sự tình nhất định là công việc tốt ngược lại đinh chắc hàm cùng băng thiên lương mấy người cũng đã hạ quyết tâm vô luận cái gì nhất định tham gia đi theo lam hiên vũ có thịt ăn đây là tuyên cổ bất biến chân lý lam hiên vũ nói ta phó chức nghiệp lựa chọn là rèn đúc gần nhất rèn đúc có chút tiến bộ cũng có một chút tâm đắc mọi người đều biết ở sau đó chúng ta thời gian hơn một năm bên trong một hạng nhiệm vụ trọng yếu nhất liền là chế tác nhất tự đấu khải tại năm thứ hai tốt nghiệp trước đó mỗi người đều muốn có được chính mình nhất tự đấu khải đây là học viện cứng nhắc quy định cho nên chắc hẳn đại gia cũng sẽ đem rất nhiều tinh lực thả ở trên đây đi qua không ngừng nếm thử ta phát hiện mình rèn đúc xác xuất thành công còn có khả năng trước mắt đã xác định là tiểu đội chúng ta thành viên còn có băng thiên lương lâm đông huy vũ thiên ba người nhất tự đấu khải kim loại hiếm rèn đúc đều là ta tới nhưng ta cẩn thận suy nghĩ một chút nếu tất cả mọi người là đồng học mà lại chúng ta lại là ngoại viện xưa nay chưa từng có lớp thí nghiệm cái này ta cũng có thể hướng mỗi người các ngươi cởi mở nếu như đại gia cần có thể do ta đến đem cho các ngươi rèn đúc nhất tự đấu khải cần có kim loại hiếm mà lại kim loại hiếm ta chỗ này đều đã có sẵn Liền là lần trước thi cuối kỳ thời điểm cầm trở về những cái kia, phẩm chất tuyệt đối là kim loại hiếm bên trong cực cao, ta sẽ dùng giá thị trường bán ra cho đại gia, hứng thú người có khả năng tham dự, không có hứng thú đại gia liền chính mình tiếp tục chế tác nhất tự đấu khải. Lời vừa nói ra, toàn bộ đồng học lập tức đều có chút ngây ngẩn cả người, một người cho một lớp chế tạo chế tác đấu khải kim loại hiếm, lớp trường đây là rất lớn dũng cảm tinh thần a, hắn liền không sợ chậm trễ thời gian, làm trễ nải tu luyện sao. Lam Hiên Vũ còn thật không sợ. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn tại rèn đúc quá trình bên trong, huyết mạch chi lực, hồn lực, tự thân lực khống chế đều sẽ tiến hành rèn luyện, theo trình độ nào đó tới nói, cũng có thể xem như tại tu luyện, mặc dù không phải minh tưởng như thế thuần túy tu luyện hồn lực, nhưng đối toàn thể năng lực vẫn là có trợ giúp. Uống chi, hắn rèn đúc xác suất thành công tuyệt đối vượt qua tất cả mọi người nhận biết. Lớp trưởng, cái kia muốn bao nhiêu tiền a? À? Một vị đồng học nhịn không được hỏi. Lam Hiên Vũ nói, một bộ ba cái tử cấp huy chương thống nhất giá cả, thống nhất tiêu chuẩn, không trả giá. Ba cái tử cấp huy chương, lời vừa nói ra, lập tức toàn lớp xôn xao, giá tiền này cũng quá mắc đi, như thường tới nói, liền mua kim loại hiếm, rèn đúc lại chế tác, tất cả chi phí cộng lại, một viên tử cấp huy chương khẳng định là đủ, ba cái, đắt gấp 3 a. Lớp trưởng này có chút đen à, nguyên lai like là muốn tại trên người chúng ta kiếm tiền. Mà đúng lúc này, Đinh chắc Hàm đã giơ tay lên, lớp trưởng, ta tham gia, ta cần ba cái tử cấp huy chương ta hiện tại không có nhưng ta sẽ cố gắng kiếm lam hiền vũ gật đầu liền ưa thích này loại vai phụ huynh đệ có hai điểm ta cường điệu một thoáng ta biết đại gia trước mắt mong muốn thanh toán ba cái tử cấp huy chương đều rất khó khẳng định đều không nhiều như vậy cho nên có thể thiếu nợ vô tức đây là điểm thứ nhất điểm thứ hai là hết thảy kim loại rèn đúc cam đoan thiên rèn nhất phẩm trình độ chắc hàm nếu báo danh người liền xếp tại lão băng ba người bọn hắn đằng sau đại gia có thể đi trở về ngẫm lại, tuyệt không miễn cưỡng. Nói xong câu đó, hắn liền kính từ trở lại chỗ ngồi của mình. Cái gì cái gì, các bạn học lúc này con mắt đều trừng lớn, không nghe lầm chứ, thiên rèn nhất phẩm. Bách rèn liền có thể làm đấu khải, thiên rèn liền có thể dung nhập tự thân, thiên rèn nhất phẩm, đây là nhất tự đấu khải tuyệt đối cực phẩm A. Cho dù là càng cao linh rèn, bọn hắn cũng không có thực lực dung hợp A, thiên rèn nhất phẩm tuyệt đối là sự chọn lựa tốt nhất lúc trước nói một viên tử cấp huy chương một bộ đó là cân nhắc tại bình thường thiên rèn tình huống dưới có thể bình thường thiên rèn có thể cùng thiên rèn nhất phẩm so sánh sao huống chi lúc trước mang về kim loại hiếm đều là cái gì bọn hắn có thể nhớ kỹ rất rõ ràng có bí ngân a à, còn có mấy loại khác cũng đều là cực kỳ hiếm hoi cùng chân quý dạng này kim loại thiên rèn nhất phẩm xuống tới giá tiền này ba cái tử cấp huy chương tiện nghi a à, tuyệt đối không quý huống chi có tiền cũng mua không được a à? chưa nói xong có khả năng vô tức vay vay mượn lớp trưởng vạn tuế không biết là người nào hò hét một tiếng tiếp theo một cái chớp mắt làm hiền vũ liền bị các bạn học cho bao vây bao vây báo danh nga, à? không có nhìn đinh chắc hàm đều đã xếp tới trước mặt sao tới trước được trước a à? rèn đúc là cần thời gian có thể sớm một chút cầm tới liền sớm một chút à đến mức nợ tiền không phải liền là ba cái tử cấp huy chương sao hiện tại cấp không nổi chờ ngoại viện lúc tốt nghiệp luôn có thể kiếm đủ chứ ngược lại cũng không có tiền lãi à đây tuyệt đối là thiên đại phúc lợi. Cho nên, làm Tiếu Khải đi vào trong lớp thời điểm, liền phát hiện, toàn bộ trong lớp đều sôi trào. Hắn cái này lão sư căn bản không ai để ý tới. Tất cả mọi người dùng nhất định nọt thanh âm quay quanh tại Lam Hiên Vũ Thân một bên nói gì đó. Tiếu Khải nắm Lưu Phong kêu lên hỏi rõ ràng tình huống về sao, cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Cái này Lam Hiên Vũ là điên rồi sao? Hắn có biết hay không cho hơn 30 người chế tạo nhất tự đấu khải kim loại hiếm cần muốn bao lâu thời gian? huống chi còn là thiên rèn nhất phẩm kim loại hiếm a hiền vũ cũng đã là bốn cấp thợ rèn mà lại xác suất thành công rất cao lão sư ta tin tưởng hắn hắn xưa nay không làm chuyện không có nắm chắc mà lại các bạn học chỉ sợ còn không biết hắn rèn đúc ra kim loại hiếm cùng người khác không giống nhau còn phụ thêm có một ít hắn huyết mạch khí tức có nhiều nhất trọng tăng phúc cái này ta cảm thấy là vô giá Lưu phong nói chuyện xưa nay không thêm mắm thêm muối nhưng cũng chính vì vậy làm tiếu khải nghe hắn về sau lập tức càng thêm khiếp sợ thậm chí đều hâm mộ nạp liệu thiên rèn nhất phẩm a à? tiếu khải cũng là người thông minh tại hơi chút suy nghĩ về sau hắn liền mơ hồ hiểu rõ làm hiền vũ đây là vì lớp thực nghiệm tinh chiến một cái là vì đại gia thực lực mạnh hơn một cái nữa cũng là vì càng thêm đoàn kết chẳng qua là cái này cần hắn tự thân trả giá thời gian thật sự là quá nhiều một chút đứa nhỏ này thật sự chính là ưu tú a à? mặc dù có đôi khi có chút xảo quyệt tiếu khải không thể không thừa nhận mình bị Lam Hiên Vũ hành vi cảm động, thật cảm động, bạn đang xem trung cực đấu la được thuyết minh tại kênh YouTube các phim, truy cập kênh YouTube các phim để cập nhật những video mới nhất youtube.com/secab phim, viết liền không dấu nhé. Lam Hiên Vũ hồn lực tu làm vốn chính là tòa lớp thấp nhất, mặc dù hắn hiện tại là lớp trưởng, mặc dù hắn tiềm năng cực cao, nhưng cũng cần thời gian tu luyện mới được à, mà 12 tuổi đến 18 tuổi chính là hồn sư tu luyện nhất hoàng kim tuổi tác, hắn lại nguyện ý vì các bạn học của mình mà lãng phí nhiều thời gian như vậy đi rèn đúc không được không thể dạng này lớp thực nghiệm tinh chiến là học viện nói lên hiền vũ này vô tức vay chỉ sợ trong vài năm đều thu không trở về huy chương tới thân là chủ nhiệm lớp dù như thế nào đều muốn làm các học sinh tranh thủ phúc lợi cái này nhất định phải học viện có chỗ đến đỡ tiếu khải đã hạ quyết tâm chờ hôm nay tan học về sau liền đi tìm anh lạc hồng viện trường nắm sự tình nói cho nàng nhìn một chút học viện có thể tại phương diện gì đến cho làm hiền vũ một chút đền bù tổn thất hắn chẳng qua là cái học sinh à lam hiền vũ tự nhiên không biết tiếu khải là nghĩ như thế nào hắn một bên cho các bạn học đăng ký lấy báo danh một bên mừng khấp khởi nghĩ đến thật tốt à toàn bộ năm nhất đều lại biến thành chính mình sống quảng cáo rất nhanh toàn bộ ngoại viện đều sẽ biết mình có thể rèn đúc thiên rèn nhất phẩm hơn nữa còn là đặc thù thiên rèn nhất phẩm kim loại đối ngoại muốn bán bao nhiêu tiền vậy vay loại nghiệp vụ này chính mình là không làm ngoại trừ cho mình các bạn học vô tức vay bên ngoài nhưng học viện giống như có vay môn này nghiệp vụ nha Năm mai tử cấp huy chương một bộ nhất tự đấu khải thiên rèn nhất phẩm kim loại hiếm không quý thi, còn cần bọn hắn cung cấp kim loại. Trở ra ngoài viện lúc tốt nghiệp, chính mình có thể tích lũy bao nhiêu tiền vậy, thật là có chút mong đợi, hắc hắc hắc. Đối với mình rèn đúc xác suất thành công hắn không có chút nào lo lắng, quay đầu trước dung hợp hai cái thiên tử quả lại nói. Nói tóm lại, bán rèn đúc kim loại, bán thiên tử quả, lại thêm chính mình nguyên bản tích xúc. Lam Hiên Vũ hiện tại cảm thấy, chính mình đặc biệt có lực lượng, tại toàn bộ ngoài viện, chỉ sợ chính mình cũng là đệ nhất phú ông đi. Mà đêm phía dưới hải thần hồ vẫn như cũ, là đẹp như vậy, to lớn vĩnh hằng chi thụ tựa như là hải đang tản ra nhàn nhạt, nhạt màu xanh lá hào quang chiếu sáng mặt hồ, cho người ta một loại tràn ngập mông lung mỹ cảm, nhìn xem nó, một cách tự nhiên liền sẽ tâm tình ôn hòa. Lam Hiên Vũ, Bạch Tú Tú, Lam Mộng Cầm, Lưu Phong, Đường Vũ Cách, Nguyên Ân Huy Huy, sáu người lúc này liền đứng tại hải thần hồ bờ, mà trong hồ nước, bọn hắn còn chứng kiến thân ảnh quen thuộc, có thể không phải là nhiều ngày không thấy tiền lỗi sao tiền lỗi toàn thân đại bộ phận địa phương đều ngâm tại hải thần hồ trong nước chỉ có đổ lộ ở bên ngoài mấp máy hai mắt đắm chìm trong minh tưởng trạng thái bên trong trong khoảng thời gian này không có gặp hắn tiền mập mạp đừng nói thật đúng là gây điểm nhưng lại rõ ràng rắn chắc không ít theo nguyên bản thuần túy mập mạp trở nên lại béo lại tăng lên da thịt hiện ra là màu đồng cổ tản ra nhàn nhạt, kim loại sáng bóng trong bất tri bất giác hắn tựa hồ đang ở từ thiếu niên hướng thanh niên thuế biến cả người khí chất cũng tựa hồ có biến hóa không nhỏ. Đường Nguyệt nói, mập mạp này tại đây bên trong tu luyện đã rất lâu rồi, hắn thân thể này đơn giản tựa như là động không đáy giống như, mặc dù không giống người mỗi ngày hấp thu sinh mệnh năng lượng nhiều như vậy, nhưng hắn lại có thể kéo dài hấp thu. Xem ra lúc trước lão sư thức tỉnh cái kia tiểu tinh tinh thật sự là rất không bình thường thượng cổ dị trùng a. Tiền lỗi có thể tại đây bên trong tu luyện, tự nhiên là bởi vì lần trước thắng những số tiền kia nhiều như vậy từ cấp huy chương. Đủ sức cầm cự hắn thời gian rất lâu tại đây bên trong tu luyện Lại thêm Lam Hiên Vũ soạt mặt Tại sinh mệnh học phái vẫn có chút tác dụng Thời gian dài tại hải thần hồ tu luyện đánh cái gãy Có thể coi là như thế Tiền lỗi từ khi tại đây bên trong tu luyện đến nay Tích lũy chi tiêu đã vượt qua 30 miếng tử cấp huy chương Lam Hiên Vũ đều không xa xỉ như vậy tu luyện qua a Mấu chốt là hắn cũng không cách nào một mực tại nơi này hấp thu sinh mệnh năng lượng Nhưng tiền lỗi lại làm được rõ ràng hoàng kim bỉ mông đối sinh mệnh năng lượng nhu cầu là khổng lồ cỡ nào lam hiên vũ vừa mới cho tiễn lỗi tính tiền thời điểm đau lòng tay đều có chút run rẩy một thoáng liền là 30 miếng tử cấp huy chương a à. mặc dù là mập mạp chính mình tiền nhưng hắn cũng thay hắn đau lòng a à. không biết mập mạp tỉnh lại về sau biết mình bỏ ra nhiều tiền như vậy sẽ có cái gì cảm thụ hiên vũ tiểu tử ngươi nói thật với ta mấy người các ngươi lần tu luyện này có thể hay không giống như hắn liền kéo dài không tỉnh lại ta đây có thể sẽ thua lỗ lớn à nội viện nếu là cha xuống tới lão sư đều chưa hẳn có thể cho các ngươi túi được đường nguyệt có chút cảnh giác nhìn xem lam hiên vũ hắn vừa mới dùng mỗi người một viên tử cấp huy chương giá cả cho phép lam hiên vũ bọn hắn tại hải thần hồ tu luyện hấp thu thiên tử quả lam hiên vũ tằng háng một cái đường lão sư chúng ta nhận biết đã lâu như vậy ta là loại kia ưa thích chiếm tiện nghi người sao đúng vậy à đường nguyệt tức giận người lần nào không nhiều cọ chút thời gian Ta mở một con mắt nhắm một con mắt coi như xong, người đây là tại vũ nhục trí thông minh của ta sao. Lão sư, người dạng này không hay lắm, lại nói, ngài cảm thấy ta gia nhập sinh mệnh học phái thế nào, Lam Hiền Vũ đột nhiên nói ra. Đường Nguyệt nhãn tỉnh sáng lên, hắn dĩ nhiên biết Lam Hiền Vũ hết sức bị Uông Thiên Vũ phó các chủ coi trọng sự tình, liền liền lão sư cũng không dễ mạnh thu hắn tiến vào sinh mệnh học phái. Nhưng nếu như là hắn chủ động nguyện ý gia nhập, cái kia nhưng là khác rồi. Người tại sao phải gia nhập chúng ta sinh mệnh học phái, Đường Nguyệt nghiêm mặt nói. Đương nhiên là... Vì tiết kiệm tiền A, ta gia nhập sinh mệnh học phái về sau, có phải hay không về sau tại hải thần hồ tu luyện cũng không cần thanh toán huy chương, làm hiền vũ cười hắc hắc nói. Đường Nguyệt thật nghĩ một bàn tay quất tới, tiểu tử thúi này thật sự là da mặt quá dày, chỗ nào giống mười mấy tuổi hài tử. Liền này nguyên nhân, Đường Nguyệt nói. Khụ khụ, dĩ nhiên không phải, ta đùa dỡn Đường Lão Sư chủ yếu là ta đối sinh mệnh năng lượng vô cùng thân cận sinh mệnh năng lượng cũng cùng ta thân hòa tại sinh mệnh năng lượng nghiên cứu phương diện chúng ta sinh mệnh học phái là liên bang mạnh nhất cái này đối ta hiểu rõ sinh mệnh năng lượng cảm ngộ cái thế giới này sinh mệnh đặc thù sẽ có trợ giúp cực lớn ta tin tưởng ta thể ngộ cũng sẽ phụng dưỡng cho chúng ta sinh mệnh học phái ngài nói đúng không đường nguyệt thật sâu nhìn hắn một cái trầm giọng nói học viện thành lập sinh mệnh học phái là đại khái vạn năm trước vĩnh hằng thiên không thành xây thành người sau Mọi người đều biết, nương theo lấy vĩnh hằng chi thụ sinh trường, chúng ta toàn bộ hành tinh mẹ đều xuất hiện sinh mệnh cấp độ thuế biến, tiến hóa đến tầng thứ cao hơn. Thế nhưng, chúng ta đám tiền bối mặc dù có được tầng thứ cao hơn thực lực, có thể cùng đã từng thần cách so sánh, nhưng không có thần cách vị trí. Liên quan tới thần cách vị trí là cái gì, cho tới bây giờ cũng không có ai biết. Thế nhưng, không có thần cách vị trí liền mang ý nghĩa không thể vĩnh sinh. Cho nên, chúng ta hành tinh mẹ nhân loại tuổi thọ mặc dù tăng lên, nhưng cho dù là thần cấp cường giả, như thường cũng chỉ có thể sống khoảng 300 năm thời gian. Mà sinh mệnh học phái tồn tại chính là vì đánh vỡ cái này hạn chế. Nương tựa theo đối với sinh mệnh lực nghiên cứu, sinh mệnh cấp độ nghiên cứu tới kéo dài tuổi thọ. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, mới tiếp tục nói, nhất là kéo dài thần cấp cường giả tuổi thọ. Tu vi đột phá đến thần cấp về sau, nhân loại toàn thể đều sẽ xuất hiện một lần thuế biến, thậm chí có thể nói liền không còn là nhân loại bình thường. Chúng ta thông qua không ngừng nghiên cứu, đi qua vạn năm phát triển tại bảo trì chỉ hoàn chỉnh nhân loại hình dáng tình huống dưới có thể nhường thần cấp cường giả sống đến ngàn năm tà hữu thời gian nhưng ngàn năm lại phảng phất đã trở thành một cái cực hạn chúng ta dùng 200 năm hoàn thành cái này nghiên cứu nhưng ở về sau hơn 9.000 năm đến nhưng thủy chung chưa có thể đột phá ngàn năm cực hạn chỉ có dùng một chút phương pháp đặc thù mới có thể đi vào một bước kéo dài sinh mệnh như này dạng sinh mệnh đối rất nhiều người mà nói đã không có quá lớn ý nghĩa lão sư năm nay đã 985 tuổi là trước mắt học viện nhân loại bình thường trong thân thể tuổi tác lớn nhất một cái. Hiên Vũ, lão sư nói qua, ngươi là hắn đã thấy sinh mệnh năng lượng thân hòa độ cao nhất một cái. Nói không chừng, ngươi thật sự có khả năng dẫn đầu sinh mệnh học phái sáng tạo kỳ tích, đột phá ngàn năm đại nạn. Nếu như ngươi làm được, như vậy, ngươi chính là chỗ có thần cấp cường giả dạ nhân, ngươi đem nhận toàn liên bang thần cấp cường dạ ủng hộ, coi như ngươi đi tranh cử liên bang nghị trường đều có khả năng rất lớn thành công. Nói cho ngươi này chút, là vì những ngươi có thể ý thức được tình huống bây giờ tầm quan trọng với ta mà nói mặt khác hết thảy đều không trọng yếu như vậy trọng yếu là sao có thể nhường lão sư của ta có thể làm cho thụ lão tiếp tục sống sót thụ lão này cả đời làm học viện làm ra vô số công hiến càng đem chúng ta sinh mệnh học phái phát dương quang đại có bây giờ quy mô hắn không thể chết cho nên nếu như ngươi thật nghĩ muốn gia nhập sinh mệnh học phái như vậy trong tương lai thời gian mười mấy năm bên trong mời ngươi thật muốn đem càng nhiều trải qua đạt ở đối với sinh mạng cấp độ hiểu được gia nhập chúng ta ngươi sẽ có được sinh mệnh học phái toàn lực ủng hộ nhưng cùng lúc ngươi cũng có nghĩa vụ vì sinh mệnh cấp độ nghiên cứu làm ra đầy đủ cống hiến hiện tại ngươi còn nguyện ý gia nhập chúng ta sao không chỉ là lam hiên vũ đồng bọn của hắn nhóm cũng đều sợ ngây người không hề nghi ngờ hôm nay đường nguyệt nói ra một bí mật lớn thần cấp cường giả vậy mà đều có thể sống đến ngàn năm sao nhân loại bình thường tuổi tác chỉ có 100 tuổi đến 200 tuổi ở giữa. Liên bang công bố ra ngoài thần cấp cường giả tuổi tác, cũng chỉ có 300 tuổi, không nghĩ tới tại sinh mệnh học phải tác dụng dưới, lại có thể sống đến ngàn năm. Ngàn năm cực hạn, thụ lão đã tiếp gần ngàn năm cực hạn. Làm hiền vũ trước mắt không khỏi hiện ra vị kia hiền hòa lão giả khuôn mặt, đối thụ lão, hắn ban đầu liền có cực lớn thân cận cảm giác, thụ lão đối với hắn cũng là thật tốt, lần thứ nhất gặp mà liền đưa tính mạng hắn như ý nếu như không là sinh mệnh như ý cùng hắc cấp huy chương làm hiền vũ có lẽ chưa hẳn có thể tìm tòi đến mình bây giờ phương thức tu luyện đối với đường nguyệt một câu sau cùng làm hiền vũ trầm mặc bởi vì hắn biết nếu như mình đáp ứng gia nhập sinh mệnh học phái như vậy không hề nghi ngờ chính mình đầu vai liền muốn mang trên lưu một cái trầm trọng gánh vác đây là hắn có thể thừa nhận được sao đường lão sư ta vô cùng nguyện ý gia nhập sinh mệnh học phái đồng thời vì này phần nghiên cứu mà trả giá thế nhưng ta không xác định ta có hay không có nhiều thời giờ như vậy ta muốn tu luyện ta muốn rèn đúc ta muốn học tập lái chiến hạm chúng ta đã là tinh cấp lớp thí nghiệm ta còn muốn chế tác đấu khải ta có quá nhiều quá nhiều chuyện ta không có cách nào xác định ta có bao nhiêu thời gian có thể dùng để làm sinh mệnh năng lượng nghiên cứu ta không thể lừa gạt ngài thật xin lỗi đường lão sư ta nghĩ ta hiện tại khả năng còn không có tư cách gia nhập sinh mệnh học phái làm hiền vũ tại ngắn ngủi suy tư về sau cấp ra dạng này đáp án tại trách nhiệm nặng nề trước mặt hắn lựa chọn lùi bước bởi vì hắn không thể hứa hẹn chính mình chưa hẳn có thể làm được sự tình hắn dĩ nhiên hy vọng chính mình trở nên mạnh mẽ hy vọng có thể đạt được sinh mệnh học phái duy trì thế nhưng cái này cũng xây dựng ở chính hắn có thể làm sinh mệnh học phái trả giá điều kiện tiên quyết hắn có danh giới cuối cùng của hắn hắn mặc dù bình thường lại ở hải thần hồ chiếm chiếm tiện nghi thế nhưng trái phải rõ ràng trước mặt hắn từ trước tới giờ không lại bởi vì lợi ích mà chịu ảnh hưởng nhìn xem Lam Hiên Vũ nghiêm túc ánh mắt Đường Nguyệt đột nhiên cười rất tốt người cấp ra câu trả lời hoàn mỹ lão sư không có nhìn lầm người từ giờ trở đi người chính là chúng ta sinh mệnh học phái một phần tử hoan nghênh gia nhập a à, Lam Hiên Vũ sợ ngây người ta đây không phải cự tuyệt sao tình huống như thế nào liền gia nhập Đường Nguyệt kéo Lam Hiên Vũ tay sau đó đem một chiếc nhẫn bọc tại tay hắn bên trên cái kia là một cái ống ánh sáng long lanh tựa như pha lê chiếc nhẫn nhưng nhìn kỹ liền sẽ phát hiện tại cái kia óng ánh sáng long lanh bên trong có một tầng trơn bóng ánh sáng tản ra nhàn nhạt màu bạc vầng sáng lam hiên vũ lập tức liền cảm nhận được trong đó không gian nguyên tố gợn sóng điều này hiển nhiên là một cái chữ vật giới chỉ mà lại là cấp độ khá cao chữ vật giới chỉ bởi vì tại chiếc nhẫn này bên trên hắn không nhìn thấy hồn đạo pháp trận tồn tại đây là một loại thuộc tính không gian đặc thù khoáng thạch mới đúng đường lão sư nếu như ta vừa rồi trực tiếp đáp ứng gia nhập sinh mệnh học phái đâu làm hiền vũ nhịn không được hỏi đường nguyệt mỉm cười làm hiên vũ làm sao biết thụ lão cho đường nguyệt chỉ lệnh là chỉ cần hắn nhưng phàm có một chút suy nghĩ muốn gia nhập sinh mệnh học phái đều không tức hết thảy muốn cho hắn gia nhập đường nguyệt lúc trước những lời kia chẳng qua là nói cho hắn biết sinh mệnh học phái trách nhiệm lớn đến bao nhiêu trên thực tế sinh mệnh học phái bao quát thụ lão ở bên trong chưa bao giờ có người hy vọng qua hắn có thể nghiên cứu ra ngàn năm đại nạn phương pháp phá giải học viện sử lai khác bao nhiêu đời người đã trải qua hơn 9.000 năm thời gian đều không có phá giải lớn vấn đề, khó khăn không nhỏ. Chẳng lẽ liền hy vọng hắn một đứa bé tại ngắn ngủ trong vòng 10 mấy năm phá giải sao? Này là căn bản không thực tế sự tình. Đường Nguyệt lúc trước nói tới những lời kia, nguyên nhân trọng yếu nhất là vì những lam hiên vũ thẹn trong lòng. Tương lai thụ lão vô phương xông phá ngàn năm đại nạn ngã xuống thời điểm, liền là lam hiên vũ tiếp trường sinh mệnh học phái thể khác. Đây là thụ lão đã âm thầm định ra tới, chỉ có sinh mệnh học phái thành viên nồng cốt nhất mới biết được thẹn trong lòng phía dưới lam hiên vũ có thể mặc kệ sinh mệnh học phái sao mà đường nguyệt nói đúng lam hiên vũ trả lời hài lòng cũng là thật một cái có điểm mấu chốt hài tử không mù quáng đáp ứng không bởi vì có khả năng lấy được to lớn lợi ích mà mạo mũi xúc động dạng này phẩm chất nhường đường nguyệt trong lòng hết sức hài lòng mặc dù lam hiên vũ vừa mới trực tiếp đáp ứng hắn cũng sẽ đem này chiếc nhẫn cho hắn thế nhưng ít nhất tại đường nguyệt trong lòng đối công nhận của hắn trình độ là khẳng định không đủ. Mà bây giờ, đường nguyệt đối thủ lão khâm phục đầu dạp xuống đất, lão sư ánh mắt thật đúng là tốt. Này Lam Hiên Vũ cũng thật không hổ là bị uông các chủ cũng xem người tốt, quả nhiên là lại không giống bình thường tố chất. Tốt, tiến vào hải thần hồ tu luyện đi, từ giờ trở đi, tương lai người bất cứ lúc nào đều có thể tùy thời tới hải thần hồ tu luyện, miễn phí. Đây là chúng ta sinh mệnh học phái mới có phúc lợi, đường nguyệt mỉm cười tại Lam Hiên Vũ vỗ vỗ lên bả vai. Có quan hệ sinh mệnh học phái sự tình hắn cũng không có nói thêm nữa, còn lại hết thầy, lão sư về sau sẽ nói với hắn, hiện tại đường Nguyệt chỉ muốn nắm cái tin tức tốt này mau sớm đi nói cho thụ lão. Tạ ơn đường lão sư, làm hiền vũ mặc dù có chút bất đắc dĩ, chính mình đây là bị áp đặt một cái túi lớn à, nhưng việc đã đến nước này cũng không có gì dễ nói, quay đầu trời nhìn thấy thụ lão, hỏi lại hỏi lão nhân ra ông ta ngàn năm đại nạn là dạng gì nan đề đi. Lão sư, vậy chúng ta có thể gia nhập sinh mệnh học phái sao? làm mộng cầm đôi mắt sáng lấp lánh hải thần hồ tu luyện không muốn huy chương này phúc lợi cũng quá tốt rồi đi đường nguyệt nhìn nào một cái thản nhiên nói gia nhập chúng ta sinh mệnh học phái nói khó cũng khó nói đơn giản cũng đơn giản chỉ nhìn một dạng liền là sinh mệnh thân hòa độ chúng ta sẽ tự nhiên cho rằng cùng sinh mệnh lực thân hòa độ mạnh người thiên sinh liền là thiện lương dĩ nhiên cũng không phải nói sinh mệnh thân hòa độ không mạnh liền không thiện lương nhưng chúng ta chỉ lấy sinh mệnh thân hòa độ mạnh người gia nhập mấy người các ngươi ta đều sớm quan sát qua ngoại trừ cái tên mập mạp kia có tiểu tinh tinh về sau sinh mệnh thân hòa độ tăng cường không ít bên ngoài các người mạng người khác thân hòa độ đều rất bình thường không phù hợp yêu cầu lam mộng cầm không khỏi vành vành lên miệng này ra nhập điều kiện thật sự chính là để cho người ta liền biện pháp đều không có liền là trời sinh nỗ lực đều vô dụng mập mạp vậy mà có khả năng lam hiên vũ nói đường lão sư cái kia nếu như ta nhường mập mạp gia nhập có phải hay không trước đó cái kia ba mươi miếng tử cấp huy chương ngài có thể trả ta về sau hắn cũng tính người của chúng ta đường nguyệt tức giận người coi đây là mua bán sao người coi đây là ta mở sao tình huống của ngươi đặc thù hắn coi như gia nhập cũng chỉ có thể tính dự bị thành viên ít nhất phải thi vào nội viện mới có tư cách thật thành làm sinh mệnh học phái một phần tử đến lúc đó mới có miễn phí tại hải thần hồ tu luyện khả năng làm hiền vũ khóe miệng giật một cái liền biết không có nhiều như vậy công việc tốt đường lão sư vậy chúng ta trước tu luyện vừa nói lam hiên vũ lấy ra thiên tử quả cho đồng bạn một người một viên chính mình cũng cầm một viên đường nguyệt liếc mắt liền thấy được trong tay hắn trái cây tò mò mà nói đây là cái gì trái cây các ngươi cũng không nên loạn ăn cái gì à nhất là không rõ lai lịch đồ vật không phải hết thảy thiên tài địa bảo đều đối thân thể hữu ích lam hiên vũ tằng háng một cái nói đường lão sư đây là tinh linh tinh cầu thú thần đế thiên người thừa kế hổ vương lam hồ điệp cho ta gọi thiên tử quả có thể tăng lên cùng thuần hóa huyết mạch chi lực giống như là rất đổ tốt ta đã nếm qua một khỏa hiệu quả rất tốt ngài yên tâm không có nguy hiểm tăng lên cùng thuần hóa huyết mạch chi lực đường nguyệt thanh âm trong nháy mắt liền cất cao mấy phần giật mình nhìn xem lam hiên vũ trong tay thanh trái cây màu tím ừm ân nếu không ngài ở bên cạnh quan sát một chút chúng ta hẳn là có thể cảm nhận được đại gia xuống nước vừa nói lam hiên vũ cái thứ nhất nhảy xuống biển thần hồ bạch tú tú mấy người cũng đi theo mà vào riêng phần mình đem thân thể ngâm tại trong hồ nước lập tức mỗi người đều bị nồng đậm sinh mệnh năng lượng chỗ bao vây lam hiên vũ hướng đồng bạn gật đầu liền đem thiên tử quả nhét vào trong miệng mình mọi người tín nhiệm với hắn tự nhiên không cần nhiều cân nhắc cái gì riêng phần mình ăn vào thiên tử quả lập tức lam hiên vũ chỗ ngực ba khối long thần lân phiến bỗng nhiên phát sáng lên huyết mạch trong cơ thể vòng xoáy trong nháy mắt điên cuồng vận chuyển vô cùng dày đặc huyết mạch khí tức bỗng nhiên đại thịnh mấy người khác tại thời gian ngắn ngủi về sau cũng riêng phần mình xuất hiện biến hóa một cỗ băng lãnh khí tức theo bạch tú tú cùng lam mộng cầm trên thân bắn ra bạch tú tú sau lưng trực tiếp hiện ra một đôi to lớn trong mắt màu lam khổng lồ thân hình cũng là như ẩn như hiện lam mộng cầm sau lưng hai đạo hư ảnh như ẩn như hiện một đạo là băng thiên tuyết nữ bộ dáng một quy tắc là ngọc hoàng cầm phượng gái âm u sục sôi tiếng long ngâm tại đây một cái chớp mắt vang lên cơ hồ là trong chốc lát lưu phong toàn thân liền đã bị vẩy màu trắng hoàn toàn bao trùm mỗi một khối lân phiến đều tản ra chói mắt bạch quang tại giữa bạch quang còn kèm theo một chút màu bạc gợn sóng phảng phất có nhô lên muốn theo lân phiến bên trong chui ra giống như vừa giống như là trên vầy nhiều từng đạo màu bạc rìa cạnh ngũ thải quang mang vườn quanh tại đường vũ cách chung quanh thân thể đó là nàng thuộc tính ngũ hành nhưng cùng ngày xưa khác biệt chính là một đoàn hắc bạch song sắc khí lưu theo đỉnh đầu nàng bay lên lên ở trên đỉnh đầu hình thành âm dương ngư hình dáng lập tức khiến cho bên người nàng ngũ thải thuộc tính tựa hồ xuất hiện tách rời, thế mà tách ra 10 loại màu sắc. Nguyên bản mỗi một loại thuộc tính đều biến thành sáng ngời cùng ảm đạm hai loại khác biệt quang thải, kỳ dị vô cùng vườn quanh tại nàng chung quanh thân thể. Nguyên ân huy huy càng thêm kỳ dị, tại sau lưng nàng, thế mà mở ra một đôi trong suốt cánh, ngay sau đó, một cây trắng noãn như tuyết quả cầu ánh sáng trôi nổi đến nàng hướng trên đỉnh đầu, tản ra vô số điểm sáng màu trắng, nhu hòa vầng sáng chiếu rọi ở trên người nàng, khiến cho đã biến thành nữ tính trạng thái nàng tràn đầy thần thánh cùng óng ánh sáng long lanh cảm giác đường nguyên lúc này liền đứng tại bên bờ nhìn xem những hài tử này từng cái trên thân đột nhiên bắn ra biến hóa cả người hắn đều sợ ngây người mà nhận sáu người này ảnh hưởng chuẩn xác mà nói là nhận lam hiên vũ ảnh hưởng tên lỗi làn ra mặt ngoài bắt đầu xuất hiện một tầng tối ánh sáng vàng kim lộng lẫy ngay sau đó có chút khủng hoảng cảm xúc từ trên ngực hắn lan tràn ra tới thân thể của hắn lập tức có chút bất an run rẩy lên Lam Hiên Vũ hai con người mở ra, quay đầu nhìn về phía tiền lỗi. Hắn là lần thứ hai dùng thiên tử quả, quả nhiên không có lần đầu tiên cảm giác mãnh liệt như vậy. Hắn do dự một chút, nhưng vẫn là lại lấy ra một viên thiên tử quả, trở tay nhét vào bên người tiền lỗi trong miệng. Lập tức, tiền lỗi thân thể cứng ngắc lại một thoáng. Ngay sau đó, trói mắt kim quang bỗng nhiên từ trên người hắn bắn ra, theo hắn làn ra mặt ngoài. Từng sợi bộ lông màu vàng ống cấp tốc chui ra, thân thể của hắn cũng bắt đầu trở nên bằng lớn bảy người có một chỗ là giống nhau như đúc đó chính là bọn họ liền như là vòng xoáy bắt đầu điên cuồng hấp thu trong hồ nước sinh mệnh năng lượng bởi vì hấp thu tốc độ quá nhanh thậm chí ở bên cạnh họ đều xuất hiện một chút ánh sáng màu xanh biếc xanh mơn mởn vờn quanh tại thân thể bọn họ chung quanh đường nguyệt trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này hắn tu vi bực nào tự nhiên có thể cảm nhận được rõ ràng những hài tử này trên người khí tức đang không ngừng tăng lên cái kia quả thật là huyết mạch biến hóa mỗi người huyết mạch cũng bắt đầu xuất hiện khác biệt trình độ sao động đúng lúc này một cỗ nồng đậm đến cực điểm sinh mệnh lực gợn sóng bỗng nhiên từ trên người lam mộng cầm bán ra một đạo màu xanh biếc thân ảnh tại sau lưng nàng hiện hiện ra đó là một tên nữ tính thân ảnh nàng nhẹ nhàng đưa tay đặt tại lam mộng cầm trên đỉnh đầu sau đó quay người nhìn thoáng qua đường nguyệt thản nhiên nói sinh mệnh thân hỏa độ không cao sao hình người hồn linh hung thú đường nguyệt lại một lần nữa sợ ngây người hắn là biết lam hiên vũ bọn hắn đi tinh linh tinh thu hoạch hồn linh chuyện nhưng khi hắn thấy trước mặt vị này thời điểm vẫn là giật mình há to miệng có thể hóa thân thành hình người hồn linh không hề nghi ngờ là mười vạn năm trở lên tu vi mà lại thân hình như thế vững chắc dù cho đã là hồn linh vẫn như cũ như là thực thể này nếu là tu vi gì mới có thể đi đến những tiểu tử, tử này tại tinh linh tinh đều có như thế nào kỳ ngộ ạ à? cái kia nồng đậm đến cực điểm sinh mệnh khí tức liền là từ nơi này lục y nữ tử thân bên trên phát ra tựa hồ là nhận lấy ảnh hưởng của nàng cùng dẫn dắt một đạo thân ảnh màu tím đen đột nhiên từ trên người bạch tú tú tách ra một tầng hào quang màu tím hướng ra phía ngoài khoách tán lập tức cùng cái kia nồng đậm sinh mệnh năng lượng hoàn toàn đối lập tương phản khí tức hủy diệt xuất hiện cả hai đụng vào nhau đúng là không ai nhường ai lại một vị hình người hồn linh đường nguyệt hiện tại đã hơi choáng người tuổi trẻ bây giờ đều đáng sợ như vậy sao ma hậu cũng đưa bàn tay đặt tại bạch tú tú đỉnh đầu lập tức như tơ như sợi năng lượng màu tím trong nháy mắt lan tràn tại bạch tú tú trên thân mà ở sau lưng nàng nguyên bản khổng lồ thân hình thì bắt đầu xuất hiện biến hóa đây vốn là to lớn ma hồn đại bạch xa có thể giờ này khác này lại bắt đầu sinh trưởng ra từng khối lân phiến đồng thời bắt đầu trở lên rõ ràng ta đi võ hồn biến dị vẫn là võ hồn cải tạo thế này cũng được đường nguyệt tuyệt đối có khả năng khẳng định Trước mắt chính mình chỗ đã thấy một màn tại học viện sử lại khác bất luận cái gì trong điển tịch đều là không có ghi lại đây tuyệt đối có khả năng xưng là thần kỳ một màn hai vị này vậy mà tại cải tạo hai đứa bé võ hồn coi như là hình người hồn linh cũng không thể nào làm được à đây là cái kia thiên tử quả tác dụng suy đoán của hắn là chính xác nếu như không có thiên tử quả coi như là phỉ thúy thiên nga bích cơ cũng hoặc là là thâm uyên ma long ma hậu cũng làm không được trực tiếp trợ giúp ký chủ cái biến võ hồn các nàng tối đa cũng liệt là đem năng lực của mình giao phó nguyên bản võ hồn nhưng hồn kỹ trở nên càng cường đại thế nhưng có thiên tử quả liền không đồng dạng thiên tử quả thần kỳ cho dù là thú thần đế thiên cũng dùng cực kỳ lâu mới nghiên cứu rõ ràng hồ vương vị này thượng cổ huyết mạch kinh khủng tồn tại liền là dùng thiên tử quả phối hợp một chút mật pháp tinh luyện dần dần tu luyện mà thành không chỉ là bạch tú tú cùng lam mộng cầm xuất hiện biến hóa lưu phong cũng giống như vậy tại cái kia vảy màu trắng bên trên hào quang màu bạc trở nên càng ngày càng mãnh liệt dâng lên từng sợi màu bạc gai nhọn dần dần chui ra hào quang màu bạc vườn quanh khí tức của hắn cũng đang kéo dài tăng vọt cường thịnh vô cùng khí tức bắt đầu nhường cả người hắn đều phát sinh biến hóa tóc đều tại thời khắc này biến thành màu bạc chung quanh thân thể tràn đầy không ổn định hào quang màu bạc gợn sóng một con chim lớn bỗng nhiên theo đường vũ cách hướng trên đỉnh đầu chui ra hắc bạch song sắc khí lưu lập tức tại cánh của nó nhịp động hạ bị mang động nguyên bản từ trên người đường vũ cách chia ra năm loại ảm đạm màu sắc dần dần vững chắc xuống 10 loại màu sắc dần dần cân bằng đường vũ cách cái kia thiên không có lửa gạt nguyên ân huy huy có âm dương hỗn độn điều về sau, nàng thuộc tính ngũ hành có khả năng phân ra âm dương. Thí dụ như mộc thuộc tính là có thể chia làm dương mộc thuộc tính cùng âm mộc thuộc tính, chia nhỏ về sau thuộc tính ngũ hành sẽ càng thêm toàn diện. Thí dụ như dương mộc thuộc tính đại biểu là thô to thân cây loại hình, âm mộc thuộc tính đại biểu chính là mềm mại dây leo, dạng này chia nhỏ xuống tới, nàng đối thuộc tính ngũ hành nắm giữ cùng với thuộc tính ngũ hành năng lực đều sẽ tăng lên dữ dội một đoạn dài, mặc dù không phải chân chính cấp 2, nhưng đối nàng chưa đến để thang chỗ tốt quyết không kém hơn gấp 2. Bạn đang xem trung cực đấu la được thuyết minh tại kênh youtube Di Phim. Truy cập kênh youtube Di Phim để cập nhật những video mới nhất youtube com set the ecab phim viết liền không giấu nhé. Về sau nàng võ hồn liền không còn là ngũ hành kỳ lân, mà là âm dương ngũ hành kỳ lân. Nguyên ân huy huy trên đầu bạch sắc quang cầu tựa hồ cảm nhận được cái gì? Đúng là hướng phía đường vũ cách bên này tung bay đi qua, Qua cầu ánh sáng tàn ra điểm sáng màu trắng, cũng là bỗng nhiên tăng lên rất nhiều đường vũ cách chung quanh thân thể mười loại màu sắc hào quang cũng đồng dạng hướng nó bên kia dũng mãnh lao tới vườn quanh tại quả cầu ánh sáng kia chung quanh lập tức nguyên bản quả cầu ánh sáng màu trắng bị nhuộm đẫm một tầng mười thải quang ngất này chút thải quang tràn vào quả cầu ánh sáng về sau liền lại biến thành từng đạo màu sắc rực rỡ điện quang vờn quanh cực kỳ kỳ dị giống một tiếng thống khổ tiếng giống giận dữ đột nhiên vang lên tiền lỗi đột nhiên theo trong hồ nước đứng lên thân thể của hắn kịch liệt bành trướng qua trong giây lát liền biến thành cao tới 5 mét cự nhân, trên thân vừa mới mọc ra bộ lông màu vàng óng đột nhiên bốc cháy lên, thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng óng. Này hỏa diễm là không có nhiệt độ, bởi vì bên cạnh Lam Hiên Vũ tựa hồ cũng không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì, có thể Tiền Lỗi lại đang điên cuồng giống giận. Đường Nguyệt theo bản năng giơ tay lên, nhưng vẫn là dừng lại, bởi vì hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, tại cái kia hoàng kim hỏa diễm nung khô phía dưới, Tiền Lỗi sinh mệnh lực chẳng những không có suy yếu ngược lại là đang kéo dài tăng cường. Đây đều là một đám người nào à? Đường Nguyệt cảm thấy, mình đã bị lật đổ. Đúng lúc này, hai bóng người cơ hồ là kết bạn tới từ trên trời giáng xuống, rơi vào đường Nguyệt bên người. Đường Nguyệt giật mình, thấy rõ hai người dáng vẻ lúc lập tức thật to nhẹ nhàng thở ra, khom mình hành lễ nói, lão sư, uông các chủ. Không sai, tới hai cái vị này, chính là uông thiên vũ cùng thụ lão. Động tĩnh bên này không tính quá lớn, thế nhưng khí tức biến hóa là quá qua kỳ dị. Thụ lão trong nháy mắt liền mở to hai mắt nhìn, phỉ thúy thiên Nga bích cơ tiền bối, thâm nguyên ma long ma hậu tiền bối, cái khác hắn còn sẽ không quá giật mình, có thể hai cái vị này hắn là gặp qua đó a à. hắn cũng từng đi qua hồn thú căn cứ, nơi nào sẽ không biết bích cơ cùng ma hậu. Sau đó thụ lão quay đầu nhìn về phía uông thiên vũ, tiểu uông không thể nào. Uông thiên vũ thản nhiên nói, liền là như ngươi nghĩ, bọn hắn làm cái gì vậy rồi, câu thứ hai là hỏi đường nguyệt đường nguyệt nói ăn một loại gọi thiên tử quả đồ vật sau đó cứ như vậy nói là có thể thuần hóa cùng tăng lên huyết mạch uông thiên vụ ánh mắt ngẩn ngơ thụ lão thì là trong nháy mắt liền nhảy dựng lên thiên tử quả thú thần đế thiên thiên tử quả bọn hắn cầm về bảy viên sao bọn hắn là dò xét thú thần hang ổ hay sao hắn lời này mới nói ra tới liền biết mình nói không phải là chính xác nếu như bọn hắn dò xét thú thần hang ổ phỉ thúy thiên nga cùng thâm uyên ma long tại sao lại ở chỗ này uông thiên vũ nhìn về phía hắn nói thụ lão ngài hiểu rất rõ thiên tử quả thụ lão có chút rút rút mà nói lão sư của ta cầm lái đời trước sinh mệnh học phái thời điểm đã từng nhận thú thần đế thiên mời đi qua chỗ của hắn lúc ấy kinh hãi nhất liền là thú thần phát hiện này loại thiên tử quả này thiên tử quả từ đâu tới không biết nhưng mỗi ngàn năm mới có thể ngưng kết một quả có thể cực đại trình độ tăng lên cùng thuần hóa huyết mạch đơn giản tới nói chúng ta rất nhiều hồn sư võ hồn không đủ cường đại cũng là bởi vì võ hồn bản thân không mạnh có thể là rất nhiều võ hồn đều là phụ thêm có huyết mạch võ hồn biến dị nhiều khi cũng là huyết mạch biến dị có ít người võ hồn tỉ như là một con rắn bình thường nhưng này bình thường loài rắn võ hồn bên trong có lẽ cũng có một phần vạn thậm chí là một phần một trăm ngàn chân long huyết mạch như thường dĩ nhiên không có khả năng thức tỉnh nhưng này thiên tử quả tác dụng chính là có thể đem người thể huyết mạch bên trong nguyên thủy nhất mạnh nhất cái kia một loại tăng lên tăng lên tỷ lệ ta không biết nhưng khẳng định là nguyên bản tỷ lệ càng lớn tăng lên hiệu quả càng tốt Nói cách khác, nếu như người là á long loại võ hồn, nói không chừng ăn thiên tử quả về sau liền có thể biến thành chân long. Thú thần đế thiên là muốn dùng thứ này cải tạo ra một cái vô cùng cường đại người nối nghiệp, muốn dùng nó để luyện ra thượng cổ thần thú huyết mạch, không biết thành công không có, nhưng không thể nghi ngờ, đây tuyệt đối là cấp cao nhất thiên tài địa bảo, tương đương với chắc chắn có thể sinh ra võ hồn hai lần tiến hóa siêu cấp bảo bối. Thụ lão, bởi vì xúc động cùng hưng phấn, ngữ tốc cực nhanh, nhưng hắn rất nhanh liền có chút muốn lệ rơi đầy mặt sông động những tiểu tử, tử này gấp làm gì ăn a à? trước hết để cho ta nghiên cứu một chút a à? nhìn một chút có hay không bồi dưỡng khả năng ra ngoài a à? thú thần lúc trước đối cái đồ chơi này giữ kín như bưng chúng ta căn bản không biết lai lịch nói không chừng dùng vĩnh hằng chi thụ làm căn cơ liền có thể nuôi dưỡng nói như vậy giá trị quá lớn thật chính là uông thiên vũ nói rút những hài tử này chút máu hữu dụng không thụ lão liếc mắt vô dụng loại cấp bậc này thiên tài địa bảo ăn hết ngay lập tức sẽ tạo nên tác dụng sau đó liền cùng bàn thể hòa làm một thể rút máu chỉ có thể nghiên cứu huyết mạch của bọn hắn mà thôi người này còn không nhìn ra được sao liền bích cơ cùng ma hậu hai vị tiền bối đều tại thừa dịp thiên tử quả hiệu quả cải biến cùng dung nhập vào huyết mạch của các nàng bên trong này thiên tử quả mạnh bao nhiêu liền có thể tưởng tượng được đường nguyệt thử thăm dò nói lão sư ta xem lam hiên vũ xuất ra thứ này thời điểm rất sung sướng bộ dáng nói không chừng hắn còn có thụ lão nhãn tỉnh sáng lên còn có không thể nào thiên tử quả chân quý như vậy uông thiên vũ nói khó nói thú thần người kế nhiệm hổ phương cùng lam hiên vũ quan hệ rất tốt thụ lão xoa xoa đôi bàn tay chờ đã vậy thì chờ bọn hắn tỉnh tới hỏi một chút cũng quan sát một chút biến hóa của bọn hắn này mấy tiểu tử kia thật đúng là được trời ưu ái a à. tiểu uông ngươi còn không đặc cách đem bọn hắn sớm chiêu vào nội viện uông thiên vũ lắc lắc đầu nói không thể đốt cháy giai đoạn càng là ngọc thô càng phải rèn luyện. Thụ lão hừ một tiếng, đúng lúc này, Đường Nguyệt nói, "Lão sư, nói cho ngài một tin tức tốt, Lam Hiên Vũ vừa rồi đồng ý gia nhập chúng ta Sinh Mệnh Học phái." A, à, Thụ lão giật mình, ngay sau đó vui mừng quá đỗi, bên cạnh Uông Thiên Vũ thì là vẻ mặt một đen. Cái gì liền gia nhập Sinh Mệnh Học phái rồi? Hắn không thể gia nhập Sinh Mệnh Học phái, dựa theo quy củ, nội viện đệ tử mới có tư cách này, Uông Thiên Vũ trầm giọng nói. Thụ lão cười ha ha một tiếng, người nào nói không có tư cách rồi ta là sinh mệnh học phái người cầm lái ta nói có là có ta dùng cái này cho hắn phá lệ ha 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 tiểu nguyệt nguyệt chuyện này ngươi làm rất khá vừa nói thụ lão từ trong ngực lấy ra một viên đỏ lóng lánh đổ vật trực tiếp ném chuông thiên vũ cái kia là một cái nhỏ nhắn vô cùng huy chương ống ánh sáng long lanh giống như là dùng bảo thạch rèn luyện mà thành hồng sắc quang vựng cơ hồ đem chung quanh đều làm nổi bật thành cùng màu đúng vậy cái này là học viện sử lai khắc cấp bậc cao nhất huy chương đỏ cấp huy chương có được học viện sử lai khắc quyền hạn tối cao đỏ cấp huy chương có khả năng đánh vỡ bất luận cái gì quy củ một lần đỏ cấp huy chương phải biết mong muốn thu hoạch được này đỏ cấp huy chương cần đối học viện làm ra công hiến là to lớn uông thiên vũ cũng sợ ngây người hắn trăm triệu không nghĩ tới thu lão thế mà sẽ xuất ra một viên đỏ cấp huy chương đem đổi lấy nhường lam hiên vũ sớm gia nhập sinh mệnh học phái này đáng giá không coi như là đợi đến lam hiên vũ thi vào nội viện cũng có khả năng rất lớn sẽ gia nhập sinh mệnh học phái a à. thụ lão ngài cái này thụ lão khoát tay áo đỏ cấp huy chương với ta mà nói cũng không có tác dụng gì tiểu uông người xem một chút lam hiên vũ trên ngón tay uông thiên vũ theo bản năng nhìn về phía lam hiên vũ hai tay tại lam hiên vũ ngón cái tay phải bên trên có một viên màu lam sậm chiếc nhẫn đó là lam hiên vũ thiên thánh liệt uyên kích mà tại tay trái của hắn trên ngón trỏ thì phủ lấy một viên óng ánh sáng long lanh màu trắng bạc trước nhẫn. Ngài, ngài nắm vận mệnh chi hoàn cho hắn rồi, ngài đây cũng quá lỗ mãng rồi à, Uông Thiên Vũ là thất thanh, đến hắn cấp bậc này, sẽ xuất hiện khổng lồ như vậy tâm tình chập chờn cơ hồ là không thể nào, thế nhưng, cái kia chiếc nhẫn, bọc tại Lam Hiên Vũ trên ngón tay màu trắng bạc chiếc nhẫn, đối với học viện sử lai khác tới nói đều là ý nghĩa cực lớn, bởi vì, vậy đại biểu sinh mệnh học phái phái chủ, người cầm lái, cũng đại biểu cho hải thần các một cái ghế thụ lão cười ha ha, ta giả, sống không được mấy năm, cũng nên tìm cho mình một cái người nối nghiệp, ta chờ nhanh một ngàn năm mới rốt cuộc chờ đến cái này thích hợp nhất, cho nên, dù như thế nào, ta cũng sẽ không tiếc đại giới khiến cho hắn gia nhập sinh mệnh học phái, tiểu uông, tin tưởng ánh mắt lão phu, có một ngày, hắn nhất định sẽ dẫn đầu chúng ta sinh mệnh học phái toát ra nhất ánh sáng óng ánh sáng chói nói không chừng, ngàn năm đại nạn cũng có thể trong tay hắn đạt được đột phá. Chẳng qua là không biết ta lão đầu tử có nhìn hay không đến đến ngày đó uông thiên vũ nhịn không được nói ngài cứ như vậy xem trọng hắn thụ lão mỉm cười không không chỉ là ta xem trọng hắn vĩnh hằng chi thụ cũng xem trọng hắn là vĩnh hằng chi thụ chỉ dẫn để cho ta làm ra quyết định như vậy cho nên từ giờ trở đi ta yêu cầu học viện đối với hắn tiến hành gấp bội bảo hộ ít nhất tại hắn tiến nhập nội viện trước đó không thể đi chấp hành bất luận cái gì có nhiệm vụ nguy hiểm coi như đi cũng phải có chuyên gia bảo hộ uông thiên vũ đã khôi phục bình tĩnh trầm giọng nói chuyện này ta sẽ lập tức hướng hải thần các hồi báo cũng xin ngài làm tốt hướng hải thần các hồi báo chuẩn bị hắn dù sao mới 13 tuổi thụ lão mỉm cười gật đầu 10 năm sau hắn nhất định sẽ trưởng thành ta còn có thể kiên trì ít nhất 10 năm ta sẽ nhìn xem hắn lớn lên trưởng thành thành một gốc đại thụ che trời nói xong câu đó hắn liền yên lặng đi đến bên hồ nhìn chăm chú lấy đang bị thiên tử quả tăng lên mọi người nhận thật cẩn thận cảm thụ được mỗi người bọn họ dấu hiệu sinh mệnh thể cùng biến hóa uông thiên vũ cũng không có đi hắn đồng dạng cũng đang quan sát huyết mạch tiến hóa đối với hồn sư thật sự mà nói là quá trọng yếu hắn có lẽ không thể trực tiếp nhờ một người trở nên mạnh mẽ nhưng lại có thể mở ra một đầu thông hướng cường giả lối đi thậm chí là thông hướng thần cấp lối đi không chỉ là lam hiên vũ những hài tử này đều phải cẩn thận bảo hộ à có lẽ lớp thực nghiệm tinh chiến trên người bọn hắn thật sự có thể toát ra nhất hào quang óng ánh lam hiên vũ yên lặng cảm thụ được chính mình thân thể biến hóa tại hải thần hồ bên trong tu luyện liền là không giống nhau vô cùng dư thừa sinh mệnh năng lượng không ngừng bị thất thải hạch tâm hấp thu chuyển hóa tại thiên tử quả tác dụng dưới hắn huyết mạch lại một lần nữa tăng lên tăng lên đi lòng thần huyết mạch hết sức tăng lên đi không biết bao lâu trôi qua huyết mạch vận chuyển tốc độ bắt đầu giảm xuống cái kia huyết mạch vòng xoáy toàn thể thể tích lần này không tiếp tục thu nhỏ đầy đủ đầy đủ sinh mệnh năng lượng hấp thu không thể nghi ngờ khiến cho hắn có càng thâm hậu hơn nội tình một viên, hai cái, lại là hai khối long thần lân phiến chui ra, cùng lúc trước cùng một chỗ, tổng cộng là năm khối long thần lân phiến. Nhưng Lam Hiên Vũ còn có thể rõ ràng cảm giác được, lần này thiên tử quả hiệu quả không có viên thứ nhất tốt như vậy, viên thứ nhất thiên tử quả trên thực tế hẳn là có thể tăng lên cho hắn hai khối bán long thần lân phiến, mà lần này là một khối nửa, trong đó khối thứ ba là bởi vì lần này hiện hiện ra, cho nên mới sẽ lộ ra là lần này cũng tăng lên hai khối hắn long thần lân phiến số lượng cũng theo đó biến thành năm khối huyết mạch vòng xoáy bên trong bảy màu lại nhiều một chút mặc khác biến hóa hắn không quá cảm giác được chẳng qua là có thể cảm thấy chính mình võ hồn tựa hồ lại xuất hiện một chút biến hóa đối với nguyên tố cảm giác rõ ràng hơn thân thể tựa hồ cũng biến thành càng bền bỉ hơn thú thần đế thiên vẫn như cũ hào không một tiếng động hẳn là đang kéo dài đang ngủ sai nhưng mình sinh mệnh năng lượng huyết mạch khí tức tựa hồ đối với hắn vẫn là có ảnh hưởng cùng trợ giúp nhưng lam hiên vũ có thể bắt đầu mơ hồ cảm giác được hắn ngủ say địa phương ngay tại chính mình tinh thần chi hải bên trong vị này mạnh mẽ thú thần còn không biết phải ngủ say tới khi nào làm lam hiên vũ mở ra hai con người thời điểm sắc trời đã sáng choang nhàn nhạt, hơi nước nổi đãng tại hải thần hồ trên mặt hồ cho người ta một loại phiếu miểu như tiên cảm giác quay đầu hướng đồng bạn bên cạnh nhóm nhìn lại phần lớn người cũng còn không có tình chỉ có một cái ngoại lệ tiền lỗi ngồi tại bên bờ hai tay ôm đầu gối có chút ngần người mà khi lam hiên vũ thấy hắn thời điểm lam hiên vũ cũng ngây dại thật sự là bởi vì chính mình vị này hảo huynh đệ biến hóa quá lớn tiền lỗi tối thiểu so với trước cao một đầu nguyên bản hắn so lưu phong cùng lam hiên vũ đều muốn thấp không ít nhưng bây giờ nhưng so với bọn hắn đều cao to mọng bụng không có thay vào đó là một thân phảng phất muốn nổ tung cường tráng cơ bắp tóc cũng thay đổi thành màu vàng kim liền liền hai con người đều nhiều một tầng kim sắc nhàn nhạt, nhạt mặc dù chỉ là ngồi ở chỗ đó ngẩn người lại cho người ta một loại đặc biệt cảm giác cường hãn, toàn thân phảng phất đều tràn đầy tính bùng nổ lực lượng. Mập mạp, người vóc người này, tuyệt a, à. lúc này tiền lỗi, nhìn qua thậm chí đã có không thua người trưởng thành thân cao, nếu như không phải trên mặt ngây thơ vẫn còn, người nào nhìn ra được hắn mới chỉ có 13 tuổi. Lão đại, ta. Đây là ta sao? Tiền lỗi có chút chần chừ nói nói, ta như vậy về nhà, ta ba ba, mụ mụ chỉ sợ đều không nhận ra ta đi. Đúng vậy, tại thiên tử quà trợ giúp dưới hắn sớm hoàn thành thuế biến dạng này không tốt sao ngươi xem người trên mặt thịt mỡ cũng bị mất đừng nói mặc dù không có ta đẹp mắt nhưng vẫn có chút nam tử hán khí khái làm hiên vũ cười ha hả nói tiền lỗi mặt cũng gầy xác thực không thể nói nhiều anh tuấn nhưng phối hợp cái kia một thân cường tráng cơ bắp đúng là tràn đầy nam tử hán khí khái so với trước đây quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất giống như cũng là là rất tốt ta tha thiết ước mơ dáng người à, chẳng qua là dễ dàng như vậy liền thu được, ta có chút không quen, tiền lỗi lầm bầm nói. Vừa nói, hắn còn giơ cánh tay lên, có rút lại một chút cơ bắp. Làm hiền vũ tức giận, người là tới cùng ta khoe khoang, đúng không? Tiền lỗi cười hắc hắc, sao có thể chứ, lão đại, ta không phải loại người này à. Người là, làm hiền vũ tức giận, tứ hoàn không? Nana đã từng nói, làm hiền vũ hoàn thành cùng với hoàng kim bỉ mông triệt để dung hợp về sau có khả năng trực tiếp đột phá tứ hoàn cảnh giới. Tiền lỗi lại lắc đầu, vẫn là tam hoàn, giống như là ăn ngươi cho ta vật kia về sau, trong thân thể ta có cái quái gì nổ tung, hấp thu rất nhiều sinh mệnh năng lượng, sau đó ta hồn lực liền không có quá nói thêm thăng, nhưng hẳn là cũng có 37, cấp 8 sáng vẻ. Làm hiền vũ khóe miệng co giật một thoáng, còn tốt, cuối cùng còn có ngươi theo ta, phong tử hẳn là cũng gần như muốn cấp 40 đi. Đã 40, ta vừa rồi nhìn hắn hồn hoàn xuất hiện tới cái thứ tư là màu đen lão đại các ngươi này đi tinh linh tinh thu hoạch thật không nhỏ à hâm mộ ha lam hiên vũ nói người hoàng kim bỉ mông cũng không kém à đúng tiền trả lại cho ngươi ngươi tại hải thần hồ tu luyện bỏ ra ba mươi mấy miếng tử cấp huy chương còn có cho lam mộng cầm mua vạn năm huyền băng tủy hoa một chút còn lại đều ở chỗ này vừa nói lam hiên vũ nắm nên thuộc về tiền lỗi tử cấp huy chương một mạch đều cho hắn tiền lỗi nắm huy chương ước lượng dâng lên biểu hiện trên mặt không có thay đổi gì không đau lòng, làm hiền vũ tỏ mò hỏi, đây không phải tiền lỗi phong cách à? tiền lỗi hơi khẽ nâng lên đầu, nhìn về phía mặt trời mọc phương hướng, cùng này hoàn mỹ dáng người so sánh, tiêu ít tiền tính là gì? nhìn xem trên mặt hắn đắc ý biểu lộ, bắt đầu trở nên càng lúc càng nồng nặc, làm hiền vũ nói, lớp chúng ta biến thành lớp thực nghiệm tinh chiến, ân, bắt đầu muốn luyện tập hồn đạo chiến cơ điều khiển, xế chiều hôm nay ta dẫn ngươi đi thử một chút, nhường ngươi cảm thụ một chút trước một vạn tên, lão đại, ta sai rồi ta cũng không tiếp tục đắc ý. Đinh chắc Hàm không biết ngồi chiến cơ cảm giác, tiền lỗi có thể không biết sao, hắn sớm nhất có thể là cùng Lam Hiên Vũ, cùng một chỗ bị Ngân Thiên Phàm học bổ túc qua. Lam Hiên Vũ vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, hiện tại chúng ta là lớp thực nghiệm tinh chiến, chuyện sớm hay muộn, ngươi còn có chút nội tình, tiếp thụ cũng sẽ không quá khó khăn, cố lên nha. Thời gian không dài, những người khác cũng lần lượt theo trong tu luyện tỉnh lại, thức tỉnh nhanh nhất là Lưu Phong, sau đó là Nguyên Ân Huy Huy, Đường Vũ Cách, Bạch Tú Tú, Lam Mộng cầm cái cuối cùng thức tỉnh. Một đêm này tu luyện, mặt ngoài nhìn qua biến hóa lớn nhất tự nhiên là tiền lỗi, làm những người khác thấy tiền lỗi bộ dáng mịch, giờ lúc đều có chút không dám tin. Tiền mập mà biến thành tiền tráng tráng, biến hóa này thật sự là lớn à. Mộng cầm, ta như bây giờ có phải hay không tốt hơn nhiều, tiền lỗi có chút tiểu đắc ý tiến đến Lam Mộng cầm bên người, hiện ra một thoáng trên cánh tay mình cơ bắp. Lam Mộng cầm lườm hắn một cái, nói, đầu óc ngu si tứ chi phát triển có gì tốt tốt đại gia trở về đổi thay quần áo sau đó đi học lúc này đường người lão sư cũng không có ở tất cả mọi người tỉnh vẫn là nhanh chạy đi tốt hôm qua này một viên tử cấp huy chương bao một đêm hiển nhiên là học viện thua lỗ phi tốc trở về ký túc xá thay quần áo lên lớp không hề nghi ngờ làm tiền lỗi đi vào giảng đường thời điểm lập tức dẫn tới một mảnh rối loạn quen biết đồng học lập tức vây tới hỏi lung tung này kia tiền lỗi lại là ra vẻ sâu lắng một bộ cười không nói dáng vẻ. Sau đó, một quãng thời gian, năm nhất toàn thể, đều trở nên cực kỳ bận rộn dâng lên, buổi sáng lên lớp, buổi chiều tinh tế chiến cơ điều khiển, ban đêm còn muốn tu luyện đồ vật của mình, mỗi người đều có loại sức đầu mẻ chán cảm giác. Làm hiên vũ vốn phải là khá hơn một chút, dù sao hắn tinh tế chiến cơ điều khiển đã không có vấn đề gì cả, nhưng hắn còn muốn rèn đúc, mỗi ngày đều ít nhất phải rèn đúc 3 giờ, cho nên ngày kế, cũng là bề bộn bay lên. Không hề nghi ngờ chính là, Bận rộn như vậy năm nhất, tăng lên tốc độ cũng là cực nhanh, nương tựa theo vượt qua người ta một bậc tố chất, tại tinh tế chiến cơ điều khiển phương diện đại gia tốc độ tiến bộ đều không chậm, rất nhanh liền có thể tiến hành cơ bản điều khiển, lại thêm buổi sáng lên lớp đối với cơ giáp chương trình học học tập, có nhiều chỗ cơ giáp cùng chiến cơ điều khiển là tương thông, thí dụ như cân bằng tính phương diện. Trong nháy mắt, năm nhất đệ nhị học kỳ liền muốn đến kỳ cuối cùng. Bởi vì quá mức bận rộn, lại thêm ban đầu tu vi đều đã đạt tới trình độ nhất định, đại gia tại hồn lực tăng lên phương diện tốc độ đều có chỗ giảm xuống không có cái gì quá rõ ràng tăng lên nhưng ở tổng hợp tố chất phương diện không thể nghi ngờ là lên một bậc thang lam hiên vũ rèn đúc trình độ nương theo lấy tinh thần lực đề cao tố chất thân thể tăng lên cùng với huyết mạch tiến hóa thiên rèn nhất phẩm xác suất thành công đã là cực cao cơ hồ mỗi tuần đều có thể giao phó một vị đồng học thiên rèn nhất phẩm kim loại hiếm mà hắn này thiên rèn nhất phẩm kim loại hiếm tại ngoại viện cũng đã nổi danh bắt đầu có năm thứ hai thậm chí là năm thứ ba, năm thứ tư học sinh tìm đến Lam Hiên Vũ rèn đúc. Nhưng Lam Hiên Vũ tự thân tinh lực là có hạn, mở ra giá cả cũng không thấp, tình cờ tiếp như vậy một lượng đơn nhiệm vụ. Trừ mình ra cuối cùng lại phục dụng một viên thiên tử quả, đem thiên tử quả tăng lên huyết mạch năng lực ép đến lớn nhất bên ngoài, còn lại ba cái thiên tử quả hắn trực tiếp giao cho sinh mệnh học phái, là đường nguyệt chủ động tới tìm hắn, cho ra điều kiện lệnh Lam Hiên Vũ vô phương cự tuyệt. Mỗi một miếng thiên tử quả đổi một viên hắc cấp huy chương, không sai liền là lam hiên vũ ban đầu tại đường trấn hoa nơi đó nhìn thấy ngoại viện dưới tình huống bình thường căn bản là không có cách đổi được hắc cấp huy chương ba cái thiên tử quả ba cái hắc cấp huy chương đường nguyệt nói cho lam hiên vũ hắc cấp huy chương là không có cách nào dùng từ cấp huy chương tích lũy hối đoái nói đúng là vô luận nhiều ít từ cấp huy chương đều không cách nào đổi hắc cấp huy chương trái lại đổi cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ dùng hắc cấp huy chương hối đoái từ cấp huy chương bởi vì hắc cấp huy chương thật sự là quá hiếm có. Hắc cấp huy chương đã có khả năng tại nội viện hối đoái 10 vạn năm cấp bậc thiên tài địa bảo thậm chí là vạn năm trở lên cấp độ hồn cốt, kỳ chân quý trình độ có thể nghĩ. Cho nên, mặc dù Lam Hiên Vũ thu được ba cái hắc cấp huy chương, nhưng nhất định phải đến nội viện về sau mới có thể nhận lấy. Còn chính mình thì không đậu nội viện làm sao bây giờ loại vấn đề này, Lam Hiên Vũ là không sẽ hỏi. Hắn hiện tại đối thi đậu nội viện đã có lòng tin tuyệt đối. Cuối kỳ sắp tới, không hề nghi ngờ, bọn hắn phải đối mặt thời khắc trọng yếu cũng đến, thì cuối kỳ. Ai cũng không biết năm nay thi cuối kỳ là cái gì, là lại đi những tinh cầu khác, thí dụ như tư nguyên tinh loại hình tiến hành sát hạch đâu, vẫn là cái gì khác. Dùng Lam Hiên Vũ trước mắt đối học viện hiểu rõ, mỗi một năm mỗi cái niên cấp thi cuối kỳ nội dung đều là không giống nhau, nói là ngẫu nhiên cũng được, nói là xem lão sư tâm tình cũng mà. Ngược lại không ai có thể dự phán năm nay thi cuối kỳ là cái gì. Mọi người ban đêm đến ta ký túc xá à? chúng ta thương lượng một chút thi cuối kỳ sự tình làm hiên vũ thông qua hồn đạo máy truyền tin nắm tin tức phát cho mình sáu đồng bọn mặc dù còn không biết cuối kỳ kiểm tra cái gì nhưng vẫn là muốn phòng ngừa chu đáo chuẩn bị một chút cũng đừng lật xe trải qua lần trước vượt cấp khiêu chiến về sau năm nhất không chỉ trở thành lớp thực nghiệm tinh chiến không hề nghi ngờ cũng là toàn bộ ngoại viện quan tâm đối tượng cấp cao học sinh đối bọn hắn đều ít nhiều có chút địch ý dĩ nhiên không phải loại kia đối địch địch ý mà là cảnh giác người nào để bọn hắn lúc trước vượt cấp khiêu chiến thời điểm biểu hiện năng lực quá mạnh nữa nha. Lam Hiên Vũ ban đêm cũng không có đi rèn đúc, tại ước định cẩn thận thời điểm liền trở về ký túc xá. Thời gian không dài, sáu người khác liền đều tới. Tại một tầng phòng khách ngồi xuống, Lam Hiên Vũ nói, lập tức liền muốn thi cuối kỳ, chúng ta muốn sớm làm một chút công tác chuẩn bị. Lão đại, làm sao chuẩn bị nha, tiền lỗi hỏi. Lam Hiên Vũ nói, cái này học kỳ tất cả mọi người quá bận rộn, nhất là trở thành lớp thực nghiệm tinh chiến về sau chúng ta học đồ vật quá nhiều đến mức mọi người thời gian đều không đủ dùng mỗi ngày đều chỉ có thể là vội vàng tăng lên tự thân thế nhưng theo chúng ta lúc trước nhập học khảo thí càng về sau chúng ta ở trong học viện đủ loại sát hạch đến xem học viện kỳ thật vẫn là hết sức chú trọng đoàn đội khảo hạch bởi vậy lập tức liền muốn thi cuối kỳ ta cảm thấy chúng ta có cần phải tiến hành một thoáng rèn luyện năng lực bên trên rèn luyện bằng không chúng ta lẫn nhau ở giữa đều không hiểu rõ đồng bạn tu vi tăng lên tới trình độ nào cái này sẽ rất lớn trình độ ảnh hưởng chúng ta phối hợp lẫn nhau. Mọi người nghe dồn dập gật đầu, đường vũ cách nói, bởi vì có sự gia nhập của ta, chúng ta thi cuối kỳ đoán chừng sẽ biến khó không ít, cho nên, mọi người muốn có chuẩn bị tâm lý. Nàng nói không sai, nàng đã là lục hoàn hồn đế, nhất tự đấu khải sư, nguyên lai năm nhất, thậm chí là năm thứ hai, năm thứ ba thi cuối kỳ độ chấn động đối với nàng mà nói đều không có gì, huống chi hiện tại năm nhất như thế bị chú ý. Lam Hiên Vũ bọn hắn lúc trước còn chiến thắng quốc năm lớp 6 học trường, ban đầu là sướng rồi, còn để bọn hắn có đi tới tinh linh tinh cơ hội, nhưng bây giờ đến xem, học viện muốn cho bọn hắn này đệ nhị học kỳ thi cuối kỳ độ khó nhất định sẽ tương đương không nhỏ. Vũ Cách, ngươi có cái gì suy đoán sao? Lam Hiên Vũ hướng đường Vũ Cách hỏi. Đường Vũ Cách lắc đầu, không biết, nhưng ta có thể cảm giác được, học viện khẳng định sẽ cho chúng ta một cái khá khó khăn thi cuối kỳ làm đối với chúng ta tôi luyện, cho nên ta vô cùng đồng ý kiến của ngươi chúng ta cần rèn luyện một thoáng mọi người năng lực bằng không chúng ta chính mình cũng không biết lẫn nhau năng lực có thể đạt tới trình độ nào còn như thế nào phối hợp đâu làm hiên vũ khẽ vuốt cằm trầm giọng nói tốt vậy chúng ta bây giờ liền đi đi thừa dịp thời gian còn chưa quá tối thuê sân bãi phí tổn ta tới học viện sử lai khắc tuyệt sẽ không thiếu khuyết chuyên môn tu luyện đối chiến sân bãi thuê này loại sân bãi phí tổn còn có khả năng không tính quá cao một giờ một viên bạch cấp huy chương dĩ nhiên cũng phải nhìn tu vi vượt qua ngũ hoàn trở lên đối chiến sân bãi liền biến thành một viên hoàng cấp huy chương bởi vì có nguyên ân huy huy cùng đường vũ cách tại bọn hắn tự nhiên muốn thanh toán hoàng cấp huy chương mới được lam hiên vũ vị này ngoại viện đệ nhất phú ông một viên hoàng cấp huy chương tự nhiên là không coi vào đâu thuê một cái đường kính 100 trăm mét sân bãi bảy người liền đi vào mọi người tầm mắt tùy theo đều tập trung ở lam hiên vũ trên thân lam hiên vũ đã sớm nghĩ kỹ rèn luyện phương thức bà đánh bốn đi ta tú tú mộng cầm tiền lỗi một tổ lưu phong huy huy cùng vũ cách ba người các ngươi một tổ nghe hán phân phối phương thức đường vũ cách không khỏi sững sờ trong bảy người nàng là lục hoàn hồn đế nhất chi độc tú sau đó liền là nguyên ân huy huy cái này ngũ hoàn những người khác còn không có đi đến ngũ hoàn cấp độ lưu phong cùng tiền lỗi giống như cũng chính là vừa mới tứ hoàn dáng vẻ làm hiền vụ chính mình thì vẫn là tam hoàn lẫn nhau tu vi khoảng cách là có chút lớn đây là chân nhân giao đấu mà không phải tại đấu la thế giới bên trong bởi vì làm người thật giao đấu cảm thụ rõ ràng nhất, nhất là tại lẫn nhau phối hợp thời điểm. Đây là bọn hắn tại học viện sớm có học qua, tu vi đạt tới trình độ nhất định về sau, vẫn là muốn thông qua chiến đấu chân chính luận bàn, mới có thể có càng hiệu suất cao hơn suất tăng lên. Dĩ nhiên, cũng có thụ thương nguy hiểm. Bạn đang xem trung cực đấu la được thuyết minh tại kênh youtube Di các Phim. Truy cập kênh youtube Di các Phim để cập nhật những video mới nhất youtube.com.sr ECAB Phim viết liền không dấu nhé nguyên ân huy huy cùng đường vũ cách một tổ không thể nghi ngờ là mạnh nhất hai người liên hợp mà lại bọn hắn một xa một gần tại không cân nhắc quan hệ lẫn nhau điều kiện tiên quyết tổ hợp này khẳng định là cực mạnh huống chi còn có lưu phong tại bốn cặp ba lam hiên vũ bọn hắn cũng không chiếm ưu thế bất quá mọi người kinh ngạc thì kinh ngạc lại không người phản đối ngược lại cũng là vì năng lực lẫn nhau rèn luyện thắng thua cũng không trọng yếu nguyên ân huy huy nhìn đường vũ cách lướt mắt trong ánh mắt mang theo mấy người không muốn nhưng lúc này nhưng lại không thể không cùng nàng đứng sóng vai hai bên kéo dài khoảng cách lam hiên vũ mỉm cười cũng không có nhường mọi người có càng nhiều chuẩn bị trực tiếp vung tay lên quát lớn bắt đầu bắt đầu hai chữ vừa ra đối diện ba người liền đã đi chuyển động lưu phong thân hình lóe lên hướng mặt bên lách qua một tầng mang theo màu bạc quang văn vẩy màu trắng lập tức theo trong cơ thể hắn chui ra bao trùm toàn thân cả người hắn thân thể cũng theo đó trở nên hư ảo mấy phần không sai nương theo lấy đột phá đến tứ hoàn cảnh giới hắn cùng kinh cước long ở giữa đã chính thức dung hợp lại thêm thiên tử quả đối với hắn và kinh cước long huyết mạch đều có tăng lên không nhỏ hiện tại hắn võ hồn đã tiến hóa đến một tầng khác ngoại trừ nguyên bản tốc độ bên ngoài càng có không gian chi lực gia trì chân chính trên ý nghĩa có thể tính là đỉnh cấp võ hồn nguyên ân huy huy tay trái nâng lên từ tinh linh cung nhảy vào trong lòng bàn tay dương cung cài tên trên thân năm cái hồn hoàn cơ hồ là sen lẫn nhau lấp lánh một đạo mũi tên bắn nhanh ra như điện thẳng đến đối diện tiền lỗi mà đi đường vũ cách cũng động nàng là chính diện lao ra trên thân ngũ thải quang mang như ẩn như hiện sáu cái hồn hoàn nổi lên bởi vì còn không có đột phá đến thất hoàn cho nên nàng còn không có cùng âm dương hỗn độn điều chính thức dung hợp nhưng nương tựa theo thiên tử quả đối với huyết mạch tăng lên để cho nàng cùng âm dương hỗn độn điều đã có trình độ nhất định phù hợp ba người đồng thời phát động các hiển khả năng theo chính diện viễn trình mặt bên lam hiên vũ bốn người triển khai thế công lam hiên vũ bên này cũng riêng phần mình bày ra hành động hắn cũng không có chỉ huy mọi người bởi vì riêng phần mình bận rộn đã thật lâu không có cùng một chỗ hợp luyện lần này rèn luyện đầu tiên liền muốn nhìn mọi người hiện tại riêng phần mình năng lực đạt đến như thế nào trình độ ba cây ngân văn lam ngân thảo vung ra phân biệt quấy dày tại ba tên đồng bạn trên thân lam hiên vũ tự thân cũng hiện ra một tầng vẩy màu vàng kim bao trùm toàn thân tiền lỗi hướng về phía trước bước ra một bước, trên thân bốn cái hồn hoàn nổi lên, trong mắt trượt lóe sáng, một viên tiền tài theo tay bên trong bắn ra, trong nháy mắt hóa thành triệu hoán chim môn. Ngay sau đó, hắn đệ tứ hồn hoàn lại là hào quang lóe lên, tiền lỗi trước mặt đột nhiên bóp méo một thoáng, nguyên bản một cái triệu hoán chim môn đúng là trong khoảnh khắc, biến thành ba phiến. Tiền lỗi ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, trên người thứ ba hồn hoàn hào quang lấp lánh, kim mập mạp lên sàn. Kim mập mạp thân cao đã vượt qua 2 mét 5 bả vai rộng lớn, thân hình cường tráng, giống như tiền lỗi, đã không có to mọng cảm giác, đôi cánh tay kỳ dài mà cứng cáp, toàn thân bộ lông màu vàng óng cực kỳ rậm rạp, tựa như màu vàng kim kim thép. Giống kim mập mạp vừa xuất hiện, đầu tiên là nhìn Lam Hiên Vũ liếc mắt, sau đó mới hướng phía cái kia ba phiến triệu hoán chi môn phát ra một tiếng hét lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, một màn quỷ dị xuất hiện, ba cái to con thân ảnh đột nhiên theo triệu hoán chi môn bên trong chui ra này ba cái cường tráng thân ảnh thân cao đều tại 3 mét có hơn cho nên là cúi đầu theo triệu hoán chi môn bên trong chui ra bề ngoài xấp xỉ đều hiện lên hình người toàn thân sinh trưởng sắt bộ lông màu xám đôi cánh tay đặc biệt cứng cáp phía trước có lợi trào cái này giống như là phóng to một chút kim mập mạp nhìn qua so với nó còn muốn cứng cáp chẳng qua là lông tóc màu sắc khác nhau đây là bỉ mông lam hiên vũ giật mình nhìn xem kim mập mạp dựa vào sự giúp đỡ của hắn tiền lỗi triệu hoán chi môn vậy mà có thể triệu hồi ra bỉ mông rồi. Tiền lỗi khóe môi vỉnh lên, cười hắc hắc, vung tay lên, tại kim mập mạp dẫn đầu dưới, tam đầu bỉ mông cự thú liền hướng phía đối diện đường vũ cách sông tới, mà chính hắn thì là hướng phía kim mập mạp sang hai cánh tay. Kim mập mạp quay người hướng hắn đánh tới, một đạo trói mắt kim quang sáng lên. Tiền lỗi thân thể trong nháy mắt cất cao, đào mắt liền vượt qua 4 mét, biến thành cường tráng vô cùng cự hán, toàn thân bao trùm lấy bộ lông màu vàng óng xài bước đuổi theo đằng trước tam đầu bỉ mông bước chân tiền lỗi đã mạnh như vậy sao thấy cảnh này đối diện Lưu Phong cũng không khỏi hơi kinh ngạc đúng vậy cái này là thuế biến liền là lúc trước Nana nói tới thuế biến làm hoàng kim bỉ mông chân chính sau khi giác tỉnh tiền lỗi hết thảy liền đều sinh ra thuế biến đương đương sông ở phía trước bỉ mông cự thú ngang tảng đánh bay hai cây nguyên ân huy huy mũi tên thân thể của bọn nó tựa như là đồng kiêu thiết chú đồng dạng căn bản không sợ tại từ tinh linh cung xạ kích đường vũ cách đã đến phụ cận nắm tay phải oanh ra ngũ hành tương sinh một đoàn nóng bỏng ánh lửa bùng nổ một đầu bỉ mông cự thú cúi đầu vọt mạnh đồng thời hai tay kéo ra nhào bắt mà lên oanh một tiếng vang thật lớn hỏa cầu nổ tung bỉ mông cự thú trên người bộ lông màu xám lập tức bị đốt đỏ lên một mảnh nhưng nó lại giống là hoàn toàn chưa lấy được ảnh hưởng giống như vẫn như cũ nhào về phía đường vũ cách mặt khác hai đầu bỉ mông cự thú thì là vây lại tiền lỗi căn bản không có đi để ý tới lưu phong mà là thẳng đến nguyên ân huy huy phương hướng chạy như điên tốc độ của hắn vậy mà cũng là nhanh vô cùng chân to đạp trên mặt đất phát ra từng tiếng nổ đùng đột nhiên vọt lên tựa như nguyên ân huy huy nhảy vọt đi qua cái nhảy này đúng là vọt lên cao mười mấy mét tựa như một khoảng màu vàng kim giống như sao băng đánh tới hướng nguyên ân huy huy phương hướng này rèn luyện mới ngay từ đầu tiền lỗi liền nương tựa theo cường hãn biểu hiện rung động toàn trường chẳng ai ngờ rằng bọn hắn đi tới tinh linh tình có chỗ kỳ ngộ sáu người còn chơi như thế nào tiền lỗi này duy nhất không có đi lại biểu hiện ra mãnh liệt như vậy một màn nguyên ân huy huy đương nhiên sẽ không đứng tại chỗ không chạy thân hình lấp lánh nhanh vô cùng hướng mặt bên chạy mà ra cùng lúc đó thứ năm hồn hoàn trực tiếp lấp lánh lôi linh chiến cổ thô to tia chớp mãnh liệt bán mà ra thẳng đến tiền lỗi phủ tới tiền lỗi hai tay đan sen trước người không tránh không né trọi cứng trong âm âm nổ vang tiền lỗi toàn thân lông tóc bắn ra sáng lạn kim quang cái kia lôi đình cũng chỉ là trên không trung khiến cho hắn dừng lại một chút sau đó hắn liền chịu lấy lôi đình hướng nguyên ân huy huy nhào tới thể hiện ra cực kỳ cường hãn một màn nguyên ân huy huy vẻ mặt không thay đổi sau lưng một đôi trong suốt cánh lặng yên kéo ra vũ cánh phi tốc lui lại một tiễn tiễn không ngừng bắn về phía tiền lỗi nhưng lại đều bị tiền lỗi dùng song trưởng đánh bay hoặc là dùng thân thể trọi cứng vô luận là loại kỳ thuộc tính mũi tên vậy mà đều đối với hắn không có sinh ra bất cứ tác dụng gì hai người một sượt một chạy nhìn qua nguyên ân huy huy lại bị tiền lỗi hoàn toàn áp chế một bên khác đường vũ cách đối mặt bỉ mông cự thú tình huống cũng không thế nào quá tốt tam đầu cự thú lực lượng vô cùng cường đại mà lại lực phòng ngự cực kỳ kinh người nàng thuộc tính ngũ hành vậy mà cũng không cách nào đột phá đối phương phòng ngự rơi vào đường cùng đành phải là dùng ra đại ngũ hành thần quang lúc này mới đem tam đầu bỉ mông cự thú đánh lui nhưng nàng có thể làm được cũng chỉ là đánh lui mà thôi này tam đầu bỉ mông quá cường hãn đánh lui sau liền lập tức xông lên lần nữa hung hãn vô cùng nhào tới đưa nàng cuốn lấy bỉ mông cự thú bằng vào là hoàn toàn thân thể lực lượng mà đừng vũ cách bằng vào là đại ngũ hành thần quang mặc dù nhìn qua có thể tự vệ có thể này thời gian dài đâu nàng hồn lực tiêu hao không sai biệt lắm làm sao bây giờ lam hiên vũ bạch tú tú cùng lam mộng cầm đứng ở nơi đó đều có chút ngốc trệ liền liền vốn là phóng tới bọn hắn bên này lưu phong đều ngừng lại ai có thể nghĩ tới tiền lỗi cái này nguyên bản đoàn đội bên trong yếu nhất một cái vậy mà bằng vào sức một mình nắm nguyên ân huy huy cùng đường vũ cách đều cho áp chế cái này cũng thật sự là quá mức lật đổ ha 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 huy huy đừng chạy nha ca ca thương ngươi tiền lỗi đắc ý cười ha ha thân ở tại cùng kim mập mạp hợp thể trạng thái phía dưới hắn thể hiện ra vô cùng cường hãn tốc độ lực lượng một đôi bàn tay khổng lồ kéo ra trong lòng bàn tay lông tóc đều biến thành màu vàng kim kim thép tồn tại màu vàng kim lợi chảo bán ra thậm chí nhìn qua so ám kim khủng chảo hùng đều càng thêm đáng sợ dù sao ám kim khủng chảo hùng bản thân liền là lại nhất định bỉ mông cự thú huyết mạch truyền thừa có thể cùng chân chính bỉ mông vương giả hoàng kim bỉ mông so sánh đã có thể yếu đi lam hiên vũ hai mắt híp lại đột nhiên nói ra ta làm phản rồi vũ cách ta tới giúp người vừa nói hắn thu hồi quấn quanh ngân văn lam ngân thảo thân hình bán ra mà ra thẳng đến đường vũ cách phương hướng mà đi đây là rèn luyện hắn muốn thử một chút tiền lỗi này triệu hoán mà đến bỉ mông cự thú đến tột cùng mạnh bao nhiêu lão đại không mang theo người dạng này à tiền lỗi lập tức có chút gấp tại ý niệm của hắn khống chế dưới lập tức phân ra một đầu bỉ mông cự thú nghênh hướng lam hiên vũ lam hiên vũ hai mắt híp lại chỗ ngực màu sắc rực rỡ hào quang lấp lánh tay phải ánh sáng màu lam lóe lên trực tiếp liền tiến vào long thần biến trạng thái phóng xuất ra chính mình thiên thánh liệt uyên kích toàn thân lân phiến trong nháy mắt hóa thành thất thải quang mang cùng trước kia khác biệt chính là lúc này long thần biến khiến cho hắn càng thêm khắc sâu cảm nhận được lực lượng cảm giác càng quan trọng hơn là cùng chung quanh toàn bộ hoàn cảnh dung nhập ở trong nháy mắt này hắn có thể rõ ràng cảm nhận được chung quanh hết thảy thuộc tính đủ loại nguyên tố phân bộ mà này tất cả nguyên tố tất cả đều hướng phía phương hướng của hắn dâng trào tới thông qua long thần lân phiến chui vào trong cơ thể hắn trở thành hắn lực lượng một bộ phận liền liền đường vũ cách đều hứng chịu tới ảnh hưởng Đại ngũ hành thần quang rõ ràng, bởi vì Long thần biến tồn tại mà ảm đạm mấy phần. Sở dĩ vừa lên tới liền dùng Thiên Thánh Liệt Uyên Kích, là bởi vì Lam Hiền Vũ chính mình rất có tự mình hiểu lấy, liền đường vũ cách Đại ngũ hành thần quang đều không đả thương được những bỉ mông cự thú đó. Có thể sát thương bỉ mông cự thú, chỉ sợ cũng chỉ có chính mình Thiên Thánh Liệt Uyên Kích. Trong tay Thiên Thánh Liệt Uyên Kích chạm ra, dưới chân Bộ Pháp Linh Hoạt Biến Hóa. Bỉ mông cự thú phương thức chiến đấu thiên sinh liền là cực kỳ cường hãn. Căn bản không biết cái gì là né tránh, cứng cáp móng vuốt trực tiếp đập lên Thiên Thánh Liệt Uyên kích. Lam Hiên Vũ lập tức cảm giác được một cỗ đại lực truyền đến, toàn thân Long Thần Lân phiến lập tức sáng lên sáng chói quang thải, hắn mượn lực trở ra, đồng thời trong tay đại kích do chạm biến thành huy động, tại bỉ mông cự thú trên cánh tay lưu lại một đạo vết thương, máu tươi lập tức dâng trào mà ra. Thế nhưng, tiếp theo một cái chớp mắt Lam Hiên Vũ liền run sợ phát hiện, này bỉ mông cự thú biến thụ thương bỉ mông cự thú hai mắt trong nháy mắt liền đỏ lên liền liền toàn thân lông tóc đều tàn mát ra một cỗ tràn ngập huyết khí màu đỏ bạo hống một tiếng thẳng đến lam hiên vũ đánh tới tình huống như thế nào thụ thương càng mạnh một cỗ nghẹt thở lực áp bách đập vào mặt mà tới nhưng tại lúc này lam hiên vũ cũng hiện ra hắn những ngày này đến từ thân tăng lên trên thân long thần lân phiến đột nhiên biến thành màu xanh khiến cho hắn tựa như một hồi thanh phong chẳng qua là đối diện bỉ mông cự thú trên thân toát ra khí tức phảng phất liền đem hắn thổi bay như vậy thân hình trong nháy mắt hướng về sau bay ngược mà ra lập tức làm cho đối phương vồ hụt tay trái hướng mặt đất bên trên vỗ nhẹ lập tức một mảnh mặt băng xuất hiện tại bỉ mông cự thú phía trước cái kia bỉ mông cự thú đúng là cường hãn nhưng ở chi tiết phương diện liền không có như vậy chú trọng dưới chân trượt đi lập tức mất khống chế ngã nhào mà ra làm hiên vũ thân hình lấp lánh đến sau lưng nó trong tay thiên thánh liệt uyên kích bình đập mà ra, trực tiếp đánh vào cái kia bỉ mông cự thú cái ót phía trên, lập tức đưa nó đập ngã xuống đất. Nhưng bỉ mông cự thú thân thể đúng là quá cường hãn, lăn mình một cái liền nhảy dựng lên, lần nữa phản công Lam Hiên Vũ. Thông qua này hai lần giao thủ Lam Hiên Vũ liền có thể cảm giác được, nếu như chính mình thật muốn sát thương này bỉ mông cự thú, tại long thần biến thêm thiên thánh liệt uyên kích tác dụng dưới còn có thể làm được thiên thánh liệt uyên kích bỏ qua phòng ngự đặc tính đối bỉ mông cự thú khắc chế khá lớn thế nhưng lúc trước hắn vạch phá bỉ mông cự thú cánh tay thời điểm cũng cảm thấy trở ngại mặc dù vẫn như cũ là bỏ qua phòng ngự nhưng đối tự thân hồn lực tiêu hao rõ ràng tăng lớn còn muốn vượt qua phách trảm kim loại có thể nghĩ này bỉ mông cự thú lực phòng ngự mạnh bao nhiêu ngay lúc này tam đầu bỉ mông cự thú thân hình đột nhiên đều trở nên hư hóa một thoáng tiếp theo một cái chớp mắt hóa thành ba đạo quang mang xông vào cái kia ba phiến triệu hoán chi môn biến mất không thấy triệu hoán chi môn cũng theo đó khép kín một bên khác tiền lỗi còn đang truy đuổi nguyên ân huy huy nguyên ân huy huy cũng hết sức phiền muộn hắn tiễn căn bản là không phá được tiền lỗi phòng ngự nếu như làm mạnh hơn biến dị thành tinh linh vương cung lại cần thời gian này loại truy đuổi phía dưới mặc dù cũng có thể miễn cưỡng làm đến lại có chút bận tâm thật là bị thương hắn cho nên bị tiền lỗi truy quả thực là có chút bất đắc dĩ đường vũ cách mất đi đối thủ cũng tự nhiên ngừng lại nhìn về phía lam hiên vũ trong đôi mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ theo chiến đấu bắt đầu đến bây giờ cái kia tam đầu bì mông cự thú bị triệu hoán đi ra không sai biệt lắm 10 phút đồng hồ dáng vẻ đúng là áp chế nàng không có biện pháp phải biết đây là tại tiền lỗi tự thân không có công kích tình huống của nàng xuống nói cách khác một đối một tiền lỗi tăng thêm chính mình triệu hoán đã có cùng nàng chống lại khả năng dĩ nhiên đường vũ cách lúc trước còn không có tận toàn lực có thể là tiền lỗi tăng lên biên độ vẫn như cũ là cực kỳ đáng sợ hắn còn có đệ nhị hồn kỹ không có triệu hoán đây đệ nhị hồn kỹ là phục khắc có phải hay không còn có thể lại triệu hồi ra một đầu vì mông cự thú có kim mập mạp về sau tiền mập mạp thật chính là thoát thai hoán cốt tăng lên à hư tiền mập mạp ngươi đừng hung hăng càn quấy xem ta nguyên ân huy huy có chút tức giận hô cùng lúc đó sau lưng của hắn một hai cánh đột nhiên biến thành màu sắc rực rỡ sau đó từ trên người hắn đi ra ngoài tựa như một con bướm bay lên Màu sắc rực rỡ hai cánh nhịp động, có thể thấy, tại hai cánh ở giữa tựa hồ là có một cái tiểu thiên sứ bé gái, nhẹ nhàng vỗ cánh bay vào trên không. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai cánh hướng vào phía trong bao bọc, cuốn lấy nàng thân thể nho nhỏ, bạch quang lấp lánh, vô số điểm sáng màu trắng hướng ra phía ngoài nở rộ, đúng là biến thành cái kia thiên tại phục dụng thiên tử quà về sau xuất hiện bạch sắc quang cầu. Nguyên Ân huy huy lần nữa bắn ra một tiếng trôi nổi ở phía trên đỉnh đầu hắn bạch sắc quang cầu lập tức bắn ra một vệt màu trắng điện quang phụ thuộc vào hắn mũi tên phía trên mũi tên tinh chuẩn bắn trúng tiền lỗi lập tức tiền lỗi trên thân bạch quang lóe lên lập tức bị bắn ngừng lại ngay sau đó nguyên ân huy huy một tiễn tiễn bắn ra trên không bạch sắc quang cầu cũng theo đó chia ra từng đạo màu trắng điện quang phụ thuộc mũi tên rơi vào tiền lỗi trên thân mỗi mổ tiễn đều để hắn dừng lại trong nháy mắt thân thể tựa như là động tác chậm máy móc mong muốn di chuyển có thể cũng không cách nào lại vọt tới trước mỗi một tiễn đều để hắn có chỗ dừng lại nhưng nay mũi tên cũng chỉ là miễn cưỡng tại hắn bộ lông màu vàng óng bên trên lưu lại một chút dấu vết lại cũng không có thể thật tổn thương đến tiền lỗi đó là tinh linh long huy huy trước đó nói qua tinh linh long sao làm hiền vũ một thoáng liền đoán được nguyên ân huy huy trên đỉnh đầu trôi nổi quả cầu ánh sáng là cái gì tinh linh long lại là dáng vẻ hình người cũng là để cho tinh linh long hắn nguyên bản còn tưởng rằng đó là vật cưỡi đây lại không nghĩ rằng lại là này loại bộ dáng. Có chút ý tứ. Cái kia bạch quang là không thuộc tính, bất luận cái gì thuộc tính kèm theo tại trên đó đều sẽ bị phóng to. Đường vũ cách tại Lam Hiên Vũ bên người nói ra, nàng cũng không có tiến lên hỗ trợ ý tứ. Lam Hiên Vũ khẽ vuốt cầm, tinh linh này long tựa hổ tựa như là nguyên ân huy huy mái khoách đại, mà lại, tại long thần biến trạng thái dưới, hắn đối nguyên tố cảm giác là hết sức bén nhạy, có thể rõ ràng cảm nhận được tiền lỗi lúc này biến hóa trên người những cái kia mũi tên tăng cường về sau rơi ở trên người hắn đủ loại thuộc tính công kích trên người hắn lông tóc vậy mà lại sinh ra một loại kỳ dị tách rời tác dụng đem những này thuộc tính năng lượng thông qua tự thân bộ lông màu vàng óng một lần nữa truyền đến trên không mà sẽ không tổn thương đến hắn mà tại đây cái truyền quá trình bên trong thân thể của hắn mới có thể sinh ra dừng lại xuất hiện lúc này này có chút một màn kỳ dị quả nhiên là không rèn luyện không biết à liền vừa mới như thế một lát sau mọi người các hiền khả năng rõ ràng cùng trước kia đều có tương đối lớn biến hóa. Cá thể thực lực tiến bộ đều rất lớn, nhất là nguyên bản yếu nhất tiền lỗi, hiện tại cũng có một mình đảm đương một phía năng lực. Huy huy, để cho ta tới thử một chút, lưu phong thanh âm vang lên, ngay sau đó, một đạo màu bạc bóng mở tựa như tiền lỗi phương hướng bao phủ mà đi. Một đạo ánh bạc quyền tựa như tia chớp xuất hiện tại tiền lỗi sau lưng, ánh bạc sát qua, trên không trung lưu lại một đạo nhàn nhạt màu đen dấu vết, mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng lại rõ ràng là đem không gian xé mở một đạo nhỏ xíu khe hở lập tức tiền lỗi sau lưng bộ lông màu vàng óng dập dờn chung quanh nguyên tố gợn sóng đột nhiên trở nên kỳ dị dâng lên cái kia nứt ra khe hở thế mà bị bổ khuyết lên cũng tự nhiên là không có thể gây tổn thương cho hại đến tiền lỗi nhưng tiếp theo một cái chớp mắt cái kia ánh bạc tựa như ngân long cuộn tất cả lên tiền lỗi như vậy to con thân thể thế mà bị ứng tiếng bốc lên thân trên không trung ánh bạc lần nữa bao phủ hai lần đem tiền lỗi bốc lên ngay sau đó ánh bạc lại thoáng hiện đến phía trên hưng phía dưới đánh xuống đem tiền lỗi thân thể từ không trung đập xuống trực tiếp nện rơi đến trên mặt đất tiền lỗi bởi vì vì lúc trước chống cự nguyên ân huy huy đến mức tự thân tinh lực quan tâm cũng ở chỗ này bị đột nhiên công kích lập tức té thất điên bát đảo mà cái kia ánh bạc nhưng không có muốn ý bỏ qua cho hắn tựa như mũi nhọn theo thiên nhi hàng dẫm đạp tại tiền lỗi trên thân một đạo ánh bạc phản xung mà lên đúng là lại đem hắn đưa vào trên không ngay sau đó cái kia ánh bạc tại giữa không trung không ngừng lấp lánh căn bản thấy không rõ bộ dáng lại là lần lượt đem hoàng kim bỉ mông đưa vào trên không hoặc là đánh tới hướng mặt đất liền là mấy lần thời gian hô hấp đã mấy chục lần công kích bán chúng cường hãn hoàng kim bỉ mông tại khống chế phía dưới lại là không hề có lực hoàn thủ thế nhưng cái kia ánh bạc rõ ràng cũng không tổn thương được tiền lỗi thân thể tiền lỗi chỉ dùng một cái phương thức đơn giản nhất tới đối mặt hai tay ôm đầu toàn thân cuộn mình tùy ý cái kia ánh bạc công kích trọn vẹn mười mấy giây về sau thân thể của hắn ầm ầm rơi xuống đất lưu phong cũng là thoáng hiện đến một bên khác cười ha ha một tiếng đã ghiền đã ghiền hắn dĩ nhiên cũng sẽ không dùng chính mình công kích mạnh nhất đi công kích tiền lỗi để tránh thật làm bị thương hắn nhưng này một chuỗi để cho người ta hoa cả mắt liên tục khống chế vẫn là xem những người khác không khỏi trong mắt dị sắc liên tục lưu phong cũng thay đổi mạnh rất nhiều tốc độ của hắn đã gần như đến thuấn di trình độ hoặc là nói bản thân hắn liền ủng có nhất định thuấn di năng lực đối thủ tính không gian trưởng khống nhưng lực công kích của hắn cũng theo đó tăng lên dữ dội không thể nghi ngờ đây đều là kinh cước long mang cho hắn hắn này còn không có triệu hồi ra kinh cước long phụ trợ chính mình chiến đấu bằng không mà nói khẳng định sẽ càng mạnh Tiệt lỗi thân thể trên mặt đất lăn một vòng liền đứng lên hừ một tiếng nói tới nha tiếp tục a à, xem ai hao tổn qua được người nào lưu phong nhếch miệng đắc ý cái gì đừng tưởng rằng phòng ngự của ngươi liền khó giải bất luận cái gì phòng ngự đều là có cực hạn tiền lỗi cười hắc hắc ngược lại ngươi không phá được ta phòng vậy cũng không nhất định lưu phong trong mắt ánh bạc chớp liên tục đi qua vừa mới giao thủ mấy người đều biểu hiện ra khác biệt năng lực đúng là cực kỳ cường hãn trong lúc nhất thời mọi người cũng không nhịn được đều tùy theo hưng phấn lên cùng lúc trước vượt cấp khiêu chiến lúc so sánh bọn hắn không thể nghi ngờ lại trưởng thành rất nhiều mộng cầm mộng cầm người gần nhất có cái gì tăng lên à? Người không phải cũng có hồn linh sao? Tiền lỗi, mang theo vài phần khoe khoang giống như hướng lúc trước cũng chưa từng ra tay Lam Mộng cầm hỏi. Lam Mộng cầm liếc mắt nhìn hắn, xuôi hai tay tại trước người mình. Một đạo bích quang lóe lên, Ngọc Hoàng cầm lập tức xuất hiện tại nàng trên hai tay. Nàng như trước vẫn là tứ hoàn, cũng không có đột phá đến ngũ hoàn cảnh giới. Thế nhưng, nàng Ngọc Hoàng cầm lại biến, biến thành màu xanh biếc. Tay phải lại dây đàn bên trên phất qua, từng vòng từng vòng bích quang dập dờn mà ra, nồng đậm sinh mệnh khí tức lập tức uyển như như trăm sông đổ về một biển theo bốn phương tám hướng tụ đến học viện sử lai khắc vốn chính là sinh mệnh năng lượng cực kỳ sư thừa địa phương lúc này ở nàng tụ tập phía dưới toàn bộ sân bãi đều biến thành nhàn nhạt, nhạt màu xanh lá mỗi người cũng có thể cảm giác được cái kia sinh mệnh năng lượng chui vào trong cơ thể mình cấp tốc đền bù lấy lúc trước tiêu hao làm hiền vũ cảm giác rõ ràng nhất hắn long thần biến đối tự thân tiêu hao là cực lớn sử dụng một lần liền cần đi hải thần hồ tu luyện hấp thu sinh mệnh năng lượng đến bổ sung, sau đó mới có thể lần nữa sử dụng. Lúc trước hắn mặc dù sử dụng thời gian ngắn, cũng không có quá lớn tiêu hao, lại thêm huyết mạch chi lực so trước kia tăng lên, có thể sinh mệnh năng lượng vẫn là hạ thấp không ít. Lúc này ở này ánh sáng màu xanh bích tràn vào phía dưới, vậy mà như là ngâm tại hải thần hồ trong nước tu luyện, khôi phục cực nhanh, hắn hoàn toàn có khả năng khẳng định, nếu như là ở trong môi trường này sử dụng long thần biến, chính mình có thể kiên trì thời gian nhất định sẽ dài hơn nguyên bản lam mộng cầm có thể là không có trị liệu năng lực không hề nghi ngờ năng lực này đến từ phỉ thúy thiên nga bích cơ cho dù là còn không có thực sự trở thành lam mộng cầm hồn linh không có chân chính cùng nàng hòa làm một thể phỉ thúy thiên nga vậy mà liền đã để ngọc hoàng cầm cơ bản năng lực phụ thêm có hiệu quả trị liệu tương lai dung hợp về sau mang tới chân chính hồn kỹ còn không biết phải cường đại tới trình độ nào về sau chúng ta liền có phụ trợ hồn sư chính ta không phải nhưng bích cơ tiền bối là Lam Mộng cầm lạnh nhạt nói ra. Đáng tin cậy, tiền lỗi hưng phấn nhảy lên. Lam Hiên Vũ nói, tiếp tục đi, chúng ta tiếp tục, đổi một thoáng đội ngũ. rèn luyện tiếp tục, chiến đấu tiếp tục, bọn hắn vô cùng cần thông qua loại phương thức này hiểu rõ lẫn nhau, tìm về ăn ý. Mà liền tại Lam Hiên Vũ cùng đồng bạn tiến hành rèn luyện thời điểm, học viện sử lai khác ngoại viện phòng làm việc của viện trường. Anh Lạc Hồng lại đang nhức đầu. Năm nhất thi cuối kỳ làm sao làm? làm Hiên Vũ bọn hắn cái kia tiểu đoàn đội có phải hay không hẳn là đơn lấy ra tiến hành khảo thí Chúng ta xử lai khắc thi cuối kỳ bản thân liền là đối các học viên một lần tốt nhất tôi luyện Tiếu Khải, người có đề nghị gì sao? Anh là không hướng Tiếu Khải hỏi Ta không có Nghe ngài, Tiếu Khải trả lời rất đơn giản Hắn đúng là không có có đề nghị gì Bởi vì hắn cũng không biết nên làm sao sát hạch Lam Hiên Vũ bọn hắn mới tốt Lần này năm nhất, cùng giới trước khác biệt à nương theo lấy càng ngày càng nhiều học sinh cùng những cái kia theo tinh linh tinh mang tới hồn linh dung hợp năm nhất này đệ nhị học kỳ mọi người thực lực tổng hợp đều tăng lên một bậc thang theo lam hiên vũ nơi đó cầm tới vay mượn nhất tự đấu khải kim loại học sinh có đã bắt đầu chế tác nhất tự đấu khải nhất là lam hiên vũ bọn hắn cái này tiểu đội nên làm sao thi cuối kỳ thì càng là vấn đề trong bọn họ có đã từng năm thứ ba đệ nhất nhân đường vũ cách hiện tại hồn linh dung hợp không nói còn ăn thiên tử quả tăng lên huyết mạch thậm chí liền phỉ thúy thiên nga thâm nguyên ma long hung thú như vậy cấp cường giả đều lựa chọn bọn hắn làm hồn linh không hề nghi ngờ thế hệ này mấy tiểu tử kia đều có được trời ưu ái ưu thế lam hiên vũ bọn hắn cái kia tiểu đội 7 người tương lai tiến nội viện là tất nhiên nhưng bọn hắn bây giờ còn tại ngoại viện lại hẳn là làm sao đối bọn hắn tiến hành sát hạch đâu như thường sát hạch đi không được cái tác dụng gì nhưng phải dùng loại kia tương đối có áp lực sát hạch lại lo lắng quá nguy hiểm có thể hay không sinh ra tổn thương cho nên Tiếu Khải thực sự là nghĩ không ra biện pháp gì, tại nội tâm của hắn bên trong, là hy vọng có thể bảo thủ một điểm, cho dù là nhường những hài tử này tương đối dễ dàng quá quan, cũng không cần quá đốt cháy giai đoạn, cho bọn hắn nhiều thời gian hơn tiến hành trưởng thành. Anh Lạc Hồng nói, lão sư đã đã nói với ta, đối với những hài tử này, mặc dù không thể đốt cháy giai đoạn, nhưng nhất định phải cho bọn hắn càng nhiều tôi luyện, nhất là tâm linh phương diện tôi luyện, muốn để bọn hắn càng thêm thiện ác rõ ràng, thực lực tuy trọng yếu, nhưng tâm linh bồi dưỡng lại càng trọng yếu hơn bọn hắn nhập học một năm qua này thực lực tăng lên cực lớn tâm tính một cách tự nhiên cũng dễ dàng xuất hiện một chút biến hóa hẳn là cho bọn hắn một chút áp lực đồng thời tốt nhất là cũng cho bọn hắn một chút ngăn trở nhường tâm tình của bọn hắn một lần nữa trở nên bình thản xuống ta tán thành cho bọn hắn một chút ngăn trở ta cho rằng là có cần phải bằng không thực lực tăng lên nhanh nội tâm theo không kịp dễ dàng nhất bành trướng mà quá độ bành trướng tương lai tại lúc thi hành nhiệm vụ liền sẽ hết sức phiền toái nhất định phải từ nhỏ đã để bọn hắn thời khắc hiểu rõ chính mình khoảng cách chân chính mạnh mẽ còn kém rất xa nói chuyện chính là đường chấn hoa hắn trở thành năm nhất vị thứ hai chủ nhiệm lớp tự nhiên cũng có tư cách tại đây bên trong cùng anh lạc hồng thảo luận thi cuối kỳ sự tình anh lạc hồng liếc mắt nhìn hắn nói vậy ngươi có đề nghị gì đường chấn hoa nhún vai ta không có kiến nghị gì nghe ngươi trực tiếp đi chấp hành nhiệm vụ ta cảm thấy là không thích hợp bọn hắn còn quá nhỏ còn không có đấu khải cho dễ xảy ra nguy hiểm hắn phương thức của hắn người suy nghĩ một chút chứ anh là không cả giận nói các người một cái hai cái đều không có ý tưởng gì vậy còn thảo luận cái gì đường chấn hoa người nhất định phải đưa ra hợp lý hóa kiến nghị bằng không thì ta rút lui người chủ gánh này mặc cho bạn đang xem trung cực đấu la được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com set phim viết liền không giấu nhé Đường Trấn Hoa có chút bất đắc dĩ nói, người này có tính không trả đũa. Anh Lạc Hồng lạnh lùng nhìn xem hắn, nói, người nói xem. Không tính, đường Trấn Hoa tự vệ ý thức vẫn là rất mạnh, dĩ nhiên không tính. Cái kia muốn cho ta nói để nghị lời, ta cảm thấy không bằng đi đường môn bên kia hỏi một chút. Đường môn bên kia không phải cũng thường xuyên, sẽ có một ít nhiệm vụ sao, bình thường một chút. Nói không chừng lại thích hợp nhiệm vụ có thể làm thi cuối kỳ nội dung. Nghe hắn, Tiếu Khải Nhãn tỉnh sáng lên, có đạo lý đường môn bên kia nói không chừng liền có địa phương tốt thức ta tán thành tốt cái kia tiếu lão sư liền phiền toái ngài đi một chuyến tìm xem có cái gì thích hợp những hài tử này đi lịch luyện nếu như có ta tự mình đi cùng đường môn bên kia trao đổi anh lạc hồng quyết định thật nhanh đem cái này nhức đầu vấn đề giao cho tiếu khải tốt ta hiện tại liền đi tiếu khải vội vàng đứng người lên quay người liền đi ra ngoài tiếp tục cùng hai cái vị này thảo luận hắn cảm thấy áp lực thật sự là có chút lớn nhất là anh lạc hồng nhìn xem đường trấn hoa ánh mắt hắn thật sợ mình bị tai bay vạ gió à tiểu hồng ngươi xem một chút ngươi để người ta tiếu lão sư dọa đến ngươi liền không thể đối ta nhẹ nhàng một chút sao ngươi nhìn ta mấy năm này nhiều đàng hoàng đối ngươi cũng là nói gì nghe nấy đường trấn hoa cười ha hả nói sẽ mở xong đường lão sư ngươi có khả năng đi ra anh lạc hồng thản nhiên nói tiểu hồng ra ngoài được rồi đường trấn hoa bất đắc dĩ đứng người lên lớp ngày mai trình, xem ra hẳn là cho những tiểu tử này thêm điểm liệu. Hai ngày sau, hôm nay tuyên bố một thoáng thi cuối kỳ phương thức, trừ Lam Hiên Vũ, Bạch Tú Tú, Lam Mộng Cầm, Tiền Lỗi, Lưu Phong, Đường Vũ Cách, Nguyên Ân Huy Huy bên ngoài, những người khác sát hạch đem tại trong học viện tiến hành, các người đem dùng lớp hình thức khiêu chiến năm thứ hai, tiến hành một trận đấu vòng loại, hai bên mỗi lần ra sân một người, đơn đấu chiến, người thắng có khả năng tiếp tục trận tiếp theo, kẻ thất bại đào thải mãi đến có một lớp toàn bộ đào thải mới thôi. Cái gì đồ vật, hai cái lớp giao đấu, đấu vòng loại. Nhưng vì cái gì không tính Lam Hiên Vũ bọn hắn bảy cái, đây chính là trong lớp mạnh nhất à, thiếu đi bảy người, năm nhất chỉ còn lại 26 người, giao đấu năm thứ hai có thể là 30 người, mà lại năm thứ hai có thể là có đấu khải. Lão sư, cái kia năm thứ hai có thể hay không xuyên đấu khải, đình chắc hàm lập tức nhắc tay hỏi. Có thể xuyên, người ta có đấu khải, các ngươi không phải cũng có theo tinh linh tinh mang về hồn linh sao cũng không có ăn bao nhiêu thua thiệt lớp chúng ta thắng tập thể hợp cách thua chính các ngươi ngẫm lại đi năm thứ hai nếu như thua bọn hắn sẽ thảm hại hơn hạ cái năm học sẽ tiến vào ma quỷ chương trình học cho nên các ngươi phải đối mặt là sẽ liều mạng năm thứ hai tranh tài chiến đấu sẽ là như thường chiến đấu mà không phải tại khoang thuyền mô phỏng bên trong ba ngày sau tiến hành này có thể thắng sao thật rất khó nói Mặc dù năm nhất rất nhiều học sinh đã dung hợp hồn linh, có nhất định chất biến, có thể là năm thứ hai dù sao, cũng là năm thứ hai, nhiều một năm tu luyện không nói, mấu chốt là năm thứ hai tốt nghiệp bản thân liền yêu cầu có nhất tự đấu khải. Đơn thuần theo tu vi đi lên nói, bởi vì muốn chế tác đấu khải, năm thứ hai không thể so với năm nhất mạnh quá nhiều. Năm nhất còn có rất nhiều người dung hợp chân chính vạn năm hồn linh, nói không chừng không thiệt thòi, nhưng nhân số so với đối phương ít a à, còn có chính là người ta có nhất tự đấu khải a à? đấu khải phòng ngự cùng tăng phúc hiệu quả vẫn là tương đối lớn cái này không dễ dàng đối phó hai mặt nhìn nhau phía dưới tất cả mọi người tầm mắt không hẹn mà cùng rơi vào lam hiên vũ trên thân thân là lớp trưởng chỉ huy của hắn cùng chủ hoạch là vô cùng trọng yếu nghe tiếu khải nói bọn hắn bảy cái không tại đây thi cuối kỳ liệt kê lam hiên vũ không có chút nào ngoài ý muốn này đã sớm tại hắn trong dự liệu ai bảo thiên tử quả như vậy trói mắt đâu mà lại bọn hắn còn đã từng vượt cấp khiêu chiến liên chiến thắng liên tiếp. Lam Hiên Vũ đứng người lên, nói, mọi người không muốn có cảm xúc, học viện an bài chúng ta thi cuối kỳ cùng năm thứ hai giao đấu, mà lại chúng ta còn thiếu người tình huống dưới, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa học viện đối với chúng ta tán thành, cho là chúng ta so năm thứ hai càng mạnh, đây là chúng ta hẳn là cảm thấy kiêu ngạo, chúng ta bảy cái mặc dù không dự thi, nhưng ta tin tưởng, ta ban nhất định có thể thắng, lúc ta không có ở đây, bằng thiên lương chủ trì chiến đấu đi hắn cũng đã đột phá ngũ hoàn đồng thời dung hợp từ điện hùng hồn linh luận cá thể sức chiến đấu so với ta mạnh hơn chắc hàm phụ trợ hắn ta kiến nghị lão băng đến lúc đó thứ một cái ra trận có thể thắng mấy cái liền thắng mấy cái ta xế chiều hôm nay đi cho mọi người mua năm viên sinh sinh bất tức quả đây là cá nhân ta tài trợ cho ta ban cho đã dung hợp vạn năm hồn linh các huynh đệ dùng dạng này các ngươi phải trả không thắng được đã có thể mất mặt à tiếu khải khoái miệng giật một cái năm mai sinh sinh bất tức quả Nói rất hay dễ dàng nhỉ, yeah. cái đồ chơi này có thể không rẻ à. Sinh sinh bất tức quả tại, hồn sư bay liên tục sức chiến đấu ít nhất tăng cường gấp đôi, mà lại, một viên sinh sinh bất tức quả lại không là một người tại sau khi chiến đấu liền có thể hấp thu xong. Này có tính không gian lận, dĩ nhiên không tính, một viên tử cấp huy chương một cái, các ngươi năm thứ hai cũng mua à các ngươi mua được sao? Báo cáo học viện sao? Tập thể vinh dự cảm giác muốn hay không rồi. Tiếu Khải đứng người lên, thản nhiên nói: ta cái gì đều không nghe thấy lam hiên vũ ngươi giao phó xong về sau tới văn phòng tìm ta nói xong hắn liền đi ra ngoài hắn năm nhất nhất định phải chiến thắng năm thứ hai đi ra giảng đường cái kia một cái chớp mắt tiếu khải đột nhiên cảm thấy trong lớp mình có một cái dầu nứt đố đổ vách lớp trường thật sự là một chuyện tốt đẹp tình a à. lam hiên vũ đương nhiên là dầu nứt đố đổ vách bởi vì hắn cho các bạn học miễn hơi thở vay mượn cung cấp nhất tự đấu khải cần thiết kim loại hiếm học viện còn chuyên môn cho hắn đến đỡ không nhiều Năm mai tử cấp huy chương, điều kiện tiên quyết là, hắn muốn thật cho năm nhất mỗi người đều cung cấp một bộ thiên rèn nhất phẩm kim loại hiếm. Số tiền này hiện tại đã cho, có thể lần này thi cuối kỳ bên trên, làm hiền vũ xuất ra năm mai sinh sinh bất tức quả, thì tương đương với là chính mình căn bản không muốn khoản này đến đỡ, có đức độ à. Đương nhiên, làm hiền vũ trong âm thầm thông qua thiên rèn nhất phẩm rèn đúc xoay chuyển bao nhiêu tiền, tiếu khải là không biết, bởi vì không có người biết rõ hiện tại lam hiên vũ thiên rèn nhất phẩm xác suất thành công đã cao tới 70%. đúng vậy lúc trước hướng tinh linh tinh trước đó 10% mấy tăng lên tới 70%. nếu như không phải là bởi vì hắn tuyệt đại đa số thời gian đều muốn dùng để chế thiên rèn nhất phẩm hắn đều muốn nếm thử linh rèn đoán tạo tiếu khải đi lam hiên vũ nói cái khác ta cũng không có gì có thể nói nhiều tin tưởng thực lực của chính mình đây đối với lớp chúng ta tới nói cũng là một cái tôi luyện cơ hội cũng là mọi người vất vả tu luyện một năm kiểm nghiệm thực lực bản thân cơ hội tốt kỳ thật các người hẳn là ngẫm lại chính là chúng ta bảy cái bị học viện lấy đi mặt khác tham gia thi cuối kỳ khẳng định so với các người thảm nói đến đây làm hiền vũ đều không nhịn được cười khổ lên hắn dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ đến đến học viện để bọn hắn bảy cái đơn độc tiến hành thi cuối kỳ dĩ nhiên là đối bọn hắn coi trọng nhưng tương tự cũng tất nhiên là muốn để bọn hắn đối mặt càng thêm gian nan khảo thí đối với cái này hắn cũng là không có ý kiến gì chẳng qua là hy vọng đừng đi những tinh cầu khác mới tốt hắn gần nhất rèn đúc đang đã ghiền đâu một cái là xác suất thành công trở nên so trước kia cao càng quan trọng hơn là hiện tại thiên rèn nhất phẩm tương đương với trực tiếp đổi tiền à này một nhóm thu cắt bỏ không là bang các bạn học xuống tới hẳn là quả thực là có thể kiếm lấy không ít huy chương tích lũy lấy hắn tại ngoại viện học tập thời gian đoán chừng đều không cần cân nhắc kiếm lấy huy chương vấn đề lại đơn giản cùng băng thiên lương bọn hắn kể một chút giao đấu năm thứ hai phương thức phương pháp làm hiền vũ lúc này mới mang theo sáu vị đồng bạn ra giảng đường đi tới tiếu khải văn phòng tiếu khải cũng sớm đã chờ trong phòng làm việc nghe được tiếng đập cửa nhường bảy người tiến đến tiếu lão sư chúng ta sát hạch sẽ không quá khó à làm hiền vũ có chút cười khổ hỏi tiếu khải liếc mắt nhìn hắn nói người hẳn phải biết vấn đề này thuộc về hỏi cũng hỏi không không khó tại sao phải đem các người độc lập ra tới làm hiền vũ cười hắc hắc nói cũng có thể là bởi vì chúng ta quá mạnh chắc chắn có thể chiến thắng năm thứ hai a à. người suy nghĩ nhiều quá bớt nói nhảm các ngươi năm nay thi cuối kỳ sẽ khá đặc thù các ngươi đem đi theo người của đường môn đi chấp hành một hạng nhiệm vụ cụ thể nhiệm vụ là cái gì ta cũng không rõ ràng nhưng căn cứ ta theo viên trưởng nơi đó lấy được tin tức xem lần này thi cuối kỳ đối với các người tới nói chủ yếu là một lần trải qua người của đường môn mới là chấp hành nhiệm vụ chủ lực mà các người thì là làm phụ trợ cũng là quan sát ở đây làm được quá trình bên trong các người đệ nhất muốn phục tùng đường môn các tiền bối mệnh lệnh thứ hai là muốn nhiều nghe nhìn nhiều nhiều học tập theo đường môn các tiền bối trên thân nhất định có thể học được rất nhiều việc rõ chưa nghe tiếu khải làm hiên vũ không khỏi có chút sững sờ chỉ đơn giản như vậy hắn làm sao đều cảm thấy học viện tựa hồ không nên dễ dàng như vậy buông tham mình bày người a à? có thể là nhiệm vụ đều không phải là bọn hắn chủ yếu chấp hành này nghe thật sự là độ khó không lớn a à? đường môn điều động đi chấp hành nhiệm vụ người khẳng định là có hoàn thành nhiệm vụ năng lực dưới loại tình huống này vô luận bọn hắn phụ trợ có được hay không đều sẽ không ảnh hưởng nhiệm vụ hoàn thành đây chẳng phải là rất đơn giản sao lão sư vậy chúng ta thi cuối kỳ thành tích như thế nào đánh giá làm hiền vũ đột nhiên truy vấn tiếu khải thản nhiên nói do đường môn lĩnh đội tới đánh giá cho các ngươi công bằng đánh giá ồ vậy chúng ta lúc nào xuất phát nha làm hiền vũ hỏi lại ngày mai làm hiền vũ bảy người đều là không còn gì để nói cái này cũng quá khẩn trương đi hôm nay thông chi ngày mai xuất phát không hề nghi ngờ này lại chính là một lần ngoài tinh cầu thi cuối kỳ tuyệt sẽ không là tại thành sử lai khác cũng không phải tại hành tinh mẹ bên trên tiếu khải đứng người lên đi vào lam hiên vũ trước mặt trầm giọng nói thân là lớp trường cũng là các ngươi cái này tiểu đội trưởng ngươi nhớ kỹ các ngươi lần này đi chấp hành chính là là đúng nghĩa nhiệm vụ mà không phải học viện chuyên môn cho các người thiết lập sát hạch hạng mục cái này mang ý nghĩa các người là thật sự có khả năng đối mặt nguy hiểm còn nhớ rõ ta đối với các người nói qua sao vô luận lúc nào cũng không cần hy vọng người khác chỉ có thể là theo dựa vào lực lượng của mình đường môn các tiền bối tuy sẽ rất chiếu cố các ngươi thế nhưng cũng không có nghĩa là các ngươi liền cái gì đều không cần làm càng không có nghĩa là các ngươi không có gặp nguy hiểm ta đối với ngươi điều yêu cầu thứ nhất chính là các ngươi bảy người nhất định phải đều cho ta hoàn hoàn trình trình trở về đúng ta hiểu được làm hiền vũ trịnh trọng gật đầu đường môn nhiệm vụ là cái gì hiện tại còn không biết nhưng học viện có thể chọn lựa tới cho bọn hán tiến hành thi cuối kỳ nghĩ đến cũng sẽ không quá dễ dàng đã như vậy đó còn là muốn làm đủ đầy đủ chuẩn bị mới được đi ra tiếu khải văn phòng bảy người đưa mắt nhìn nhau to con tiền lỗi hướng lam hiền vũ hỏi lão đại vậy chúng ta bây giờ muốn làm gì chuẩn bị sao lam hiền vũ suy nghĩ một chút nói ta đi làm công tác chuẩn bị đi các người đi về nghỉ trước ta thuận tiện đem đáp ứng cho mọi người mua sinh sinh bất tức quả nhanh mua cho bọn hắn đưa đi, cho chúng ta cũng mua chút vật tư. Tốt, lão đại, vậy ta đây mà huy chương cũng đều cho ngươi cùng một chỗ dùng đi, tiền lỗi rất hào phóng nói. Làm hiền vụ liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi giữ đi, ta còn đủ, nhiệm vụ lần này, ta sẽ làm sung túc chuẩn bị, đối huy chương tầm quan trọng, nương theo lấy hắn có thể thông qua rèn đúc kiếm lấy về sau, đã không có vừa tiến vào học viện lúc như vậy bức thiết, bỏ ra liền xài còn có khả năng kiếm lại nha thuận lợi hoàn thành thi cuối kỳ mới là trọng yếu nhất một đêm không có chuyện gì xảy ra vừa dạng sáng ngày thứ hai lam hiên vũ bảy người liền phân biệt tiếp đến hồn đạo thông tin thông chi tập hợp xuất phát không ai tiễn đưa năm nhất những học viên khác còn đang đi học một cỗ mang theo đường môn đánh dấu xe buýt đi vào trong học viện nối liền bọn hán bảy người Lạng yên không tiếng động lái ra học viện sử lai khắc thẳng đến thành sử lai khắc du hành vũ trụ trung tâm mà đi lam hiên vũ bảy người tất cả đều tay không ăn mặc học viện sử lai like khắc đồng phục nhìn ngoài cửa sổ không ngừng xẹt qua phong cảnh tất cả mọi người không khỏi có cảm giác hoảng hốt từ khi tinh linh tinh sau khi trở về mọi người toàn bộ tinh lực liền đều dùng tại trên việc tu luyện mỗi người đều hết sức nỗ lực đem hết toàn lực mỗi ngày thời gian mỗi một phút đều tại khắc khổ nỗ lực thậm chí cũng sớm đã quên đi thời gian bất trì bất giác này một cái học kỳ liền lại qua lúc này rời đi học viện hôm nay ít nhất là khẳng định không cần học tập cùng tu luyện nhưng tất cả mọi người có loại hoảng hốt cảm thụ, một thoáng trầm tĩnh lại, thật là có điểm không quen. Rất nhanh, hồn đạo xe buýt lái vào du hành vũ trụ trung tâm, đi qua đặc thù lối đi tiến vào, đi tới một cái to lớn sân bay phía trước, sau đó làm hiên vũ con người của bọn họ liền bắt đầu có rút lại. Đó là một chiếc lẳng lặng bỏ neo tại trên bãi đáp máy bay phi thuyền. Không, chuẩn xác mà nói, hẳn là một tàu chiến hạm. Mặc dù không có chân chính ngồi qua chiến hạm, nhưng nhiều năm như vậy học tập, lại thêm tại đấu la thế giới bên trong lịch luyện đối với chiến hạm cùng dân dụng phi thuyền bọn hắn vẫn là phân rõ ràng đó à chiếc chiến hạm này toàn thân trình làm màu bạc hình giọt nước toàn trường tầm chừng 40 thước thuộc về chiến hạm cỡ nhỏ không có quá nhiều phức tạp về ngoài hình giọt nước chiến hạm vỏ ngoài nhìn qua vô cùng xinh đẹp có điểm giống là cỡ lớn tinh tế chiến cơ nhưng bản thể muốn so chiến cơ tỷ lệ cứng cáp không ít trên chiến hạm không có biển số cũng không có đường môn đánh dấu làm hiên vũ học tập thời gian dài như vậy rèn đúc đối với kim loại hiểu rõ đã rất sâu sắc nhưng theo chiến hạm này vỏ ngoài kim loại bên trên xem hắn lại không nhận ra đây là cái gì kim loại vỏ kim loại bên trên tựa hồ có một tầng nước gợn sóng lưu quang đang nhấp nháy tựa như là phía trên có một tầng dòng nước đang không ngừng cọ rửa chiến hạm giống như không cần hỏi hắn cũng có thể đoán được đây cũng là một loại đặc thù hợp kim là chuyên môn chế tạo ra dùng trên chiến hạm chiến hạm lão đại là chiến hạm a tiền lỗi có chút phấn khởi nói với lam hiên vũ Lam Hiên Vũ hiện tại đã có chút hiểu rõ vì cái gì học viện để bọn hắn đi theo đường môn cùng đi chấp hành nhiệm vụ, đồng thời càng quan trọng hơn là trải qua lần này chấp hành nhiệm vụ quá trình mà không phải hoàn thành nhiệm vụ. Đầu tiên, ngồi chiến hạm, đối bọn hắn này chút ngoại viện năm nhất tới nói cũng đã là chuyện hết sức bất khả tư nghị, dưới tình huống bình thường, không có đầy đủ huấn luyện là căn bản không có khả năng được cho phép ngồi chiến hạm. Chiến hạm binh sĩ yêu cầu cực cao, cần ít nhất chuyên môn huấn luyện 6 năm trở lên, tính nhắm vào huấn luyện mà bọn hắn thậm chí đều còn chưa có tiếp xúc qua chiến hạm đối tinh tế chỉ huy hiểu nhiều nhất lam hiên vũ hiện tại cũng còn dừng lại tại vũ trụ chiến cơ cùng vũ trụ cơ giáp điều khiển học tập bên trong khoảng cách chân chính có tư cách trở thành trên chiến hạm một thành viên còn kém xa lắm không thể nghi ngờ lần này có thể ngồi chiến hạm đối bọn hắn tới nói bản thân liền là một lần vô cùng đặc thù trải qua đúng lúc này chiến hạm dưới bụng nước vận hào quang lấp lánh tựa như là hòa tan ra tới một cái thang cuốn chậm rãi hạ xuống từ bên trong đi ra một người tới. Đó là một tên thanh niên, nhìn qua 27, 28 tuổi, mặc trên người không có bất kỳ cái gì đánh dấu màu bạc chế phục, xài bước hướng đi bọn hắn, sau đó hướng phía bọn hắn vẫy vẫy tay. Lam Hiên vũ bảy người vội vàng đi ra phía trước, đưa bọn họ chạy tới hồn đạo xe buýt đã đi. Cái kia thanh niên đi vào bảy người trước mặt, nhìn một chút Lam Hiên vũ, nhìn lại một chút sáu người khác, mỉm cười, nói, các ngươi liền là tới từ học viện sử lai khắc ngoại viện nam nhất niên đệ đi. Lam Hiên Vũ nói: "Ngài khỏe chứ?" Ngoại viện Nam nhất Lam Hiên Vũ hướng ngài đưa tin. Sáu người khác cũng phân biệt báo lên tên của mình nam tử. Thanh niên mỉm cười nói: "Tự giới thiệu mình một chút, ta là Đường môn đấu la điện đặng bác, cũng chính là các người lần này lĩnh đội. Đầu tiên, hoan nghênh các ngươi gia nhập lần hành động này tiểu tổ. Lam Hiên Vũ, ngươi là các ngươi này chi tiểu đội trưởng đi. Như vậy, từ giờ trở đi, ta là chi này hành động tiểu tổ tổ trưởng, ngươi chính là phó tổ trưởng, phụ trợ ta tiến hành hết thải công tác." đi lên chiến hạm đi nói xong hắn đã xoay người hướng phía chiến hạm phương hướng đi đến nghe hắn nhìn xem hắn hành động tất cả mọi người không khỏi hơi có chút lăng thần vị này thật sự chính là quyết định nhanh chóng a à? nhưng chính là như thế vài câu đơn giản trao đổi lại làm cho lam hiền vũ bảy người không tự chủ đối với hắn sinh ra hảo cảm này hảo cảm nơi phát ra rất đơn giản lam hiền vũ bọn hắn dù sao chẳng qua là trung bình mười ba tuổi thiếu niên lớn tuổi nhất đường vũ cách cũng bất quá vừa mười lăm tuổi mà thôi bọn hắn tuổi tác như vậy, sợ nhất, nhưng thật ra là không được công nhận. Nhất là bọn hắn đến từ học viện sử lai khác, nhiều ít đều có mấy phần thuộc tại sự kiêu ngạo của chính mình. Mà vị này đều môn đặng bác không có chút nào khinh miệt bọn hắn ý tứ, ngược lại là trực tiếp liền nhận mệnh Lam Hiên Vũ làm phó tổ trưởng này để bọn hắn lập tức liền có loại được công nhận cảm thụ. Đi theo đặng bác leo lên chiến hạm, bên trong chiến hạm vô cùng ngắn gọn, Thông dài 40 mét bên trong chiến hạm không gian không lớn, vừa lên tới cơ hồ liền có thể thấy toàn cảnh hoàn chỉnh khoang điều khiển, đủ loại phụ trợ công trình một dạng đều đủ. Kỳ dị nhất chính là toàn bộ chiến hạm bản thể từ nội bộ hướng nhìn ra ngoài, vậy mà hoàn toàn là trong suốt. Điều này hiển nhiên cũng là loại kia kim loại hiếm tạo thành cảnh tượng, lập tức nhường tất cả mọi người có loại mở rộng tầm mắt cảm giác. Trong suốt chiến hạm A, xem xét liền rất tân tiến. Lam Hiên Vũ bảy người cũng không khỏi có loại không rõ thì lệ cảm giác. Bất quá, ở thời điểm này, Lam Hiên Vũ lại đột nhiên ý thức được một sự kiện, nhịn không được hướng đặng bác hỏi nói đặng tiền bối đường môn cũng chỉ có một mình ngài sao đúng vậy tại cả tàu chiến hạm bên trên ngoại trừ đặng bác bên ngoài bọn hắn đúng là một cái thành viên khác được không nhìn thấy đặng bác mỉm cười nói gọi ta tổ trưởng không cần hô cái gì tiền bối tiền bối theo hiện tại thời khắc này bắt đầu chúng ta liền là một cái chỉnh thể ta là của các người tổ trưởng cũng là của các người đồng đội về sau mọi người liền đều là huynh đệ tốt chính mình tìm cái chỗ ngồi xuống chúng ta chuẩn bị cất cánh đường môn là chỉ có một mình ta nhưng đây không phải còn có các ngươi đó sao lam hiên vũ đột nhiên cảm thấy vị tổ trưởng này tựa hồ lòng tham lớn à lúc này hắn mới quan sát tỉ mỉ một thoáng bên trong chiến hạm tình huống bên trong chiến hạm sau khoang thuyền là đóng lối đi có môn trước mắt là móc máy bọn hắn mới đến tự nhiên cũng không tiện mở ra đi xem trước khoang thuyền thì tổng cộng là có mười hai cái vị trí đặng bóc việc nhân đức không nhường ai ngồi ở trung ương thấp một vị trí từ nơi này so mặt khác đều muốn cao một chút vị trí tình huống đến xem hẳn là cả tàu chiến hạm chủ điều khiển vị ngồi ở chỗ đó tự nhiên là vì khống chế toàn bộ chiến hạm đồng thời có thể quan sát được mặt khác các cái vị trí mà mặt khác mười một vị trí đều ở chung quanh xúm lại thành một đám mỗi một cái chỗ ngồi đều là đối mặt cửa sổ mạng tàu chiến hạm đối với bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ là vô cùng mới lạ bọn hắn hoàn toàn không rõ ràng trên chiến hạm tình huống bất quá nếu đặng bác nói để bọn hắn tùy tiện ngồi mọi người liền mau đều tự tìm một vị trí. Bọn hắn mới vừa mới ngồi xuống, rộng lớn trên ghế ngồi, từng đầu kim loại mang liền đã sang khắp nơi, đem bọn hắn một mực cố ổn định ở làm là hơn. Một tầng lồng ánh sáng cũng theo đó theo trên ghế ngồi bay lên, đem bọn hắn bao phủ ở bên trong, mà trước mặt nguyên bản trong suốt có khả năng thấy bên ngoài kim loại bên trên, bỗng nhiên ảm đạm, vẫn như cũ có thể thấy bên ngoài, nhưng lại hiện ra mảng lớn số liệu, hình vẽ. Trong lúc nhất thời, xem mọi người hoa cả mắt, chiến hạm này kim loại tường thật sự chính là nhiều chức năng a à. không chỉ là có thể thấy bên ngoài bản thân vẫn là màn hình sao thật sự là trước vào lúc này thì bọn hắn tựa như lúc trước lần thứ nhất gọi tinh tế chiến cơ đinh chắc hàm một dạng đối bên trong chiến hạm hết thảy đều tràn ngập tò mò chúng ta chuẩn bị bay lên nha ta thích nhất liền là thời khắc thế này đặng bác có chút thanh âm hưng phấn vang lên sau đó chiến hạm liền bắt đầu phát ra nhẹ nhàng vù vù tiếng lam hiên vũ nỗ lực quay đầu hướng phía phương hướng của hắn nhìn lại chỉ thấy đặng bác ngồi chủ điều khiển vị bên trên cũng có lồng ánh sáng đưa hắn bao phủ ở bên trong nhưng khác biệt chính là trên đầu của hắn nhiều một cái mũ giáp đem đầu của hắn bao phủ ở bên trong song tay dưới lòng bàn tay còn riêng phần mình nhiều một cái cùng loại với thủy tinh cầu đồ vật sau một khắc chiến hạm đột nhiên động không có bất kỳ cái gì báo hiệu một cỗ mạnh mẽ vô cùng đầy lưng cảm giác bỗng nhiên chuyển đến vù một thoáng chiến hạm liền hướng về phía trước lao ra ngoài sau đó mọi người cũng cảm giác được nội tạng quay cuồng một hồi trước mắt thị giác đột nhiên đều trở nên trống rỗng bởi vì chiến hạm đúng là gần như dùng 90 độ hình thức đột nhiên ngửa đầu hướng lên nhảy lên thăng mà lên ngay sau đó tiếng nổ liền tại bọn hắn bên tai truyền đến hết thảy tất cả đều phát sinh quá nhanh dùng đến tại mỗi người bọn họ đều chỉ cảm giác mình trong nháy mắt liền bị mạnh mẽ đặt ở trên ghế ngồi toàn thân không thể động đậy adrenaline hàng loạt bài tiết khiến cho mỗi người khuôn mặt cũng không khỏi tùy theo đỏ lên cảnh vật trước mắt phi tốc biến hóa ngoài cửa sổ tựa hồ là bởi vì cao tốc ma sát mà hơi có chút đỏ lên mạnh mẽ tốc độ trùng kích cảm giác thật sự là quá có lực bộc phát làm hiên vũ cảm giác là rõ ràng nhất bởi vì tại trong mọi người hắn xem như nhất không khẩn trương một cái hắn phát hiện vũ trụ này chiến hạm bay lượn cùng trước đó bọn hắn ngồi dân dụng phi thuyền hoàn toàn khác biệt so với chiến hạm này nhanh chóng dân dụng phi thuyền thật sự là quá thoải mái dễ chịu mà vũ trụ này chiến hạm phương thức phi hành cùng tinh tế chiến cơ có điểm giống nhưng bởi vì thể tích khổng lồ tương đối mà nói kỳ thật so tinh tế chiến cơ vẫn là dễ chịu một chút, chỉ bất quá, bởi vì không tại hắn tầm kiểm soát của mình phạm vi bên trong, cho nên vẫn là lại, bởi vì mất khống chế mà xuất hiện một chút kinh khủng. Lam Hiên Vũ hiện tại đã biết rõ, vì cái gì tại hệ tinh tế chỉ huy đầu tiên liền muốn học tập tinh tế chiến cơ điều khiển, chiến hạm này bản thân liền có chút giống như là cỡ lớn chiến cơ, học được tinh tế chiến cơ điều khiển, đối với khống chế chiến hạm hiển nhiên là có lớn vô cùng trợ giúp. Lại thông qua đối đặng bác quan sát, hắn liền mơ hồ hiểu rõ chiến hạm này điều khiển khống chế hẳn là thông qua sóng não tiến hành cùng hệ thống liên thông điều khiển từ tốc độ bay lượn những phương diện này tới nói cùng chiến cơ không sai biệt lắm nhưng bởi vì ít một chút điều khiển lại thêm tự thân thể tích vấn đề hẳn không có tinh tế chiến cơ linh hoạt như vậy đây đúng là một lần rất không tệ lữ trình a à, không nói những cái khác riêng là này phần trải nghiệm liền đối bọn hắn tích lũy kinh nghiệm hết sức trọng yếu làm hiền vũ đã bắt đầu đối lần này thì cuối kỳ có chỗ mong đợi này tựa hồ cũng là coi như không tệ cảm giác. Chiến hạm tốc độ phi hành mặc dù nhanh, còn lâu mới có được dân dụng phi thuyền dễ chịu, nhưng ở cực hạn phương diện lại rõ ràng muốn sao dân dụng phi thuyền mạnh hơn nhiều, không nói những cái khác, tại xuyên qua tầng khí quyển thời điểm, còn lâu mới có được dân dụng phi thuyền mãnh liệt như vậy chấn động, cơ hồ chẳng qua là run rẩy một cái, liền như là thoát cương ngựa hoang lao ra hành tinh mẹ tầng khí quyển, thẳng vào vũ trụ bên trong. Bay vào vũ trụ hết thảy chung quanh cảm giác cũng bắt đầu tùy theo xuất hiện biến hóa mãnh liệt đẩy lưng cảm giác biến mất thay vào đó là một loại vô cùng cảm giác kỳ diệu trọng lực rõ ràng giảm xuống mặc dù sẽ không để cho người trôi nổi dâng lên nhưng nương theo lấy trọng lực giảm xuống chiến hạm bay lượn đối với cơ thể người lực trùng kích cũng trên phạm vi lớn giảm xuống trong không khí chứa dưỡng lượng rõ ràng tăng lên nhưng thuộc về hành tinh mẹ sinh mệnh khí tức lại biến ít hết thảy tất cả đều tại lặng yên không tiếng động phát sinh cải biến mũ giáp bay lên đặng bác trên chỗ ngồi vòng bảo hộ cũng theo đó làm nhà tan biến vị này lần này hành động tổ trưởng đứng người lên duỗi lưng một cái tiếp đó chính là dài đằng đẵng lữ trình bất quá các ngươi yên tâm chúng ta chiến hạm tốc độ phi hành nhưng là muốn so dân dụng phi thuyền nhanh hơn ước chừng 5 ngày sau đó liền đem đến chúng ta lần này hành động mục đích tại hắn nói chuyện thời điểm lam hiên vũ bảy người trên người dây an toàn cùng vòng bảo hộ cũng dồn dập mở ra khiến cho bọn hắn lại lần nữa khôi phục hành động tự do trên tay ánh bạc lấp lánh đặng bác không biết là từ chỗ nào lấy ra từng bộ từng bộ màu bạc du hành vũ trụ phục ném cho bọn hắn thay quần áo rồi ta tổ viên nhóm chúng ta hành động cần che giấu tung tích cho nên các ngươi trên người học viện sử lai khắc đồng phục không thể lại mặc thay đổi du hành vũ trụ phục ân đằng sau khoang bên trong còn có bên trong mặc chế phục đều là không có đánh dấu đều trước thay phiên đi đổi đi đặng bác cười híp mắt nói ra làm hiên vũ cùng đồng bạn liếc nhau trong lòng cũng không khỏi có chút âm thầm chửi bậy này cũng bay đến vũ trụ ngài mới nhớ tới để cho chúng ta thay quần áo này thích hợp sao du hành vũ trụ phục bản thân liền có chống cự trùng kích năng lực hiển nhiên là hẳn là tại cất cánh trước đó thì càng đổi đó à bất quá đặng bác rõ ràng không có đối hành vi của mình có cái gì muốn giải thích ý tứ tựa hồ hết thảy đều rất bình thường giống như lam hiền vũ bảy người phân biệt đến đằng sau đổi quần áo đừng nói quần áo đều vẫn là thật hợp thân đều mang theo lực đàn hồi đối thân hình của bọn hắn kiêm dung tính rất mạnh chờ bọn hắn tất cả đều đổi xong quần áo một lần nữa trở lại trước khoang thuyền thời điểm nhìn xem lẫn nhau trong lòng cũng không khỏi bay lên mấy phần cảm giác kỳ dị từ giờ trở đi chúng ta liền là lái chiến hạm một thành viên a này loại lần đầu tiên cảm giác vẫn là hết sức mỹ diệu làm hiền vụ hướng đặng bác nói tổ trưởng hiện tại cần chúng ta làm cái gì còn có chúng ta lần hành động này mục đích là cái gì đặng bác nói chúng ta lần này là muốn đi một chỗ nghĩ cách cứu viện vài người chúng ta người của đường môn cụ thể hành động đến lúc đó lại nói Hành sự tùy theo hoàn cảnh, xem tình huống cụ thể mà định ra. Mà bây giờ các ngươi cần cần phải làm là học tập chiếc chiến hạm này phương thức điều khiển đến làm hiền vũ người cái thứ nhất ngồi vào chủ điều khiển vị đi làm theo lời ta bảo. Bạn đang xem trung cực đấu la được thuyết minh tại kênh youtube di các phim. Truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com phim viết liền không giấu nhé. Có khả năng học tập lái chiến hạm trực tiếp liền lên cũng không cần bất luận cái gì máy mô phỏng trước thử một chút sao? Lam Hiên Vũ trong lòng mặc dù tràn đầy dấu chấm hỏi, nhưng vẫn là tràn đầy phấn khởi trước tiên liền đi qua ngồi lên. Đây là thời trẻ con của hắn mộng tưởng a, à, liền là hy vọng một ngày kia có thể trở thành một tên quan chỉ huy chiến hạm, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể thực hiện. Ngồi lên chủ điều khiển vị, Đặng bóc mỉm cười nói, những người khác cũng chú ý nghe a, à, cơ sở tình huống ta chỉ nói một lần, chúng ta chiếc chiến hạm này là từ chúng ta đường môn chế tạo một chiếc trinh sát hạm, theo bản thân chế thức tới nói, cùng liên bang đủ loại đẳng cấp chiến hạm cũng không tương thông, thuộc về tương đối đặc thù, cho nên các ngươi có khả năng xưng nó là đường môn trinh sát hạm. Chúng ta này đường môn trinh sát hạm đặc tính rất nhiều, đều là dùng mới nhất khoa học kỹ thuật thủ đoạn chế tạo mà thành, có ẩn hình, đột kích tác trên các loại công năng, uy năng vượt xa cùng cấp bậc chiến hạm, mà lại chỉ cần ít nhất một người liền có thể điều khiển, này mới là trọng yếu nhất. Điều khiển lúc lại tiến hành sóng não tiếp vào, các ngươi sẽ cảm giác được chiến hạm thành vì mình thân thể một bộ phận thông qua sóng não các ngươi sẽ kết nối đến chiến hạm chủ não nó sẽ dùng đủ loại tỷ lệ phần trăm đến đem cho các ngươi nhất trực quan số liệu mà các ngươi cần làm liền là hướng nó ra lệnh sau đó tiến hành điều khiển tại lúc cần thiết chiến hạm có khả năng hoán đổi đến dùng tay điều khiển hình thức phương thức điều khiển cùng tinh tế chiến cơ một dạng khác biệt chính là bởi vì thể tích càng lớn cho nên tại tiến hành điều khiển quá trình bên trong các ngươi cần muốn cân nhắc đến chiến hạm thể tích cho nên dùng tay điều khiển lúc tận lực muốn ít tiến hành độ khó cao kỹ thuật để tránh cho chiến hạm không thể thừa nhận đồng thời chúng ta chiến hạm phụ thêm có bốn đài cơ giáp cùng một chiếc tinh tế chiến cơ phối trí bất quá chúng ta mục đích lần này là cứu người mà không phải chiến đấu cho nên chỉ trang bị tinh tế chiến cơ không có phân phối cơ giáp dùng giảm bớt trọng lượng gia tăng tốc độ phi hành cùng tiết kiệm nhiên liệu nương theo lấy hồn đạo khoa học kỹ thuật phát triển hiện tại đối với nhiên liệu phán đoán đã đều có thể thông qua chủ não tới tiến hành tính toán và số liệu phân tích nhưng làm chiến hạm người điều khiển, trong lòng chúng ta cũng nhất định phải nắm chắc. Thí dụ như tại chuẩn bị chọn đi con đường phương diện, cần bao nhiêu nhiên liệu các loại, mà này chút, liền đều cần theo dựa vào kinh nghiệm tích lũy. Tốt, kiến thức căn bản liền những thứ này, làm hiên vũ, người bây giờ bắt đầu cảm thụ, không muốn hoán đổi dùng tay hình thức, liền trực tiếp ra lệnh, có thể dùng đơn giản nhất mệnh lệnh điều khiển chiến hạm, cũng có thể trực tiếp thiết lập hướng dẫn mục tiêu tiến hành trường cự cách bay lượn. Nghe đặng bác giảng giải, làm hiên vũ đã có cơ sở nhận biết nhưng khi mũ giáp kia hạ xuống sóng não của hắn cùng chiến hạm tiến hành kết nối về sau hắn liền phát hiện hết thảy đều cùng mình nguyên lai like là trong tưởng tượng không giống nhau không phải điều khiển chiến hạm độ khó lớn mà là quá đơn giản tựa như đặng bác nói như vậy hết thảy tất cả chiến hạm chủ não đều sẽ hoàn thành chỉ cần hạ đạt đơn giản nhất mệnh lệnh là được rồi chủ não bên trong ghi chép các cái hành tinh tọa độ chỉ phải căn cứ tọa độ tiến hành định vị là có thể tự động an bài tốt nhất đường bay đơn giản nhất kỹ thuật chính là thông qua sóng não hạ đạt từng cái mệnh lệnh gia tốc giảm tốc độ xoay trái sẽ phải hết thảy đều lại dễ dàng bất quá do so, tinh tế chiến cơ điều khiển còn muốn dễ dàng hơn nhiều cảm thụ được chiến hạm không ngừng đổi tốc độ cùng lắc lư đặng bác tẳng hắng một cái nói chơi chán liền thay người cáp tất cả mọi người thử một chút tại tiến hành từng cái nếm thử về sau tất cả mọi người đối điều khiển chiến hạm có một cái nhất trực quan cảm thụ dễ dàng a à. cái này thật sự là quá dễ dàng mặc dù chỉ là cơ sở điều khiển, nhưng nương tựa theo khoa học kỹ thuật tiến bộ, nguyên bản độ khó đều đã bị khoa học kỹ thuật chỗ giải quyết. Dĩ nhiên, này không bao gồm chiến đấu loại hình, có thể là, này một tàu chiến hạm, một người có thể hoàn toàn khống chế cảm giác vẫn là làm bọn hắn mở rộng tầm mắt. Đám người đều thử qua về sau, Đặng Bác lại ngồi lên chủ điều khiển vị trí, một lần nữa thiết lập đích đến của chuyến này. Các người có phải hay không cảm thấy, lái chiến hạm rất đơn giản, Đặng Bác thiết lập hoàn thành tàu tuần tra về sau, đi vào trước mặt mọi người. Cảm giác của các ngươi là đúng, hiện tại điều khiển chiến hạm liền là thật đơn giản. Dĩ nhiên, này chỉ là bình thường điều khiển. Trên thực tế, chiến hạm bình thường điều khiển cùng dân dụng phi thuyền cũng không có gì không giống nhau. Điểm khó khăn chân chính tại chiến đấu, làm tao ngộ thời điểm chiến đấu. Chiến hạm tiến vào trạng thái khẩn cấp mới có thể có sự bất đồng rất lớn. Làm chiến đấu mở ra lúc, chiến hạm đầu tiên muốn làm chính là lần tránh, tận khả năng lần tránh, nhưng ở lần tránh đồng thời, cũng phải dùng tốc độ nhanh nhất mở ra vòng phòng hộ dùng bảo đảm chiến hạm bản thân không bị hao tồn còn trong vũ trụ chiến đấu liền hoàn toàn muốn dựa vào kinh nghiệm cùng với chiến hạm tính năng cho nên quen thuộc chiến hạm tính năng rất trọng yếu tiếp xuống mấy ngày nay cái này là các ngươi phải làm đến đây là chiến hạm sách thuyết minh cầm lấy đi xem đi đối với một tên hợp cách quan chỉ huy chiến hạm tới nói cũng phải cần đem chiến hạm sách thuyết minh hoàn chỉnh gánh vác ân chuyện này với các ngươi tới nói dĩ nhiên rất khó các người lần này lữ trình chủ yếu là quen thuộc là có thể vừa nói đặng bác xuất ra một bản thật dày chiến hạm sách thuyết minh đưa cho lam hiên vũ được rồi mọi người tiếp xuống là có thể nghỉ ngơi thay phiên phái một người ngồi tại chủ điều khiển vị bên trên tùy thời quan tâm chung quanh biến hóa chúng ta đường môn trinh sát hạm hệ thống ra đa vô cùng cao cấp có thể tại khoảng cách rất xa phát hiện địch tình một khi phát hiện địch tình các ngươi cần làm chuyện thứ nhất là mở ra vòng bảo hộ sau đó tới gọi ta ân cứ như vậy ta đi trước ngủ một lát căn cứ vào chiến hạm cỡ nhỏ thể tích nguyên nhân phòng nghỉ chỉ có hai cái căn cứ vào tôn lão nguyên nhân ta cần một cái tới nghỉ ngơi một cái khác lưu cho các người thay phiên chỉnh đốn muốn làm gì đều rõ chưa làm hiền vũ theo bản năng nói ra hiểu rõ là hiểu rõ a à? lại cực kỳ đơn giản tốt ta đây đi nghỉ ngơi ngủ một hồi tối hôm qua ngủ được hơi trễ vừa nói đặng bác ngáp một cái tựa như sau khoang thuyền đi đến chờ thân ảnh của hắn tan biến tại sau khoang thuyền mọi người mới tụ tập cùng một chỗ lưu phong lông mày cao lại nói đội trưởng, tại sao ta cảm giác vị tổ trưởng này có chút không đáng tin cậy a à? mặc dù cũng đang dạy bọn hắn chiến hạm phương thức điều khiển nhưng hết thảy tất cả đều rất đơn giản cũng không có nghiêm túc giảng giải chi tiết liền trực tiếp ném cho bọn hắn một bản sách thuyết minh để bọn hắn đi xem sau đó liền chính mình nghỉ ngơi đi thậm chí liền lái chiến hạm giám sát đều giao cho bọn hắn vị này đặng bác tổ trưởng tâm thật là rất lớn Đối bọn hắn thật đúng là tín nhiệm a à. cái này cũng không có gì không tốt vừa vặn để cho chúng ta nhiều quen thuộc chiến hạm từ giờ trở đi sách thuyết minh mỗi người truyền đọc một giờ sau đó thay phiên nghỉ ngơi mỗi người thời gian nghỉ ngơi minh tưởng hai giờ như thế thay phiên tú tú người trước là chủ khống ta cái thứ nhất xem sách thuyết minh làm hiền vũ an bài tự nhiên là tinh tế nhiều lập tức làm ra hàng loạt an bài bảy người tại cùng một chỗ phối hợp đã quen lập tức liền bắt đầu làm chính mình sự tình không có chuyện đều tại Minh Tường thay phiên đọc sách. Lam Hiên Vũ xem rất chân thành. Dù sao đây là hắn chân chính trên ý nghĩa lần thứ nhất tiếp xúc chiến hạm với hắn mà nói không chỉ là mới lạ, càng là một lần hiếm có cơ hội. Vừa mới Đặng Bác đã nói qua đường môn trình sát hạm là vô cùng tiên tiến, mà Đặng Bác cho bọn hắn bản này giới thiệu sổ tay cũng không có bất kỳ cái gì trên số liệu giấu giếm. Cơ hồ là đem cả tàu chiến hạm hết thảy số liệu, tính năng tất cả đều minh xác dương hiện tại bọn hắn trước mặt này xem xét làm hiền vũ lập tức cũng có chút mê muội một cái kia cái nhìn như khô khan số liệu cẩn thận suy nghĩ nhưng đều là khoa học kết tinh nga là không biết bao nhiêu đời đường môn nhà khoa học nỗ lực kết quả trước này đường môn trinh sát hạm chủ yếu động lực nguyên đến từ đơn thể hồn đạo lò phản ứng dùng kim loại hiếm tinh luyện mà thành đơn thể kim loại nguyên tố làm năng lượng nơi phát ra là tân tiến nhất đơn thể hồn đạo lò phản ứng mặc dù không thể cùng cỡ lớn chiến hạm cỡ lớn lò phản ứng so sánh nhưng lại có được năng lực bay liên tục dài lực bộc phát mạnh chờ rất nhiều ưu điểm. Trọng yếu nhất chính là, cái lò phản ứng này có khả năng kiêm dung cao tới 15 loại kim loại hiếm làm, làm năng lượng của mình nơi phát ra. Nói cách khác, chỉ cần hướng lò phản ứng bên trong bổ sung 15 loại kim loại hiếm bên trong bất luận một loại nào, liền có thể nhường chiến hạm có được cuồn cuộn không rất động lực. Đủ tự động tinh luyện kim loại bên trong đặc thù nguyên tố tiến hành dẫn dắt, tụ biến, hóa thành đơn thể chính hướng tuần hoàn nguồn suối hạch tâm. Đây cũng là hiện đại vũ trụ vận chuyển chiến hạm có thể tại trong vũ trụ thời gian dài tiến lên chỗ căn bản. Đường môn là đơn thể chính hướng tuần hoàn nguồn suối hạch tâm người phát minh, tại nghiên cứu phương diện này tự nhiên là dẫn trước toàn bộ liên bang. Ngoại trừ động lực bên ngoài, trọng yếu nhất dĩ nhiên chính là công kích cùng hệ thống phòng ngự, phương diện phòng ngự, trước này đường môn trinh sát hạm phân phối cấp 3 vòng phòng hộ, hết thảy có 3 tầng tiến hành phòng hộ, trong đó tầng ngoài cùng vòng phòng hộ phụ thêm có ẩn hình tính năng, tựa như là u linh chiến câu một dạng nhưng muốn so tinh tế chiến cơ ẩn hình ổn định nhiều, hiệu quả cũng phải tốt hơn nhiều, có thể thời gian dài sử dụng. Ba tầng vòng phòng hộ có thể phòng hộ rất cao số lượng cấp công kích, số lượng này đẳng cấp đơn vị Lam Hiên Vũ hiện tại còn không hiểu nhiều, nhưng thoạt nhìn hẳn là là rất cao. Chiến hạm phân phối công kích hệ thống ngoại trừ một chiếc tinh tế chiến cơ, bốn đài cơ giáp bên ngoài, còn có một ổ chủ pháo, bốn ổ phó pháo cùng với phụ thêm có 12 miếng phản vật chất đạo đạn, này phản vật chất đạo đạn uy lực là cực kỳ khủng bố một viên liền có tùy tiện hủy diệt một tòa thành thị uy năng ở trong không gian đều có thể uy hiếp được cỡ trung thậm chí là cỡ lớn chiến hạm cho nên đừng nhìn trước này đường môn trinh sát hạm thể tích không lớn nhưng hắn uy năng lại là tương đương không nhỏ thậm chí có thể nói là siêu việt tuyệt đại đa số bên trong chiến hạm cỡ nhỏ các phương diện tính năng đều là tuyệt hảo sách thuyết minh nhìn xem đến làm hiền vũ đều có chút lòng ngớ ngáy lúc nào bọn hắn có thể có được một chiếc dạng này thuộc tại chiến hạm của mình liền tốt đương nhiên này không biết là bao nhiêu năm sau sự tình có quan hệ với chiến hạm chế tác kim loại cũng có nói rõ riêng đây là một loại do bốn loại kim loại hiếm liên hợp chế tạo thành hợp kim là đường môn nhất một đời mới hợp kim hợp kim đặc tính có rất nhiều đầu tiên là trọng lượng nhẹ sau đó là kiên cố bền còn có có thể kiêm dung sung làm hồn đạo màn hình máy ảnh dsl trong suốt các loại công hiệu mà trọng yếu nhất một loại năng lực liền là bản thân chữa trị tính vỏ kim loại nếu như tổn hại chỉ cần khống chế tại trình độ nhất định bên trong là có thể bản thân chữa trị cái này tránh khỏi một một ít bị thương sửa chữa nhưng chiến hạm có thể càng thêm lâu dài tiến hành sử dụng lam hiên vũ xem đều có chút mê mẩn đến mức lần thứ nhất nhìn hắn liền nhìn dòng dã ba giờ quên đi thời gian đồng bạn cũng không có nhắc nhở hắn năm ngày dài vô cùng chờ lam hiên vũ tỉnh ngộ lại thời điểm vội vàng đem sách thuyết minh truyền cho lam mộng cầm mọi người thay phiên thay thế chính hắn thì là minh tưởng suy nghĩ suy nghĩ lúc trước thấy những nội dung này không thể không nói xem sách thuyết minh thật chính là một chuyện rất trọng yếu nhìn sách thuyết minh về sau khiến cho hắn đối chiếc chiến hạm này có vô cùng trực quan nhận biết chiến hạm cảm giác thần bí cũng tự nhiên giảm xuống rất nhiều đặng bác không định giờ sẽ ra ngoài tàn bộ một vòng xem hết thảy như thường liền trở về khoang tiếp tục nghỉ ngơi toàn bộ bên trong chiến hạm đều lộ ra hết sức an tĩnh xem sách thuyết minh chủ điều khiển chiến hạm còn có minh tường suy nghĩ mỗi người đều tại làm chính mình sự tình đặng bác tình cờ ra tới nhìn lên cũng trong lòng không khỏi âm thầm tán thường. Này chút đến từ học viện sử lai khác học sinh quả nhiên là không tầm thường à. Đừng nhìn tuổi còn nhỏ, từng cái tâm trí đều muốn so người đồng lứa thành thục nhiều lắm. Một chút cũng không có nhảy thoát ý tứ. Trong nháy mắt, ba ngày thời gian liền đi qua, mọi người, bởi vì đều đắm chìm trong đối chiến hạm quen thuộc quá trình bên trong, đều cảm giác đến thời gian trôi qua rất nhanh, cũng không có chút nào nhàm chán cảm giác. Đi qua ba ngày này, mọi người đối chức này đường môn trinh sát hạm đã hoàn toàn quen thuộc bọn hắn lớn nhất cảm thụ liền là khoa học kỹ thuật quá tiên tiến. Trước vào địa phương chủ yếu liền thể hiện tại điều khiển tiện lợi tính, giống bọn hắn dạng này, chưa từng có chạm qua chiến hạm người, trải qua ba ngày, đối với sách thuyết minh học tập lại thêm thực tế nếm thử điều khiển về sau, vậy mà đều có thể cơ bản đối chiến hạm tiến hành điều khiển. Ý vị này, đường môn trinh sát hạm vào tay vô cùng dễ dàng, tại có nhu cầu thời điểm, coi như là người bình thường đều có điều khiển khả năng, tân tiến như vậy chiến hạm, nếu như tại liên bang mở rộng lên đến tự nhiên là phi thường dễ dàng bất quá tại hướng đặng bắc hỏi ý kiến hỏi cái vấn đề này thời điểm đặng bắc trả lời lại cho bọn hán tạt một chậu nước lạnh nguyên nhân rất đơn giản quý trước này đường môn trinh sát hạm giá cả đối bọn hắn tới nói quý đơn giản khó có thể tưởng tượng căn bản không phải dùng giá tiền có thể cân nhắc lam hiên vũ thỉnh đặng bắc dùng đường môn huy chương giá trị để phán đoán một thoáng đặng bác nói cho hắn biết đáp án là một nghìn miếng tử cấp huy chương không sai, chính là số này. Lam Hiên Vũ tự hỏi đã rất có tiền, có thể là một nghìn miếng tử cấp huy chương vẫn là con số thiên văn A. À. Huống chi, làm lớp thực nghiệm tinh chiến, bọn hắn cũng không chỉ là bảy người. Chiếc chiến hạm này chỉ có thể chứa đựng nhiều nhất 12 người, trên một chút cũng chính là 14 năm người, đối với bọn hắn toàn lớp tới nói hiển nhiên là không đủ. Đặng Bác còn nói cho bọn hắn, chiến hạm lớn hơn một vòng, cần có tài nguyên đều là cấp số nhân gia tăng, bởi vậy Bọn hắn mong muốn tương lai có được một chiếc thuộc tại chiến hạm của mình, dựa vào chính mình thật sự là quá khó khăn, chỉ sợ chỉ có học viện cùng đường môn mới có dạng này năng lực. Bất quá, này mấy ngày kế tiếp, tất cả mọi người cảm thấy chuyến đi này không tệ, cuối cùng đúng nghĩa tiếp xúc chiến hạm. Mà lại Lam Hiên Vũ hiện tại đã bắt đầu hiểu rõ, vì cái gì lão sư tại tinh tế chiến cơ điều khiển phương đối mặt chính mình như vậy khắc nghiệt. Hiện tại xem ra, chỉ cần có thể nắm giữ tinh tế chiến cơ điều khiển, ít nhất điều khiển chiến hạm cỡ nhỏ liền không có vấn đề gì chân thực điều khiển thời điểm chiến hạm thậm chí so chiến cơ còn dễ dàng bởi vì có mạnh mẽ chủ não phụ trợ đến mức dùng tay điều khiển chiến hạm hắn còn chưa có thử qua đặng bác cũng khẳng định không dám để cho hắn nếm thử a à. cái này là về sau sự tình ba 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 vỗ tay tiếng vang lên đem riêng phần mình tại làm lấy việc của mình tầm mắt mọi người hấp dẫn tiếp xuống chúng ta sẽ tiến vào một cái đặc thù lỗ sâu tiến hành bước nhảy không gian mà theo nhảy vọt một khắc này bắt đầu chúng ta liền không lại ở vào trong phạm vi an toàn cho nên các người nhất định phải đều phải lên tinh thần đi dám cho các người trước mắt đã nắm giữ cơ bản chiến hạm tình huống ta tiến hành một thoáng nhiệm vụ phân phối đặng bác không biết lúc nào đã đi tới trước khoang thuyền hơn nữa thoạt nhìn hắn tựa hồ nghiêm túc rất nhiều vẻ mặt cũng biến thành nghiêm túc không ít lam hiên vũ chiến hạm phụ trợ điều khiển liền giao cho ngươi làm ta bên này chủ não một khi xảy ra vấn đề điều khiển liền sẽ tự động hoán đổi đến chỗ ngồi của ngươi ta sẽ cho ngươi mở khải chuyên môn quyền hạn đặng bác tầm mắt đầu tiên liền rơi vào lam hiên vũ trên thân vâng lam hiên vũ vội vàng đáp ứng một tiếng đặng bác tiếp tục nói lưu phong hệ thống vũ khí sao cho ngươi người phụ trách hệ thống vũ khí phóng thích chủ pháo bốn ổ phó pháo đúng lam mộng cầm phản vật chất đạo đạn sao cho ngươi cái đồ chơi này rất nguy hiểm nhớ kỹ không có ta trực tiếp mệnh lệnh không thể phóng ra nhưng nếu như ta nhường ngươi phóng ra cũng nhất định phải quyết định thật nhanh đúng bạch tú tú người phụ trách nhắm chuẩn hệ thống chủ não sẽ tiến hành tự động nhắm chuẩn người tiến hành tay không nhắm chuẩn để tránh cho tự động nhắm chuẩn xuất hiện sai sót đúng đường vụ cách người phụ trách hệ thống phòng ngự phòng phòng hộ mở ra cùng năng lượng điều chỉnh tùy thời hướng ta hồi báo đúng tiền lỗi nguyên ân huy huy các ngươi hai cái cơ động làm việc cứ như vậy đặng bác làm xong cuối cùng bàn giao lam hiên vũ nói tổ trưởng bây giờ có thể nói cho mục đích của chúng ta chuyến này sao đặng bắc mỉm cười thản nhiên nói tội ác tinh cầu nghe được bốn chữ này lam hiên vũ bảy người đều là sững sờ chính hắn càng là thất thanh nói tội ác tinh cầu đối với nơi này hắn không chỉ là biết càng là thực sự tiếp xúc qua ban đầu ở thiên la tinh hắn còn lúc còn rất nhỏ nếu như không phải nana ra tay hắn cùng mẫu thân liền đều đã chết tại tội ác tinh cầu những người xấu kia trong tay bỗng nhiên nghe được đích đến của chuyến này lại là đi tới tội ác tinh cầu hắn sao có thể không kinh hãi Hắn cũng càng thêm ý thức được, lần này thì cuối kỳ tuyệt đối không phải bất kỳ diễn tập, liền là đúng nghĩa một lần trải qua nguy hiểm, kết hợp đằng trước đặng bác, như vậy, bọn hắn chuyến này nhiệm vụ hẳn là đi tới tội ác tinh cầu đi cứu viện vài người ra tới, mà lại, đường môn cũng là chẳng qua là phái ra đặng nhiều một cái người mà thôi. Không chỉ là Lam Hiên Vũ biết tội ác tinh cầu, đồng bọn của hắn nhóm tự nhiên cũng là biết đến, đối với nơi này, có thể nói là nghe tiếng đã lâu. Nơi này được xưng là chỗ vui chơi của tội ác tinh tế thiên đường của hải tặc là một cái độc lập tinh cầu chân chính là thế nào hình thành bọn hắn cũng không biết nhưng không hề nghi ngờ nơi này nhất định là tràn đầy đủ loại nguy hiểm sợ sao đặng bác cười nói làm hiền vũ lắc đầu nói tổ trưởng chúng ta không sợ nhưng nếu là đi tới tội ác tinh cầu vì đối các bạn của ta phụ trách ngài có thể hay không đem lần này nhiệm vụ tình huống cạn kẽ nói cho chúng ta biết cũng cho chúng ta tốt chuẩn bị sớm đặng bác nhẹ gật đầu nói là nên nói cho các ngươi biết, tội ác tinh cầu là một cái vô cùng chỗ đặc thù. Nếu như trong suy nghĩ của các ngươi cho rằng, hắn chẳng qua là một cái tàng ô nạp cấu địa phương, vậy liền mười phần sai. Làm Hiên Vũ sững sờ, bởi vì tại liên bang giáo dục cũng tốt, vẫn là học viện sử lai khác giáo dục cũng được, đều không có đối tội ác tinh cầu kỹ càng giới thiệu. Đặng Bác nói, tội ác tinh cầu là một quả đặc thù hành tinh, đầu tiên thể tích của nó rất lớn, thậm chí còn muốn vượt qua chúng ta hành tinh mẹ, là chúng ta đã biết, nhân loại có thể sinh tồn tinh cầu bên trong lớn nhất một cái mà tội ác tinh cầu chỗ đặc biệt nhất ngay tại ở chung quanh nó vị trí hoàn cảnh chúng ta đều biết trong vũ trụ hoàn cảnh là thiên biến vạn hóa có rất nhiều tình huống khác nhau tinh thể thậm chí còn có hắc động này loại kinh khủng tồn tại mà tội ác tinh cầu vị trí không gian xung quanh có vấn đề rất lớn là dùng một loại đặc thù vạn vẹo hình dáng mà tồn tại chỉ có thông qua mấy cái đặc thù lỗ sâu mới có thể xuyên qua này mảnh không gian đặc thù mà này trước lỗ sâu tối đa cũng chỉ có thể chứa đựng cỡ chung chiến hạm thông qua cỡ lớn chiến hạm không cách nào lái vào đây cũng là tội ác tinh cầu có thể tồn tại đến nay nguyên nhân trọng yếu nhất bằng không liên bang đã sớm đối với nó động thủ đồng thời tội ác tinh cầu sản vật phong phú vô cùng màu mỡ không chỉ có rất nhiều quạng hiếm thấy sinh còn thừa thãi đủ loại thảm thực vật ăn ngon nhất hoa quả rau quả cơ hồ đều là xuất từ tội ác tinh cầu nơi này sinh mệnh khí tức cực kỳ nồng đậm là trừ chúng ta hành tinh mẹ đấu la tinh bên ngoài một cái khác có thể thai ngén thần cấp cường giả địa phương. Cho nên, các người tuyệt đối không nên cho rằng nơi này chính là tội ác chỗ, nơi này đồng thời cũng là một cái vô cùng đẹp địa phương tốt, gây nên tội ác đến từ nhân loại, mà không phải bản thân viên tinh cầu này có tội tình gì ác địa phương. Làm hiên vũ bọn hắn thật không hề tưởng tượng qua, tội ác tinh cầu vậy mà lại là cái dạng này. Lúc này nghe Đặng Bác giới thiệu mới có hơi bừng tình đại ngộ cảm giác. Khó trách đấu la liên bang một mực không có có thể giải quyết tội ác tinh cầu cái này vấn đề lớn lại là bởi vì cỡ lớn chiến hạm vô phương đến viên tinh cầu này mà tội ác tinh cầu bên trên không hề nghi ngờ cũng là có thần cấp cường giả tổ trưởng vậy nếu là công kích những cái kia lỗ sâu nhường lỗ sâu vô phương có chiến hạm ra tới tội ác tinh cầu không lâu bị phong kín sao tiền lỗi nghi ngờ nói ra đặng bác sắc mặt hơi đổi một chút lời này ngươi có thể ngàn vạn chớ nói ra ngoài nếu không sẽ trở thành công địch lỗ sâu là cái gì đó là từng cái trong vũ trụ tọa độ không gian này chút tọa độ không gian bản thân bên trong liền ẩn chứa vô cùng khổng lồ không gian năng lượng chứ không nói công kích nó sẽ có hay không có hiệu quả nếu quả như thật có hiệu quả dẫn nổ xúc động tạo thành thời không loạn lưu như vậy xui xẻo cũng không chỉ là tội ác tinh cầu rất có thể là toàn bộ tinh hệ trách nhiệm này người nào nhận gánh chịu nổi cho nên này là căn bản chuyện không thể nào huống chi làm sao người biết liên bang đối tội ác tinh cầu không có phong tỏa đâu chỉ bất quá sẽ không đối dân chúng bình thường ban bố thôi bất quá này loại phong tỏa cũng chỉ có thể nhường tội ác tinh cầu đối với liên bang ảnh hưởng tận khả năng giảm nhỏ lại không thể hoàn toàn ngăn cản bởi vì cho tới bây giờ chúng ta đều không rõ ràng tội ác tinh cầu thông hướng ngoại giới lỗ sâu đến tột cùng có mấy cái đồng thời tội ác tinh cầu bên trong hoàn toàn có khả năng tự cấp tự túc phong tỏa bên ngoài cơ hồ sẽ không ảnh hưởng đến nó bên trong vận chuyển ồ tiền lỗi thẻ lưỡi đặng bác nói liên bang thế lực khắp nơi kỳ thật tại tội ác tinh cầu đều có ẩn núp người nơi này mặc dù tràn ngập tội ác nhưng tương tự cũng có hàng loạt tài nguyên có chút tài nguyên là liên bang hết thảy tinh cầu hành chính đều không có cũng là chúng ta cần có cho nên chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp lấy ra trước đây không lâu chúng ta đường môn vài vị liên lạc viên thân phận bị chọc thủng bị tội ác tinh cầu bắt được chúng ta hành động lần này nhiệm vụ liền là đem bọn hắn giải cứu ra mang về hành tinh mẹ lam hiên vũ thở sâu nhiệm vụ này ngài có đầu mối gì sao đặng bác nhẹ gật đầu nói đương nhiên là có đầu tiên chúng ta tại tội ác tinh cầu người liên lạc còn có thật nhiều đã đánh tra rõ ràng bọn hắn bị giam giữ địa phương thứ hai tội ác tinh cầu toàn thể quản lý là phi thường lòng lẻo chủ yếu có bảy tòa đại thành thị đều không lệ thuộc cho nên chúng ta đối mặt chẳng qua là trong đó một phương thế lực chỉ cần chúng ta tốc độ đầy đủ nhanh liền có rất lớn cơ hội có thể đem người cứu ra kế hoạch cụ thể ta đã hoàn thành các ngươi chỉ cần đi theo ta cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ vì ta đánh yểm trợ cùng trinh sát như vậy đủ rồi nhiệm vụ để ta tới chấp hành. Nói đến đây, Đặng Bắc nghiêm mặt dâng lên, tại toàn bộ nhiệm vụ chấp hành quá trình bên trong ta đầu tiên yêu cầu các ngươi nhất định phải kỷ luật nghiêm minh, hết thảy dùng mệnh lệnh của ta làm chuẩn, bởi vì này không chỉ là quan hệ đến an toàn của các ngươi, cũng quan hệ đến ta cùng bị bắt liên lạc viên an toàn, nếu như bởi vì các ngươi sai lầm mà dẫn đến nhiệm vụ thất bại, như vậy, trách nhiệm này liền cần học viện Sử Lai khác tới gánh chịu, các ngươi muốn thủy chung nhớ kỹ, các ngươi đại biểu không chỉ là chính mình cũng là sử lai like khác, hiểu chưa? Bảy người đồng thời gật đầu, Lam Hiên Vũ nói, tổ trưởng yên tâm, chúng ta dựa theo kế hoạch của người làm việc. Đặng Bác Vốt cảm nói, phía dưới ta muốn can dặn các người một chút chú ý hạng mục, chúng ta lần này đến tội ác tinh cầu, là dùng hải tạc vũ trụ thân phận, chúng ta trước phi thuyền này là tại hải tạc vũ trụ trong liên minh đăng ký qua, về sau tại thông qua kiểm tra thời điểm, các ngươi không thể xưng ra cái gì chân tướng, ta sẽ cùng đối phương tiến hành câu thông trao đổi, đến về sau cụ thể nhiệm vụ cần muốn bao lâu thời gian hoàn thành ta cũng không biết cần phải căn cứ tình huống cụ thể mà có biến hóa các ngươi không nên gấp gáp còn có chính là tội ác tinh cầu cuối cùng vẫn là cái nơi phi thường nguy hiểm hết thảy đều phải cẩn thận làm việc thời khắc bảo trì cảnh giác ta biết các ngươi tại học viện sử lai khắc ngoại viện đều là phi thường học viên ưu tú thế nhưng các ngươi nhớ kỹ lòng người hiểm ác tội ác tinh cầu người dùng bất cứ thủ đoạn nào huống chi nơi này còn có một số những tinh cầu khác vật khác loại tồn tại, các người có thể đi cảm thụ, nhưng tận lực đừng đi tiếp xúc. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, đáy mắt lóe lên một vệt hàn quang, nếu như khi các người tao ngộ thời điểm nguy hiểm, phải tất yếu quyết định thật nhanh, tại tội ác tinh cầu, giết chết địch nhân cũng không là chuyện ghê gớm gì, bởi vì nơi này, không có pháp luật, thực lực, liền là pháp luật. Nói thật, nghe đặng bác này chút giới thiệu về sao, bao quát lam hiên vũ ở bên trong, bọn hắn bảy cái đều có chút khẩn trương, dù sao, bọn hắn còn chưa bao giờ đối mặt qua tình huống như vậy. thế nhưng đang khẩn trương đồng thời cũng đều có khác biệt trình độ cảm giác hưng phấn cùng kích thích cảm giác loại cảm giác này là phi thường kỳ lạ. điều này cũng làm cho bọn hắn đối nhiệm vụ lần này tràn đầy chờ mong. đây chính là tội ác tinh cầu à? lần đầu tiên tới tội ác tinh cầu. còn có hai giờ đến lỗ sâu làm tốt tiến vào chuẩn bị. chúng ta lại nhận kiểm tra. các ngươi chỉ cần làm chính mình sự tình liền tốt. cụ thể sao cho ta? đặng bác ngồi về chủ điều khiển vị lúc trước tùy ý cùng lười nhác đã hoàn toàn biến mất hắn lúc này mới chính thức nghiêm túc vũ trụ tinh không không thể nghi ngờ là mỹ lệ nhưng loại xinh đẹp này nhìn đến mức quá nhiều cũng sẽ có một chút khô khan cảm giác xa xa một mảnh quang mang hiện lên ở tầm mắt bên trong mọi người theo bản năng hướng phía cái kia mảnh quang mang phương hướng nhìn lại thấy chính là một mảnh cùng loại với vòng xoáy tinh thể kỳ huyễn mà mỹ lệ cái này lỗ sâu quả nhiên là có chút không giống bình thường bởi vì nó chính là tại đây mảnh quang mang trung ương cái kia mảnh vạn vẹo ánh sáng phạm vi bên trong. Quang mang là như thế nào hình thành dùng lam hiên vũ bọn hắn hiện tại trí thức còn không rõ ràng lắm, nhưng bọn hắn lại nhìn thấy, quang mang bên ngoài, có mười mấy tàu chiến hạm ở nơi đó vừa đi vừa về tới lui. Những chiến hạm này dáng vẻ đều rất đặc thù, toàn thân đen kịt, tản ra màu tím vầng sáng, mỗi trên một chiếc chiến hạm cũng đều có thật nhiều nhìn qua liền hết sức sắc bén gai nhọn. Tộc trường, bọn hắn trên chiến hạm những cái kia gai nhọn hữu dụng không? Nguyên ân huy huy hướng đặng bác hỏi. Đặng Bác nói, đương nhiên là có ích, nếu như khoảng cách gần công kích tác chiến, đó là vòng phòng hộ cũng đỡ không nổi, không chỉ là trong cơ giáp điểm viễn chỉnh tác chiến cùng cận chiến, chiến hạm cũng đồng dạng có dạng này phân biệt, các người nhớ kỹ, phàm là này loại vẻ ngoài chiến hạm, tốc độ nhất định đều thật nhanh, bởi vì vì chúng nó liền là dựa vào khoảng cách gần va chạm chí thắng, hải tạc chiến hạm bên trong, này loại nhiều nhất, bởi vì bọn hắn nhất ỷ lại cũng là tốc độ, đánh không lại liền chạy, tuyệt đại bộ phận năng lượng đều dùng tại phương diện tốc độ mà không phải công kích từ xa. Làm hiền vũ nghiêm túc trí nhớ Đặng Bác, Đặng Bác mỗi một câu đối bọn hắn tới nói đều là quý giá tri thức. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Linh tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh Di Các Phim để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người.